Cái bấm ở đây rồi nó sáng nhấp nháy nhá. Thằng nhá mọi người ơi.
sẽ mặc áo Noel vậy. Rồi các chị vào like, các chị comment cho em là chữ tương tác ạ. Cho em xin một lượt chia sẻ về trang cá nhân hoặc một lượt chia sẻ về các hội nhóm nhé. Nào lên tặng đi em ơi. Một tặng xương xương trước. Cho cái gì à? Cho áo len đi. Cho áo len, áo nỉ vip một set len đi. Em chị ở đâu vậy ạ? Đơn từ hôm trước thì tầm mấy hôm nhận được ạ? Sau khi nhân viên gọi điện chốt đơn thì từ 2 đến 5 ngày em sẽ nhận được nhá. Từ 2 đến 5 ngày là em sẽ nhận được hàng nhá em. Sau khi nhân viên gọi điện chốt đơn nhé. À chị ở Hà Nội. Đấy, phải trả lời cho đủ. Phải trả lời cho đủ mọi người ạ. Xong chưa bạn ơi? Các chị vào like đi ạ. Đầu like thì em sẽ tặng các chị một chiếc áo len trước, một bộ đi. Đầu like tặng ấy đi. Em trả lời phách là không có ảnh. Không có ảnh. Chụp như vậy thôi. Không có ảnh ở bên trong. Bây giờ phải vào live stream thôi. Không có ảnh nữa rồi. Chiều nay rảnh thì mới quay được. Mày. Các chị xếp len nào. Yes. Mới đét đi nào. Vũ Trọng Phùng Thanh Xuân Hà Nội thì hôm sau nhận được luôn mà. Đơn hàng đi ngày 22. Đơn hàng lên đơn ngày 22 tháng 11. Hôm 24 mà. Gì Vũ Trọng Phùng. Thôi chị xếp len mới đi. Chị xếp len mới xem nó ở đâu cho chị. Áo len áo lủng mang hết ra đây nha. Hôm nay chơi lớn nhá mọi người ơi. Hôm nay chơi lớn nhé mọi người ơi. Xếp lên đi em ơi, cho chị xếp lên gấu bể màu ấy đi, đẹp đấy. Rồi, các chị comment cho em là mã hàng gì ạ? Lộc 1 cho em kèm số điện thoại. Lộc 1 kèm số điện thoại cho em. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 nên là em sẽ tặng các chị 11.000 nhá mọi người. Hôm nay em sẽ tặng các chị 11.000 nhá mọi người ơi. Tháng này là tháng 11 âm rồi đó các má. 2 tháng nữa là Tết rồi. Rồi, nào các chị ơi, lên đơn cho em mã hàng gì ạ? Lộc 1 11k giúp em. Em tặng các chị một set len của nhà mốt nha mọi người. Em tặng các chị một set len của nhà mốt này các bác ơi. Len của nhà em xịn sò như thế này luôn. Bình thường bán hơn 300.000 ạ. Bình thường em bán hơn 300.000. Ngày hôm nay em tặng các chị với giá là 11.000 nha mọi người. Lộc 1 kèm số điện thoại cho em sẽ bao gồm một áo và một quần luôn. Ok la chưa ạ? Một áo và một quần luôn. Em ơi chuẩn bị hết lên đây cho chị đi. Cái này chị chưa bán. Rồi. Rồi cho chị cái gì cũng được. Chị các cháu. Cho gì tặng đấy. Áo len nè. Bóc bóc đi. Bóc một cái. Lấy cái thế trên này của chị chưa đủ vừa. Rồi áo len. Cho một cái này đi. Được. Cho một cái đi. Ok like chưa. Rồi các chị ơi, thả like thả tim mạnh mẽ lên ạ. Đầu tiên thì mọi người follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước giúp em. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước giúp em. Ấn vào màn hình thả like thả tim tương tác ạ. Ấn vào góc phải màn hình thả like thả tim tương tác giúp em. Mã hàng lộc 1 sẽ bao gồm một quần và một áo. Hôm nay em sẽ like nhanh nhá mọi người. Vì hôm nay em lên like quá muộn. Nên là hôm nay em sẽ like nhanh em tặng các chị. Được chưa ạ? Ai nhận được tin nhắn thông báo là giúp cô gấu cập nhật đơn hàng của bạn là mình có đơn. Mã hàng lộc 1 em sẽ tặng cho 3 chị. Mã hàng lộc 1 em sẽ tặng cho 3 chị. Được chưa ạ? Mở bát một phát là tặng 3 chị luôn. Với giá là 11.000 đồng nhá mọi người. Là em tặng các chị như nào ạ? Mùa em nhập vào là hơn 300. Em bán tặng các chị là 11.000. Là em lỗ 300.000. Được chưa ạ? Đầu like em sẽ tặng các chị 3 bộ cho 3 người nhá mọi người nhá. Mỗi người một bộ thôi. Được chưa ạ? Khách xỉ cũng được mà khách lẻ cũng được nhá mọi người. Các chị chỉ cần comment đúng cú pháp là mình có đơn nhá mọi người. Được chưa ạ?
Mã đầu tiên, mã hàng lồng 1 em sẽ tặng các chị 3 cái, 3 bộ len với giá là 11.000. Các chị thả like thả tim mạnh mẽ lên ạ. Các chị ơi, ấn vào màn hình góc phải, thả like thả tim mạnh mẽ lên giúp em nhé mọi người nhá. Được chưa, em sẽ nói lại này. Follow fanpage cô gấu ở chế độ xem trước giúp em để mình nhận được thông báo live stream hàng ngày. Rồi tiếp theo mình vào live stream, mình thả like thả tim mạnh mẽ lên để không bị ẩn comment. Và bước thứ ba là mình comment đúng cú pháp giúp em, lộc 1 kèm số điện thoại, có cần lên địa chỉ không ạ? Đợt này nhà em chốt đơn tặng nhá, nhiều vô cùng luôn. Hôm trước 3 hôm em xả kho em tặng cực kỳ nhiều luôn các bác ạ. Đây ạ, hôm nay này vẫn tiếp tục tặng cho các chị, nhưng đơn tặng có cần phải lên địa chỉ luôn không ạ? Lên luôn địa chỉ để nhân viên gọi điện là đi hàng luôn nhá. Em sẽ cho các chị lên luôn địa chỉ để nhân viên gọi điện đi hàng luôn, vì hôm trước em tặng các chị 1.000, nhân viên cũng gọi điện và đi hàng luôn, được chưa ạ? Vậy thì bây giờ các chị lên luôn cho em địa chỉ đi, vì nhà em không đọc tên chốt đơn, tất cả comment đều bị ẩn rồi đúng không ạ? Tất cả comment đều ẩn hết rồi đúng không ạ? Các chị có thấy comment của người khác không? Nhà em ẩn hết comment rồi, các chị chỉ nhìn thấy comment của các chị thôi, chính các chị thôi, còn các chị không nhìn thấy comment của người khác đâu. Hay lồng 1 cho chọn màu đi em, lồng 1 cho chọn màu đi em ơi, lồng 1 3 bộ 3 màu đúng không? Ok luôn, lộc 1 em cho các chị 3 bộ 3 màu. Được chị với nào. Lộc 1 em tặng các chị 3 bộ 3 màu nhá mọi người. Các chị comment cho em là lộc 1 11k kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ. Đơn hàng 11.000 nhà em cũng ship nhá mọi người. Được chưa? Các chị hoan hỉ cho em nha. 11.000 nhà em cũng ship luôn. Và phí ship đồng giá 30.000 cho đơn hàng dưới 1 cân nhá mọi người. Các chị nhận hàng các chị trả tiền ship cho ai ạ? Cho shipper giúp em nha, cho bên vận chuyển giúp em nhé, em không thu tiền ship của các chị, bên vận chuyển người ta thu tiền ship của các chị nhé, em chỉ tặng và bán thôi ạ. Ok la chưa ạ? Lộc 1 màu trắng cho em, màu trắng là quần gì ạ? Màu trắng là quần đen ạ. Lộc 1 màu trắng là quần đen cho em. Em tặng các chị là 11.000, em giơ luôn và em chốt đơn luôn nhé mọi người. Em giơ luôn và em chốt đơn luôn. Các chị comment cho em là gì ạ? Lộc 1 trắng kèm số điện thoại và địa chỉ, em tặng các chị 14.000. Ok này, em tặng 3 chị này. Lộc 1 trắng cho em, lộc 1 đen cho em ạ. 11k. Lộc 1 trắng và lộc 1 đen, lộc 1 cuối cùng là màu be cho em. 11.000 đồng nhá mọi người nhá. Nhà em sẽ đọc tên. Nhà em sẽ đọc tên khách và đọc 3 số cuối. Ok la chưa ạ? Khách sỉ các chị lên giúp em số điện thoại nhá mọi người. Khách sỉ các chị lên giúp em số điện thoại, có lưu thông tin hết rồi ạ. Lộc 1 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Lộc 1 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. 11.000 đồng ok la. Lộc 1 trắng cho Minh Hà. Lộc 1 trắng cho Minh Hà. Rồi số điện thoại 735. Ok, đọc tên to đi ạ. Lộc 1 trắng cho Minh Hà nhá. Ok. Rồi số điện thoại 735 này. Lộc 1 đen cho Hồ Tú. Rồi số điện thoại. Lộc 1 đen cho Hồ Tú ạ. 377 ạ. Tiếp tục ạ. Lộc 1 be ạ. Lộc 1 be 11k cho Trần Duyên. Lộc 1 be 11k cho Trần Duyên ạ. 494. Ok. Ai được mã hàng lộc 1 các chị comment xác nhận. Tiếp tục em lên tặng các chị mã hàng lộc 2, hàng vừa mới về nha các chị nha. Hàng Noel vừa mới cập bến ạ, số lượng không có nhiều nhưng mà nhân viên nhà em nó thấy đẹp quá các chị ơi. Các chị nhìn giúp em này, mã tuần lộc cho em. Xinh xỉu luôn, em tặng các chị 2 cái nhá mọi người. Em tặng các chị, mã này em sẽ tặng các chị 2 cái, ok la chưa ạ? Mã này các chị lên đơn cho em mã hàng gì ạ, lộc mấy ạ? Lộc 2 cho em chỉ có duy nhất một màu thôi, nên là các chị comment là lộc 2 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em tặng các chị 11.000 đồng. Lộc 2 11k kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Ai được lộc 1 rồi thì mình hoan hỉ, mình không comment lộc 1 nữa, mình đợi em, lát nữa em tặng tiếp nhá mọi người. Rồi, nhường lộc 2 cho người khác nha. Lộc 2 cho em tặng các chị 11.000 đồng. U là trời, áo len tuần lộc các chị ơi, xinh xỉu luôn, em tặng 2 cái. Áo len tuần lộc em tặng 2 cái ạ. Các chị comment cho em là gì ạ? Lộc 2 kèm số điện thoại đi. Khách sĩ ơi comment cả số điện thoại giúp em, không là khách sẽ kiện nha mọi người. Lộc 2 cho em kèm số điện thoại nha các bác ơi. Kèm số điện thoại và địa chỉ. Em tặng các chị 11.000 và em tặng 2 cái đầu like. Em tặng các chị 11.000 và em tặng 2 cái đầu like nha các chị nha. Lộc mấy ạ? Lộc 2 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ. Chốt đơn cho hai chị, em mời các chị lên đơn nha các chị. Em mời các chị lên đơn và các chị comment cho em 11.000 nhà em cũng ship. Khi các chị nhận hàng các chị vui lòng thanh toán 30.000 tiền ship cho bên vận chuyển nha mọi người nha. Tiền ship là cho bên vận chuyển nha các chị. Nhà em không bao giờ free ship nha các chị ơi. Lộc 2 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Lên cả số điện thoại và địa chỉ giúp em. Lộc 2 à, em tặng các chị giá bao nhiêu tiền ạ? 11.000 đồng nha các chị. Lộc 2 cho Hà Phương. Lộc 2 cho Hà Phương ạ. Rồi tiếp tục ạ. Lộc 2 cho em.
đọc luôn cả số điện thoại đi các bạn ơi, không là khách không biết. Lộc Hà cho Hảo Phương đưa số điện thoại 496 đấy. Chốt đơn bao nhiêu ngày rồi, cứ in đơn ra xong rồi đọc nhanh cho xong ấy, rồi khách lại kiện cáo chết em nha. Mùng 4 Hoan Hỉ nhá. Lộc Hà cho em. Hoan Hỉ nhá. Rồi lên đơn cho em. 737. Lộc 3 cho em. Lộc 3 cho em tặng các chị 11.000 đồng nhá mọi người. 11.000 đồng cho em mã lộc 3 xinh xỉu luôn, em này nhìn kỹ hơn đẹp luôn. Em này là chất len lông xù, em này là chất len lông xù cho em. Các chị lên đơn cho em mã hàng lộc 3 cho em. Em tặng các chị 11.000 đồng, 11.000. Bờm chị vừa giơ lên có bán không? Cứ từ từ nha, cái này là quà tặng Noel. Lộc 3 11 kèm cái số điện thoại. Cái này là quà tặng lô Noel nha các chị nha. Kèm số điện thoại và địa chỉ các má ơi, các má comment mỗi chữ lộc 3 là không chốt đơn lộc được 3, đâu. Lộc 3 11k rồi, kèm số lộc điện thoại. Lộc 3 cho em 11k kèm số điện thoại và địa chỉ. Ai comment đầy đủ nhất. Em tặng cho một chị nhá mọi người. Em tặng cho một chị này. Đấy cứ 3 2 1. Số lượng cứ giảm dần mọi người ơi. Lộc 3 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ, em tặng các chị 11.000 đồng. Ai được đọc tên người đấy có đơn. Đọc tên đi ạ. Tôi in đơn xong ạ. Rồi, lộc 3 okay. Là Hồ Thị Loan. Hồ Thị Loan ạ, chị Hồ Thị Loan được mã hàng lộc 3 con. Đưa điện thoại 735 này. Hồ Thị Loan, số điện thoại đưa bao nhiêu ạ? 735. 735, comment xác nhận cho em nha. Hồ Thị Loan được mã hàng lộc 3. Ok la chưa ạ? Rồi bây giờ em sẽ lên Hoan Hỉ mùng 1. Hoan Hỉ mùng 1 bờm có nha các chị ơi. Bờm có là em tặng các chị bờm Noel nha các chị nha. Các chị mua áo Noel sẽ được tặng kèm bờm Noel Hoan Hỉ chưa mọi người? Xinh xỉu luôn, hôm trước khách hỏi mua 20 cái không tìm thấy các chị ạ, không tìm thấy. Em cảm ơn chúc nhiều. Ok rồi các chị ơi, tiếp tục cho em mã lộc 4 nhá. Mã lộc 4 nhá. Rồi lộc 4 em tặng các chị bao nhiêu tiền đây? Ok lộc 4. Rồi thì Loan sẽ comment xác nhận rồi này. Rồi đã là lộc 4 rồi, xong lại còn liên quan đến mùng 1 tháng 11 nữa, em sẽ tặng các chị là 41.000 đồng. Lộc 4 em sẽ tặng các chị là 41.000 đồng. Các chị comment cho em mã hàng lộc 4 kèm số điện thoại giúp em nha các bác. Mã hàng lộc 4 kèm số điện thoại và địa chỉ luôn nhá. Và địa chỉ luôn đi. Lộc 4 kèm số điện thoại và địa chỉ luôn đi các bác ơi. Phong cân nặng từ 40 cho đến 65 cân, các chị bảo ok là 41.000 đồng hôm nay mùng 1 Hoan Hỉ. 41.000 đồng hôm nay mùng 1 Hoan Hỉ nha các chị nha. Lộc 4 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em, vì tất cả những cái mã hàng tặng đầu like ngày mai nhân viên sẽ gọi điện xác nhận và đi đơn luôn cho các chị. Ok là chưa ạ? Lộc 4 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em 41.000 đồng. Lộc 4 là 41.000 đồng ạ. Ok là chưa mọi người ơi? Lộc 4 số lượng như nào đây ạ? Lộc 4 số lượng có 3 cái các chị ơi. Lộc 4 số lượng có 3 cái ạ. Em tặng các chị là bao nhiêu ạ? 41.000. 41.000 nha mọi người. Lộc 4 cho em là 41.000 đồng. Ok này. Lộc 4 này. Lộc 5 cho em. Lộc 5 là áo len ạ. Em tặng các chị 51.000 đồng. Ok là chưa ạ? Lộc 5 cho em là áo len, em tặng các chị là 51.000 đồng nhá mọi người ơi. Lộc 5 cho em 51.000 kèm số điện thoại và địa chỉ. Làm thế nào để biết là mình có đơn ạ? À, các chị chỉ cần nhận được tin nhắn thông báo là mình có đơn thôi nha các chị nha, nhà em không đọc tên chốt đơn. Các chị nhận được khi mà nhà em xác nhận đơn hàng cho các chị, nhà em sẽ in đơn ra và xếp hàng cho các chị. Còn các chị nhận được tin nhắn thông báo là người đấy có đơn cho chị xin một cái đơn hàng của lộc 4 ạ. Đây nha mọi người ơi, nhà em không đọc tên chốt đơn đâu, nhưng mà tất cả đơn hàng nhà em đều in ra như thế này. Đây ạ, có thông tin của khách nha mọi người. Được chưa ạ? Đây mọi người ơi, nhà em không in ra nhưng mà nhà em chốt là chốt chuẩn nhá. Nhà em chốt là chốt chuẩn 41.000 này. Khách comment lộc 4 41.000 này. Ok là chưa ạ? Rồi các chị lên đơn cho em mã hàng lộc 5 cho em. Các chị nhận được tin nhắn thông báo xác nhận là mình có đơn. Ok hết lộc 5 này. Em không đọc tên chốt đơn ạ. Lộc 5 em hết ạ. 51.000 em hết này. Rồi tiếp tục lên đơn cho em mã hàng lộc 6 nè. Lộc 6 cho em. Lộc 6 lại tặng 61.000 nha. Lộc 6 em lại tặng các chị là 61.000 ạ. Áo nỉ gì đây? Áo nỉ lót. Áo nỉ bông. Các chị ạ, áo nỉ bông cho em. Lộc 6 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nhé mọi người. Lộc 6 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Riêng các chị comment chữ lộc 6 không thì không bao giờ các chị chốt được đơn của nhà em. Vì tất cả em đều hướng dẫn các chị là các chị chốt đơn theo cú pháp giúp em. Được chưa ạ? Lộc 6 kèm số điện thoại. Có những mã hàng mà em tặng đồ like em tặng quá là rẻ thì các chị vui lòng lên giúp em cả địa chỉ nữa. Để ngày mai nhân viên gọi điện xác nhận ạ. Lộc 6 cho em này các chị này. Nó là áo nỉ bông nhé mọi người. Lộc 6 cho em là áo nỉ bông cho chị cái áo GC đi em. Màu than đi. Lộc 6 61k kèm số điện thoại và địa chỉ. Ok là chưa ạ? Áo nỉ bông phong cân nặng từ 40 cho đến 65 cân các chị mặc ok. Lộc 6 ạ, 61.000. Em lên luôn cho các chị mã hàng lộc 7 nhá. Lộc 7 của nhà em đang bán là 299.000. Hôm nay em tặng các chị với giá là bao nhiêu ạ? Lộc 7 cho em tặng các chị với giá là 157 đi ạ. 157, em có nhập 1.000 cái cũng không bao giờ có giá này. Ok ạ. Các
Các chị lên đơn cho em mã này là mã hàng lục 7 giúp em kèm số điện thoại và địa chỉ nha mọi người nha. Đấy. Ok, lục 6 hết. Ơi, ai được chốt đơn người ta còn comment lại cho em là em cảm ơn chị, em nhận được hàng. À, em nhận được thông báo rồi đây là các bác này. Nên các bác chỉ cần gì ạ? Ngồi lại livestream cứ tương tác là mình có đơn. Các chị chưa follow thì các chị vào. Lên đơn rồi chốt lục 6 các bác xác nhận nhá. Lục 7 em ơi check số lượng nhé. Lục 7 check số lượng bao nhiêu? Ok. Lục 7 cho em, lục 7 em có số lượng 5 cái em tặng các chị. Lục 7 kèm số điện thoại và địa chỉ ạ. À? Kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em nha các bác ơi. Đến cái cúc của nó cũng đẹp luôn ý. Đến cái cúc của nó cũng đẹp luôn ý. Lan hương này đã được chốt lục 6 ạ. À. Đấy, rất là okay đơn giản mọi người ơi. Rồi các chị lên đơn cho em mã hàng gì ạ? À? Lục 7 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. 157.000 đồng. 157 nhá mọi người. 157 các chị không nghe nhầm đâu. Một ma áo len GC dày dặn như thế này. Một ma áo len GC dày dặn như thế này. Em tặng các chị với giá là 157.000. Rẻ quá là rẻ luôn ý mọi người. Chỉ có duy nhất ở trên livestream ngày mùng 1 thôi nha mọi người. Chỉ có duy nhất ở trên livestream ngày mùng 1 thôi. Chị thấy cái áo gấu kia xinh xinh kìa cho chị đi. Mấy cái áo gấu xinh xinh ý. Lộc 7 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ. 157.000 nha mọi người. Lên luôn cho các chị mã hàng lộc 8. Lộc 8 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Lộc 8 kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. À. Áo nỉ ạ. À. Các chị lên đơn cho em. Lộc 8 em tặng các chị 78.000 đồng nhanh tay. 78.000 đồng nhanh tay comment đúng theo cú pháp để mình được chốt đơn. Lộc 8 kèm số điện thoại và địa chỉ ngay xin kết. Lộc 8 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ ạ. À. Chốt đi ạ. À. Lộc 8 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Báo số lượng đi ông cháu. Không không. Thế rồi á. Thế này. Lộc 8 ok là em nhận đơn. Mã này là mã lộc 8 luôn. Số lượng bao nhiêu? 8 cái các chị ơi. Lộc 8 có số lượng 8 cái. Trời ơi. Quá là rẻ luôn. Lộc 8 em có số lượng 8 cái ạ. Em nói thật này, riêng áo nỉ của nhà em không chê được một điểm nào. Xấu ở đâu đền tiền ở đấy. Ok là chưa? Xấu ở đâu đền tiền ở đấy luôn. Mã hàng lộc 8 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ em tặng các chị ạ. 78.000 đồng có đúng 8 cái. 1, 2, 3, lộc 8, 78.000, 6, 7. Còn một cái nữa. Lộc 8 cho em. Hết hàng chưa? Lộc 8 ạ. Một cái nữa ok là em hết. 78.000 đồng. Em hết nhá mọi người ơi. Lộc 9 em tặng các chị 99.000 đồng luôn. Mã em xinh xỉu luôn ạ. Tại sao lại cứ sót vài cái nhỉ ông nhỉ? Sót vài cái mấy cái? Một cái. Sót đúng một cái cuối cùng và duy nhất dành cho người may mắn. Mã hàng lộc 10 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ ạ. Lộc 10 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ nha các chị nha. 99.000 đồng. Không đẹp không lấy tiền. Xấu ở đâu đền tiền ở đấy. Lộc mấy ạ? Lộc 9 cho em 99.000. Ai lấy các bác lên đâu? Lộc 9 cho em ạ. 99.000 đồng nhá mọi người ơi. Siêu đẹp, áo em đang mặc đồ em một chút. Áo em đang mặc có mấy màu cơ các chị ạ. Áo em đang mặc là áo nỉ lót lông nha các bác. Nỉ lót lông ạ. Các chị lên đơn cho em mã hàng lộc 9 cho em. Em tặng các chị là 99.000 đồng. Em này các chị mặc vào thời tiết buổi tối như ngày hôm nay này. Trời tiết giao mùa này các bác này. Siêu đẹp, siêu xinh. Lộc 9 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ là các chị có đơn. Tất cả đơn hàng phải auto có số điện thoại nha các chị nha. Tất cả hai cái. Có hai cái các chị ạ. Lộc 9 cho em kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em này mọi người ơi. 99.000 đồng. Rồi em sẽ tặng các chị mã này đi. Em sẽ tặng các chị cái này ok ok. Trời ơi các chị nhìn quá là tinh luôn. Các chị nhìn quá là tinh lộc luôn. Lộc 9 kèm số điện thoại nhé. 99.000. Lộc 9 cho em là 99.000 đồng. Lộc 9 cho em 99.000 đồng nhé mọi người. Ok chưa? Rồi em sẽ tặng các chị quả này cho hết nước chấm luôn này. Em sẽ tặng các chị quả này là hết nước chấm luôn. Các chị ấn vào màn hình thả like, thả tim tương tác. Các chị ấn vào màn hình, các chị thả like, thả tim tương tác cho em. Được chưa? Riêng cái này em khẳng định với các chị luôn là thị trường không ai có. Riêng cái này em khẳng định với các chị luôn là thị trường không ai có nha các chị nha. Tặng quần. Ok là chưa? Lên mã hàng tặng quần cho em. Rất là nhiều người chưa được chốt đơn mã quần này. Lần trước em về phút mốt hết hàng. Lần trước em về phút mốt hết hàng. Các chị nhìn này. Nhìn hình thù với quần cho em này. Nhìn hộp với quần cho em nó như kiểu là một cái hộp bánh, một cái hộp kẹo hàng Tết đi các chị. Nhưng không nha. Đây là quần và quần cho em. Các chị lên đơn đúng cú pháp cho em. Đăng ký mã hàng tặng quần cho em. Các chị comment mã hàng tặng quần cho em nhá mọi người ơi. Em sẽ đập hộp quần này và em sẽ tặng cho các chị. Em sẽ tặng cho các chị quần này của nhà em là gì ạ? Hơn 300.000. Quần này của nhà em là hơn 300.000 nha các chị nha. Trời rét rồi, vừa lòng cô Thủy rồi này. Ui chưa thấy lạnh chị ơi, em vẫn chưa thấy lạnh đây này. Hôm nay em đi lên suối em có thấy lạnh đâu, em còn đang mặc áo cộc kìa.
À, lạnh rồi à? Lạnh chưa, lạnh thật hay lạnh giả? Không, vừa đây ta đi bộ, ta đi làm móng, ta đi bộ xong có làm móng, ta không hề thấy lạnh một chút nào. Các chị lên đơn cho em là tặng quần giúp em trời lạnh chưa hả mọi người ơi? Em đập hộp quả quần này cho các chị nha, các chị comment cho em là gì ạ? Tặng quần 11k cho em. Được chưa? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022. Hoan hỉ đầu tháng, em tặng cho các chị 11.000 đồng. Các chị comment cho em là tặng quần 11k cho em. Vứt cho chị những cái bộ đấy ra đây. Tặng quần 11k cho em. Ờ rồi, ok là xeo 11 tháng 11. Nhưng mà đã qua 11, xeo mùng 1 tháng 11 âm. Nhá mọi người ơi, tặng quần cho em 11.000 này. Đây là cái chỗ để mở hộp quần nhá mọi người. Xịn sò dã man luôn, thề luôn. Hôm đầu tiên em bán cái quần này em mở ra, em đã bị hỏng một bộ móng. Các chị ạ, hôm nay vừa làm móng xong nên là phải nhẹ nhàng. Comment cho em là tặng quần 11k cho em kèm số điện thoại và địa chỉ. Ok la chưa ạ? Ok la chưa mọi người ơi? Hết nước chấm chưa em? Bóc tem luôn cho các chị xem. Em khẳng định với các chị là thị trường không một ai bán cái quần này luôn. Khẳng định với các chị luôn là thị trường không một ai có luôn nha mọi người nha. Hàng của em là hàng nội địa chung. Riêng mã này các chị mua hàng nhà em mà các chị phát hiện hàng xưởng, em đền cho các chị 1 tỷ luôn. Lưu lại video cho em nha các chị nha. Phát hiện hàng xưởng, hàng Ninh Hiệp, em đền cho các chị 1 tỷ luôn. Ok là chưa ạ? Các chị nhìn mã quần của nhà em này, hết nước chấm chưa? Các chị nhìn mã quần của em hết nước chấm chưa? Các chị nhìn này, nâng mông khét lẹt luôn. Nâng mông khét lẹt luôn nha các chị nha. Lát nữa em bán, bây giờ đầu like em tặng trước nha mọi người. Em ơi cho chị cái quần đấy đi, cho chị cái quần đào đi. Quần đào à, quần đào à. Quần đào, sổ luôn. Quần đào dưới sao chứ không mới luôn. Đâu đâu em. Không, mới đem như cái này thôi. Quần đào số lượng ít này là chúng nó chưa mang ra. Em cho các chị xem quần của nhà em này. Hết nước chấm luôn ạ. Tặng quần 11k kèm số điện thoại. Em bảo nó vác cho chị ba cái quần này lên đây. Em ơi, cho chị ba quần xanh, ba quần tím và quần đào lên đây luôn mọi người. Bảo chúng nó ném vào thang máy cho chị cái. Bảo chúng nó ném vào thang máy luôn cho chị cho lên đây cái. Nào các chị comment cho em là gì ạ? Tặng quần kèm số điện thoại và địa chỉ giúp em. Ngày hôm nay em tặng cho các chị cái quần này với giá là 0 đồng. Trời lạnh rồi đúng không ạ? Em cho các chị xem này, nó đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn ạ. Siết eo, nâng mông, ghen bụng cực đỉnh luôn. Quần này có size, quần này có size. Lát nữa nhà em đọc tên tặng quần, được chưa ạ? Lát nữa nhà em đọc tên tặng quần thì các chị ngày mai nhân viên gọi điện là chị có đơn quần tặng thì các chị vui lòng chọn size giúp em nhé mọi người. Thì các chị vui lòng chọn size giúp em, các chị nhìn ống quần nha. Xịn sò cực kỳ luôn ạ, ống quần này. Ống quần không đường viền. Ống quần không đường viền luôn. Tạo hiệu ứng làm cho cái cổ chân của mình nó cực kỳ gọn luôn và mình có thể cắt được. Mình có thể cắt được. Quần này em cân cho các chị cao trên 1m7, mặc không hề bị ngắn một chút nào. Được chưa? Các chị mà hơi thấp một chút thì các chị có thể cắt được nhá. Cắt xoẹt một phát là xong rồi, mình ra hiệu mình cắt cho em nhá các chị nha. Quần này có thể cho các chị cắt được luôn. Các chị thấy xịn không? Nếu xịn các chị comment cho em là xịn. Nếu xịn các chị comment cho em là xịn. Bây giờ em sẽ mang lên cho các chị, cho các chị xem quần và em sẽ tặng các chị đủ size luôn. Em có size M, size L và size XL gì đó. Nè các chị nha, size M, size L và size XL. Ok là chưa ạ? Em tặng các chị với giá là 11.000 và em khẳng định với các chị thị trường không ai có cái quần này. Em xác định tặng cho các chị ba cái quần trị giá 1 triệu đồng nhá mọi người nhá. Vì hôm nay là mùng 1. Em tặng hoan hỉ nhá mọi người, em không câu like câu view thì các chị biết rồi đấy. Nhà em là tổng kho xỉ lẻ thời trang Quảng Châu. Em không bao giờ lên đây để em câu like câu view hết vì thời gian em livestream là đã ra tiền rồi các chị. Em chỉ cần dơ một mã lên là chốt đơn ầm ầm luôn là đã ra tiền rồi. Tiếp tục em mở cho các chị xem mặt trong. Ok là chưa ạ? Em mở cho các chị xem mặt trong. Mặt trong của em nó có một cái lớp sinh nhiệt nhá mọi người nhá. Đây ạ, mặt trong cả quần này nó có một lớp sinh nhiệt này. Khi các chị mặc cái quần này chỉ trong vòng 3 phút thôi là nó đã sinh nhiệt và các chị sẽ cảm thấy người mình đang được ấm lên, nóng lên luôn, cảm nhận được luôn nhá mọi người nhá. Nó không phải là quần thông thường đâu các chị ạ. Em này là một cái quần lót nỉ, nhưng mà nỉ của nó lại là nỉ ép nhá mọi người. Nỉ của nó lại là nỉ ép cho em. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Tặng quần 11k kèm số điện thoại. Ngày mai nhân viên gọi điện chốt đơn, các chị bảo là lấy cho chị quần size này, hoặc các chị có thể comment luôn size ở đây. Em tặng luôn cho các chị, đợi em một chút nhân viên mang quần vào. Em đọc tên và em tặng luôn cho chị em mình. Với giá là bao nhiêu tiền ạ? 11.000 đồng duy nhất mùng 1 nhá mọi người nha. Duy nhất mùng 1 em tặng các chị với giá là 11.000 đồng cho em. Ok là chưa ạ? Rồi. Tặng quần. Ít hơn kịp không ạ? Cho các chị tặng quần. Hỏng rồi. Em ơi đưa cho chị lại đi.
Từ từ đã nha các chị ơi, có hai mã là tặng quần xanh và tặng quần tím. Đưa chị mã quần xanh trước đi. Đây nha, quần đây nha mọi người ơi. Em tặng các chị với giá là 11.000, em tặng quần xanh trước. Các chị comment lại cho em này, tặng quần xanh 11k giúp em. Em tặng ba chị không, tặng quần xanh trước đi ạ. Tặng quần xanh em tặng các chị 11.000 đồng nhá, tặng quần mới luôn, ok la chưa ạ? Còn cái quần này là em để em mặc, em để làm mẫu luôn. Đây ạ. Em tặng các chị quần nữa đâu em? Đưa chị cái nữa nào. Tặng quần xanh 11k giúp em, đọc rõ ràng tên và số điện thoại của các chị. Ok la chưa ạ? Em đọc rõ ràng tên và số điện thoại của các chị luôn, mùng 1 fan nhỉ. Các chị comment cho em là tặng quần xanh 11k kèm số điện thoại, các chị nhìn quần này. Hết nước chấm luôn. Tặng lời bình luôn ạ. Tặng quần xanh cho em 11k kèm số điện thoại và địa chỉ. Chồng in đơn đi xong rồi chồng đọc một phát cho vợ nào. Tặng quần xanh cho em 11k kèm số điện thoại và địa chỉ. Phần mềm nhảy lên chị nào nhé, em ấn nút và in đơn luôn cho chị đấy. Nhá mọi người nhá, nhà em nhấn nút và in đơn luôn cho chị đấy. Các chị lên đơn xem, sẽ đổ đấy. Tặng quần xanh cho em 11k cho em kèm số điện thoại và địa chỉ. 11.000 em tặng hoa tỷ đầu like mùng 1. Nhá mọi người thả like thả tim mạnh mẽ lên. Thả like thả tim mạnh mẽ lên nên không bị ẩn comment. Em có nhìn thấy mọi người ơi. Mà này gay cần lắm, em tặng các chị 1 triệu. Đầu like em vừa tặng 1 triệu rồi. Ok chưa? Bây giờ em tặng 3 quần với giá 1 triệu nữa. Ok chưa? Em ơi chuẩn bị hàng đi để chị bán tặng. Tặng quần xanh 11k kèm số điện thoại và địa chỉ. Tặng quần xanh 11k kèm số điện thoại. Mọi người comment nhiều rồi mà. Ông ok đây đi. Rồi em bắt đầu đọc tên chị đầu tiên ạ. Ok đầu tiên cho Linh Lê. Linh Lê ạ, số điện thoại. Số điện thoại 996 này. 996 ạ, chị Linh Lê số điện thoại đôi 996. Tặng quần 11k cho Thùy Duyên này. Tặng quần 11k chị Thùy Duyên. Số điện thoại 618. 618 ok la. Rồi tiếp tục cho em. Tặng quần 11k tặng cho quần em. Quần xanh 11k cho Trần Thủy. Trần Thủy ạ, số điện thoại 505. 505 em xin chúc mừng ba chị may mắn. Các chị comment chữ xác nhận vào đây cho em cho nó xanh chín. Các chị comment cho em chữ xác nhận vào đây cho nó xanh chín nha mọi người ơi. Comment xác nhận đi ạ. Comment xác nhận để em dơ luôn, các chị đâu build đâu. Đây nha các chị ơi, đây. Đây nha, tất cả chị nào có đơn là các chị sẽ được nhận bill như thế này nhé. Em sẽ để trực tiếp vào quần, không để vào quần cho các chị nha. Ngày mai nhân viên sẽ gọi điện chốt đơn, được chưa ạ? Các chị thích size gì thì các chị báo với nhân viên nhé em. Dưới 50 cân các chị mặc size M, dưới 60 cân các chị mặc size L, dưới 60, 62 cân mình mặc size L giúp em. Và dưới 70, 72 cân mình mặc size XL cho em nhé mọi người nha. Ok la, một chị comment xác nhận này, chị Linh Lê comment xác nhận này. Comment xác nhận giúp em nha các chị nha. Comment xác nhận giúp em nha các bác ơi, nhanh tay nha. Mọi người phải để ý nhá, rồi. Có tin nhắn gửi về inbox thì có tin mới được nhắn lên đơn trả nhá. Về là mình có đơn nhá mọi người. Có tin nhắn trả về là mình có đơn, đây là quần mẫu của em. Phải có tin nhắn trả về đây inbox quần mọi mẫu người em nhá. Sẽ lấy em cũng sẽ lấy và em sẽ để đây để em mặc luôn này. Hết nốt chấm luôn em cho các chị xem. Mọi người phải comment xác nhận vào inbox nữa nhá. Rồi, tiếp tục cho em mã tiếp theo. Cái gì đây? Cái gì đấy mà đẹp đấy? Ôi, u là trời. U là trời, mọi người ơi. Sao chúng mày hôm nay nhiều hàng đỉnh thế này hả mọi người ơi? Sao hôm nay nhiều hàng đỉnh như thế này hả các bác ơi? Các bác có thích tặng áo không ạ? Bỏ số lượng ra đi em. U là trời, các chị ơi, các chị có thích tặng áo không? Các chị có thích tặng áo không ạ? Các chị nhìn áo cho em này. Em khẳng định với các chị là thị trường không một ai có vào cái thời điểm này. Nếu các chị tìm ra người thứ hai có, em tặng các chị luôn không lấy tiền. Nếu các chị có đơn hàng rồi mà các chị tìm ra một người khác có hàng giống y hệt nhà em tặng luôn cho các chị, không lấy tiền luôn. Tặng quần tím ok là đợi em một chút, tự nhiên chúng nó mang áo lên ạ. Tự nhiên chúng nó mang áo lên ạ. Các chị ơi, comment cho em tặng áo, bỏ số lượng ra đi em. Xuất hàng lên chị nào. Các chị comment cho em là tặng áo giúp em. Em cho các chị xem áo này. Trời ơi, hàng siêu cấp VIP cho em. Hàng siêu cấp VIP cho em nha các bác ơi, nhìn cho em này. Các chị comment cho em là tặng áo đi. Eo ơi các bác ơi. Hết nước chấm luôn ạ. À. Eo ơi nhìn cái áo này. Khủng khiếp. Ôi đẹp khủng khiếp luôn. Các chị ơi các chị có thích áo không ạ? Các chị có thích áo không mọi người ơi? Các chị có thích áo không? Chị tặng cho khách để khách nhận hàng, khách trải nghiệm em ơi. Hôm nay mùng 1 hoa nghỉ mà bán cả đời em. Cứ tặng trước đi em. Cứ tặng trước đi, bán sau không có vấn đề gì hết. Mọi người ạ. À. Tặng trước bán sau không có cái gì hết nha. Vòng cổ của Tina Dương đấy mày. Ông mày order từ Trung Quốc mới về đấy. Trời ơi, nhưng mà lên đây để xem có thao túng được khách hàng không. Lên đây để có thao túng được khách hàng không. Các chị có thích tặng áo không ạ? Bây giờ áo này, áo này giá niêm yết là 289.000. Bây giờ các chị thích tặng với giá bao nhiêu tiền? Bây giờ các chị thích tặng với giá là bao nhiêu tiền ạ? Các chị thích tặng với giá bao nhiêu tiền? Các chị comment đi. Tặng áo này. Các chị comment đi, ai comment đúng em tặng các chị một cái áo luôn. Ai comment đúng em tặng các chị một cái áo luôn. Ok la chưa ạ? Thích chọn màu gì thì chọn. Bây giờ các chị comment cho em là gì ạ?
Các chị comment cho em là áo bao nhiêu ca, được chưa ạ? Giá niêm yết của nhà em là bao nhiêu ạ? 289.000 à? 289.000, các chị comment cho em là tặng áo đi. Hàng siêu cấp VIP nha mọi người ơi. Rồi lâu lắm không chơi quả mini game này, hôm nay lại chơi mini game với các chị nha. Các chị thích tặng với giá là bao nhiêu? Các chị thích tặng áo này với giá là bao nhiêu ạ? Có số lượng như nào đây? Thoải mái đấy. Ôi, cũng không đủ số lượng mà bán đâu anh em ơi. Dưới trăm thôi. Bán luôn đi chị ơi. Bây giờ muốn tặng mọi người để cho mọi người nhận áo hàng hè này, các chị nhìn form bán rẻ cũng được. Cởi 129, 150. 129, 150, 145. U là trời. 119. Em ơi, bây giờ tặng bao nhiêu tiền đấy hả mọi người ơi? Không thấy bạn nào đoán đúng cả. Bán luôn đi chị ơi, em thích áo này. Em thích à? Em thích nhưng mà chị lại không thích thì biết làm sao? Bán rẻ đi chị ơi. Mọi người ơi, sao mọi người cứ bắt em bán thế? Đẹp không mọi người ơi? Thôi được rồi, em lên cho mọi người mã này là mã đẹp. Em lên cho mọi người mã này là mã đẹp. 111.000, 198.000, 150.000. Áo ơi, nhiều luôn này. 99.000. Ôi giời ơi, bây giờ em tặng các chị giá bao nhiêu đây ạ? Em mặc lên form cho các chị xem. Hết là hết. Hết nước chấm luôn nha. Em mặc lên form cho mọi người xem luôn này. Hết giá này, hết là hết luôn. Hàng siêu cấp VIP mẫu mới đét này, bo viền cổ này, xịn sò chưa? Rồi ôi, 186.000, không. Nhìn form mọi người ơi. Nhìn form cho em, hàng siêu cấp VIP 158.000, 129.000, thôi, không một bà nào đoán đúng hết. 188, 186 à? Không một bà nào đoán đúng hết, thôi hôm nay em tặng các chị này. Các bà sống sách em... nhiều tiền, đại gia. Thế thì các bà này vào livestream sau rồi. Các bà này không nắm được chương trình. Đại gia rồi. Các bà không nắm được chương trình rồi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mùng 1 tháng 1. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 mà không một chị nào comment liên quan đến số 1 cả. Em buồn các chị luôn. Em tặng các chị này. Em tặng các chị nhá. 91.000 đồng. 91.000 đồng. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Đen 91 kèm số điện thoại giúp em. Ok là chưa? Nhìn hàng này. Ôi các chị ơi, chất đẹp cực kỳ luôn. Riêng hàng này các chị giặt nhá, không bao giờ bị nhăn luôn. Hàng tàu xịn cho em, không bao giờ bị nhăn, không bao giờ bị xù, không bao giờ bị sổ lông cho em. Cổ bo viền, xịn sò to đùng luôn nha các chị nha. Chất hơn nước cắt luôn, chất cốt tông tàu càng giặt càng mát. Các chị ơi, chất cốt tông tàu mặc càng giặt càng mềm càng mát cho em. Các chị lên đơn này. Gì ạ? Nâu 9. Nâu 91, đen 91 và trắng 91. Nâu. Đọc cái giá 91, em ơi ngất được. Đau cả. Đọc cái giá 91 ngất được luôn ạ. Đen 91.000 kèm số điện thoại, được chưa ạ? Trắng 91.000 cho em kèm số điện thoại. Nâu 91.000 cho em kèm số điện thoại nha các chị nha. Em ơi, chuẩn bị một mã nỉ đi em. Rồi, cú xuân hạ thu đông 4 mùa tặng hết ông ơi. Áo nỉ nhá. Ok ông cháu ơi, áo nỉ đi. Các chị ơi, lên đơn cho em kìa. Áo nỉ kẻ xem là số lượng như nào. Các chị thích hàng siêu cấp VIP đi em. Đen 91 kèm số điện thoại. Trắng 91 cho sắp em kèm rồi. Số điện thoại. Và nâu 91 cho em kèm số điện thoại. Hàng mới đét luôn nha mọi người ơi. Eo ơi, form này. Form dã cả man luôn đấy các chị ơi. Form đỉnh đét căng luôn. Form dã man con ngang luôn mọi người. Đen, trắng và nâu cho em 91. Chị em nào được chốt đơn rồi để tin nhắn nhé, đừng comment lại. Không comment lại giúp đừng em hoặc các chị có thể nha. Comment là nhắc giúp em nhá mọi người. Đấy, nha. Các chị có thể comment nhé. Cho em là nhắc giúp em. 91.000 đồng nha các chị nha. Đây các chị ơi, nói không với hàng xưởng, tất cả hàng của nhà em đều là hàng tàu xịn như thế này. Bo viền cổ xịn đét, chất cốt tông tàu cho em, không nhăn, không xù, không sổ lông. Các chị càng giặt chất càng mềm cho em. Hình in 8D chuẩn đét nét căng như thế này. Sợ nhìn sợ hình sợ em. 91.000. Sợ hình sợ không hả mọi người ơi? 91.000 đồng em tặng các bác đầu like. Ok la chưa ạ? Đen, nâu và trắng cho em 91.000 đồng. Eo ơi các chị ơi, em ơi cẩn thận trùng comment nha. Cẩn thận trùng comment nha. Nâu, đen và trắng. Ok la chưa? Chị Thơ lấy thêm thì phải comment cho em là thêm nâu nha. Thêm nha, trùng comment đấy. Chị em lấy thêm màu khác nâu đẹp lắm. Màu nâu đẹp lắm. Đừng comment. Màu đen cũng quá là đẹp. Đừng comment giống của Pháp. Form thoải mái cho chị em mình luôn. Nâu, đen và trắng cho em giá bao nhiêu ạ? 91.000. Hết nước chấm luôn. Thôi nha, chỉ duy nhất một cái áo này thôi. Chỉ duy nhất cái áo này bán với giá 91.000 thôi. Các chị nhớ, còn chị. Đầu tiên em muốn tặng các chị. Các chị comment đúng em tặng, các chị không đồng luôn. Mà các bà toàn comment hơn 100. U là trời. Tính em thì lại cái kiểu gọi là thích ngược đời ngang trái các chị. Đen, trắng và nâu cho em giá bao nhiêu ạ?
91.000. Chết lừa. Chị ơi em muốn lấy xỉ, tầm này chị không bán xỉ rồi em yêu ơi. Hẹn em mùa hè, hẹn em hàng hè hoặc là em lấy xỉ hàng hè thì là hôm nay nhà chị nếu mà khách muốn mua hàng hè thì chị phục vụ hàng hè. Còn đâu giá 91.000 thì không bán xỉ được. Chiều ngang bao nhiêu cm ạ? Xốp không đo được. Xốp và chủ của em là cao 1m6, nặng 53 cân nhé mọi người. Tóm lại là sẽ là form giấu quần như thế này. Và form to đùng luôn, không phải form bé đâu mọi người. Form to đùng luôn, không phải form bé đâu nha mọi người ơi. Các chị lên đơn cho em là đen, trắng và nâu cho em 91.000 đồng, hết đen đúng không ạ? Ok, hết đen. Từ giờ phút này các chị comment cho em là dự bị đen. Dự bị đen cho em. Dự bị viết tắt cho em là giờ bờ đen kèm số điện thoại. Ok là chưa ạ? Em còn màu trắng 91.000 và màu nâu cho chị em mình 91.000. Comment cho em này, đổi màu comment luôn, đổi màu nhá. Nhưng mà lưu ý này, hôm nay mùng 1 hoan hỉ, đừng đổi giúp em được chưa ạ? Đừng đổi giúp em nha. Rồi, dự bị đen cho em 91.000, trắng 91.000 ạ, và nâu 91.000 nha mọi người ơi. Hết nâu, tiếp tục comment cho em dự bị nâu cho em, hết nâu mọi người ơi. Comment cho em là dự bị nâu đi các chị ơi. Ngày mai nhân viên gọi điện chốt đơn, bà nào không em máy chuyển sang cho bà khác luôn nha mọi người. Áo đỏ Noel ok luôn rồi. Áo đỏ Noel ok, tí nữa Noel sẽ tặng kèm cái gì đây? U là trời. Chỉ có nhà em mới có nha các chị nha, không ai có quả chương trình này đâu các chị ơi. Nhà em bán hàng Noel cách đây 20 ngày rồi. Nhà em bán hàng Noel cách đây 20 ngày rồi mọi người ơi. Đây là Noel part mấy rồi ý mọi người ạ? Đây là Noel part 3 rồi đấy mọi người ơi. Rồi Noel tí lên phục vụ các chị nha các chị nha. Có salon không? Có xả lộn. Có salon không à? Có salon không đúng không? Này các bà ơi, comment có dấu hộ tôi cái. Trời ơi, có salon đen là Trần Thị Hồng. Thật sự rồi. Rồi các chị lên đơn cho em có luôn áo thun, có luôn nhá mọi người nhá. Tí em còn lên gì cái gì nhà em cũng có. Xong chưa các bác ơi? Xong chưa mọi trắng người ơi? Trắng nhiều này. Ok là. Rồi ok là. Nốt này, nốt cú pháp cuối cùng này, đen, trắng và nâu đều hết. Em sẽ cho các chị 1 phút để các chị vào danh sách dự bị giúp em. Đừng đó. Cười, đừng cười các chị ơi. Đừng cười nha các chị nha. Tính em giá trị bán nhé. Phạm ơi lấy 5 trắng. Nhưng mà chị hết trắng rồi em yêu ơi. Chị hết trắng rồi em yêu ơi. Em comment dự bị đi xong em cọc giúp chị 200 nhá. Em comment dự bị đi xong em cọc giúp chị 200. Tí chị phục vụ em mã khác yên okay, tâm. Dự bị trắng ở Huỳnh Tha. Ôi giời ơi. Em ơi hàng đâu em ơi. Hàng số lượng như này thì bán sao? Hàng số lượng như này thì bán sao ông ơi? Trời ơi. Có đúng 100 cái thôi mọi người ơi. Chết em rồi mọi người ơi. Thôi nha, cộng thêm 1.000 nhá. Cộng thêm 1.000 nhá. Rồi ok ok. Mã này em cộng thêm 1.000 này mọi người ơi. Hết đen trắng nhá. Cực kỳ luôn. Rồi dự bị đen nâu ok la luôn. Khách quen khách quen. Ok Vũ Nguyệt này cho. Rồi chắc chắn được nâu okay, cho Vũ Nguyệt này. Ok ok. Khách mới mua nhà em ship code cho các chị 2 sản phẩm. Đến sản phẩm thứ 3 các chị vui lòng cọc giúp em 100.000 đồng nha các chị nha. Quần trong hộp chị có em yêu. Hôm nay mùng 1 hoa nhỉ. Em thề luôn. Em thề luôn. Hôm nay mùng 1 em không muốn bán hàng. Con em bị ốm đang ở nhà em không muốn bán hàng luôn, đang định nghỉ. Chỉ có đúng một câu của khách hàng nói là: bạn ơi hôm nay bạn phải bán hàng đi. Khách sỉ nói bạn ơi hôm nay bạn phải bán hàng đi. Tối nay tớ sẽ vào ủng hộ bạn. Ngày mai nhà em cũng nghỉ. Ngày mai nhà em cũng nghỉ. Trời ơi. Rồi cũng toàn để vào cảnh báo xong bây giờ mới cọc em ơi. Tiếp tục cho em. Các chị ơi. Em ơi cái mẫu của thôi nha. Bây giờ các chị thích cô gái, các chị comment cho em là cô gái. Ok là chưa ạ? Các chị thích gấu dâu, các chị comment cho em là gấu dâu. Thế bây giờ mình thích cô gái hay mình thích gấu dâu nào? Vì em vẫn tiếp tục bán lỗ cho các chị. Em vẫn tiếp tục bán lỗ cho các chị nha mọi người ơi. Các chị thấy rồi đấy, em không nhận xỉ. Là các chị biết là em bán lỗ như thế nào rồi. Để mà tổng kho xỉ lẻ ở đây mà thời điểm này không nhận xỉ là các chị biết rồi. Em ơi thưa chị nào, các chị thích cô gái hay các chị thích gấu dâu? Em khẳng định với các chị luôn, thị trường tầm này không một con nào có. Thị trường tầm này không một con nào có luôn. 3 ngày trước các chị có thể xem lại livestream nhà em đã xả hàng. Nhé. 3 ngày trước các chị có thể xem lại livestream nhà em đã xả hàng đông rồi mọi người ơi. Nhà em về hàng hè cực kỳ nhiều luôn. Phục vụ các chị hết nước chấm luôn. Anh em thích cô gái, anh em thích gấu dâu nè. Lên gấu dâu trước nha. Lên gấu dâu trước nha. Nói chung là năm nay mà không có quả gấu dâu này ở trong tủ đồ của chị em mình ý, thật sự luôn đấy. Quá có lỗi với nhà sản xuất. Em này là hàng chuẩn luôn. Hàng hãng chuẩn xịn như thế này luôn nha các chị nha. Hàng tàu xịn cho em. Các chị nhìn phun túi tắm các thứ là các chị biết. Được chưa ạ? Túi tắm các thứ lên áo. Khách mới lưu ý nhá, mua từ 2 sản phẩm cộng okay. 100.000 để đi đơn nhá. Khách mới mua trên 2 sản phẩm chủ động cọc giúp em. Quần em mặc có luôn. Tí nữa em sẽ phục vụ các chị nha.
U là trời. Em ơi, rồi ôi, một đàn gấu luôn anh em ơi, hết nước chấm luôn. Riêng áo phông của nhà em nhá, bảo hành cho các chị. Các chị nhận hàng, các chị mở ra, các chị kiểm tra, các chị giặt cho em nhá. Vỡ hình em đền tiền cho các chị, được chưa ạ? Vỡ hình đền tiền hoặc là đổi áo một đổi một cho các chị. Bảo hành một đổi một cho các chị trong vòng một tuần luôn, ok là chưa ạ? Một đổi một trong vòng một tuần luôn. Em bán cộng đúng bao nhiêu tiền? 1.000 cái áo này, được chưa? Số lượng đâu em? Không, số lượng gấu dâu mà. Số lượng gấu dâu đâu mà. Không, đấy là số lượng cô gái. Em số lượng cô gái. Không, chị không có nha. Gấu dâu cho em 92.000 đồng. Ok là chưa? Em khẳng định không một con nào có hàng phục vụ các chị tầm này. Chị không thấy số lượng em ơi, đấy là số lượng cô gái. Không, số lượng cô gái này là chị vừa đưa. Số lượng cô gái này là chị vừa đưa, còn gấu dâu là bọn em rút mã mà. Các chị lên đơn cho em là gấu kèm màu kèm số điện thoại cho em. Gấu kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá mọi người ơi. Phạm Phạm ơi, cọc giúp chị em yêu ơi. Ôi các chị ơi, lên form nhá. Lên form đỉnh đét luôn. Ok em luôn. Rồi cọc đi mùng 1 hoa nhỉ em yêu ơi. À, chị khẳng định với em luôn là mã này nhà chị đang xỉ hơn 1 lít cơ em ơi. Mã này nhà chị đang xỉ hơn 1 lít cơ. Rồi, gấu dâu cho em. Em có gấu hồng, gấu đen và gấu trắng nhá mọi người. Gấu hồng, gấu đen và gấu trắng cho em nhá mọi người ơi. Ok là chưa? Gấu hồng, gấu đen và gấu trắng. Thuê bao xin không cho địa chỉ tắt máy em ơi. Đấy, lý do cảnh báo là thuê bao xin không cho địa chỉ tắt máy, cọc giúp chị nha. Rồi, chị Trần Huyền ngày 9 tháng 10 mua một sản phẩm muốn dồn, không dồn xả, được chưa? Rồi, ok là, hello chị em, 92.000 mọi người ơi. Trời ơi, tin được không? Hello chị em, tí em lên áo Noel cho chị Thủy nhá. Đây ạ, 92.000 cho em, các chị lên đơn cho em. Gấu trắng cho em, 92.000 ạ, xỉ bằng lẻ luôn. Em thề luôn, em thề nói điêu mất lộc luôn nha. Xỉ đang làm giá hơn 1 lít. Chứ hàng đầu vụ, hàng mới đét như thế này lấy đâu ra mà dưới 100.000 à các chị ơi. Gấu hồng cho em ạ, 92.000, u là trời. Và gấu đen cho em ạ, 92.000 nha. Em cam kết với các chị luôn, nói không với hàng xưởng. Được chưa ạ, nói không với hàng xưởng cho em. Nhìn chất này, hết nước chấm luôn. Nhìn hình cho em này, eo ơi, nó như kiểu là in cao su luôn ý mọi người. Nó như kiểu là in cao su luôn ý. Các chị lên đơn cho em ạ. Cô gái hết sạch hàng rồi anh em ơi. Cô gái hết sạch hàng rồi anh em ơi. Anh em nhìn form cho em này. Eo ơi, xinh không? Chị nào nhỏ nhắn xinh xắn các chị có thể mặc thành áo dáng váy. Ok chưa? Hết gấu hồng, comment cho em dự bị gấu hồng giúp em. Comment cho em là dự bị gấu hồng. Em xin phép chốt 2-3 cái dự bị gấu hồng nha các chị nha. Áo đỉnh nhờ bạn ơi. Hôm nào đi Thái đấy để xin đi cùng một chuyến à. Các chị lên đơn cho em. Gấu hồng cho em, được chưa ạ? Gấu hồng cho em. Thời tiết miền Bắc đang không lạnh các chị ơi. Đang không lạnh luôn, thấy bảo là sang tuần mới lạnh. Các chị ơi, em triển luôn hàng hè cho các chị. Triển luôn hàng hè cho các chị nha. Rồi, các chị comment cho em là dự bị hồng giúp em. Comment cho em là dự bị hồng. Comment cho em là dự bị hồng nha. Từ giờ phút này là em sẽ chốt dự bị này. Ok em, cọc đi em ơi, nhưng là không còn đâu. Không là không còn đâu, em mặc được. 61 cân mặc được luôn. Form này to đấy các chị nha, form này cực kỳ to. Em nói luôn, form này cực kỳ to. Bác nào mà thích bằng form nhỏ là không mặc được form này. Form này to nhất trong tất cả các form mà em đã bán. To nhất trong tất cả các form mà nhà em đã bán. Form này tương đương với form Thái mọi người ơi. Năm nay mẫu mới các chị ơi. Năm nay mẫu mới em chơi lớn luôn. Thị trường làm gì có ai bán? Thị trường tầm này làm gì có ai bán ạ? À? Dư bị gấu hồng cho em. Nhanh tay, tôi bỏ qua đi mùng 1 hoa nhỉ. Các chị lên đơn cho em là gấu đen cho em 92.000. Gấu trắng cho em 92.000. Và dự bị gấu hồng cho em. Gấu hồng hiện tại đang hết. Các chị chốt vào danh sách dự bị giúp em nha. Dự bị gấu hồng cho em 92.000. Ok là dự bị hồng cho em 92.000. Các chị ơi, mua cái áo nó cũng phải gọi là nức nở luôn các bác. Thôi em chốt thế thôi các chị ơi. Hàng hè này không bao giờ ế được. Các chị ạ, hàng hè này không bao giờ ế được. Chỉ có đen và trắng nữa thôi nha mọi người. Đây, các chị nhận hàng nó chuẩn xịn như thế này luôn. Này các bạn ơi, kể cả các bà béo nhá, cứ tự tin mặc trắng cho em. Được chưa ạ? Đừng có mà trong tủ đồ của mình một màu đen tối các chị ơi. Cứ tự tin mặc cả trắng cho em. Vì cái chất này của nó cực kỳ đúng form. Vì cái chất này cực kỳ đúng form luôn. Các chị lên đơn cho em là gấu trắng. Em xin phép bán đúng một mã nữa thôi. Em xin phép bán đúng một mã nữa là thôi nhá mọi người ơi. Không bán hàng hè nữa đâu các cụ ơi. À, lên hàng đông đi em. Lên hàng đông đi, lên hàng đông đi. Quá rẻ.
quá rẻ ạ, chủ buôn của em mẫu này bán 130k ạ. Đấy là chủ buôn của em ơi, chị đây này, cũng tổng buôn đây này, cứ từ từ nhá. Muốn chơi hàng hè thì cọc xỉ 2 triệu. À, hè thì nhà chị nhận xỉ 1 triệu, đông thì nhà chị nhận xỉ 2 triệu, được chưa? Nhưng mà hàng hè bây giờ chị chỉ bán điểm điểm phục vụ khách Sài Gòn thôi, chứ nhà chị chưa bán hết hàng hè đâu em. Rồi, tiếp tục lên đơn cho em. Một sản phẩm có ship nhưng mà... Một sản phẩm có ship. Nhưng mà... Rồi, ok. Những hàng mã hàng bán rẻ này là... Sẽ ưu tiên những ai cọc. Rồi, lên xếp bộ, lên xếp bộ, lên xếp bộ. Rồi, cứ tinh tinh cho em đi các chị ơi. Âm thanh mà nghe xuống tai nhất trong trong mùng 1 đó là tiếng tinh tinh đấy mọi người. Vũ Hợp ơi, vào danh sách dự bị được không em? Minh Phương comment dự bị gấu hồng đi ạ. Comment dự bị gấu hồng giúp em nha. Gấu hồng hiện tại đang hết hàng rồi các bác ơi. Rồi, tiếp tục cho em mã này. Mã này em tặng các chị này. Em tặng toang luôn này mọi người ơi. Em tặng các chị 81.000 đồng một bộ GC nhá mọi người. Bà nào vừa hỏi áo thun dài tay. Đây, thun dài tay ạ. Chất nỉ da cá cho em. Bộ này đang bán 199.000. Em tặng các chị 81.000 đồng một áo và một quần cho em. GC các chị lên đơn cho em. GC 81 kèm số điện thoại. GC 81 kèm số điện thoại cho em, cho chị một mã cô gái gì đi em. GC 81, ừ đây, một mã cô gái cuối cùng nữa thôi nha. Không bán áo phông nữa đâu anh em ơi. Các bà chốt kiểu gì mà chốt hết hàng của tôi. 100 cái áo tôi tới về để tôi, để tôi bán. Tôi bán xương xương mà các bà chốt hết của tôi rồi. GC 81 kèm em. Số điện thoại. GC 81 kèm số điện thoại. Nhanh tay mọi người ơi. Các chị mua đơn trên 2 sản phẩm chủ động cọc giúp em. Không, chị có rồi em ơi. GC 81 kèm số điện thoại cho em. $81.000 siêu rẻ. GC 81 nha mọi người ơi, nhanh tay ạ. À. Em chốt hai chị trong danh sách dự bị nữa. Comment cho em là dự bị GC 81 ạ. À. Hết hàng rồi các chị ơi. Comment cho em là dự bị GC 81 hết hàng rồi em. À con. Ông bà nó phát. Còn các chị ơi, còn mấy bộ nữa. Các chị lên đơn cho em là GC 81 kèm số điện thoại. GC 81.000 gồm một quần và một áo. Ok chưa? Ôi. Thề luôn, cuộc đời em hơn 10 năm bán hàng chưa bao giờ về được cái form áo đỉnh đét như thế này. Trời ơi, hết nút chấm luôn. Hàng tàu xịn khét lẹt luôn nhá mọi người nha. Hàng tàu xịn khét lẹt cho chị em mình luôn. Eo ơi, bán không đến 100.000 ạ. Bán không đến 100.000 ạ. Cổ bo viền to này, xinh xỉu này. Cổ bo viền to cho em, xinh xỉu nhá mọi người ơi. Rồi, bộ len đợi em một chút. Eo ơi, chất đẹp nhờ. Chẳng qua là tao bán rẻ thôi thì mới hết thế thôi. Em chốt 50 cái. Mã này em xin phép chốt nốt 50 cái nhá mọi người ơi, xin phép chốt 50 cái, không bán nhiều. Không bán nhiều đâu anh em ơi. Eo ơi, chảnh vãi cả chảnh. Eo ơi, chảnh vãi cả chảnh luôn ạ. À. Áo cô gái cho em. Ôi xinh thế nhở. Ôi ôi. Dã man chưa hả mọi người ơi. Trời ơi. Vãi cả đẹp luôn các chị ơi. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cô gái kèm màu kèm số điện thoại. Eo ơi, 93.000 đồng. 93.000 đồng em tặng các chị. Em bán 50 cái thôi nha mọi người nha. 20 đen, 20 trắng và 10 nâu. Em xin phép bán 50 cái thôi, em không bán nhiều đâu. Mấy mã kia bán hết hàng rồi các chị ơi. Mã này các chị lên đơn cho em này. Để còn bán có lãi chứ các chị. Mã này lỗ chết. Lỗ quá rồi, đáng nhẽ bán lỗ mà chốt được ít thì em còn lỗ được nhiều mã các chị. Còn lỗ được nhiều mã chứ mọi người. Cô gái cho em kèm màu kèm số điện thoại, không đẹp không lấy tiền. Nha các chị nha, chất cốt tông tàu cho em, mềm, mịn, mát, thấm hút mồ hôi. Chất này khi mà các chị mới sờ và các chị nhìn form này nó sẽ cứng, nhưng mà các chị mặc càng giặt càng mềm cho em. Riêng quả chất này mặc không bao giờ nát vải. Không bao giờ có hiện tượng nát vải luôn. Các bác ơi, cô gái màu nâu cho em, chốt 10 cái màu nâu. Ok ra chưa ạ? Em chốt 10 cái màu nâu thôi. Giá bao nhiêu ạ? 93.000 đồng. Được chưa ạ? Chốt 20 cái màu trắng cho các chị. Giá bao nhiêu ạ? 93.000 đồng. Và 20 cái màu đen cho các chị. Giá bao nhiêu ạ? Chỉ có 93.000 đồng nhá mọi người ơi. 93.000 đồng cho em. Ok ra chưa ạ? Nay nhận được áo len đẹp quá trời đẹp số bạn. Em cảm ơn chị Trang Trang rất rất là nhiều luôn. Em cảm ơn chị Trang Trang rất là nhiều luôn nha. 93.000. Trời ơi, khách đang mua lẻ, số lượng 5 đen, 5 trắng và 5 nâu, em không bán xỉ. Mọi người, em không bán xỉ, khách còn bảo luôn là chủ buôn của nhà em đang giao mã này 130.000. Trời ơi, dã man nhở. Không, nếu mà chị mà giao xỉ thì cũng không đến giá 130.000 đâu em yêu ơi. Vì đầu vụ bao giờ chị cũng bán rất giá rất rất là đẹp. Đầu vụ bao giờ chị cũng bán giá rất rất là đẹp để câu khách.
Vì vụ hè cực kỳ dài luôn mọi người. Vì vụ hè cực kỳ dài luôn, năm nay em bán hàng hè đến tháng 10 dương ạ. Năm nay em bán hàng hè đến tháng 10 dương. Bây giờ là gần tháng 12 dương em lại tiếp tục bán hàng hè. Các chị ơi, hàng đông thì em bán bị xịt hơn so với năm ngoái. Hàng đông bình thường em bán từ tháng 7 âm. Năm nay hàng đông tháng 8 âm em mới chạy hàng. Các bác ạ, đây, xong bây giờ lại xoay sang hàng hè rồi các bác ơi. Cô gái đen, cô gái trắng và cô gái nâu cho em nhá mọi người ơi. Cô gái đen, trắng và nâu giá bao nhiêu tiền ạ? 93.000 đồng. Ok, la la keo chưa? Em chịu em đấy. Em không hiểu em ăn bằng cái gì mà em bán cho các chị với giá là Hương Nhài lấy thêm trắng. Em không hiểu. Gấu hết rồi. Sự bị cho em ý đi. Ủa, xinh dã man luôn ý mọi người ơi. Em không hiểu em ăn nhầm cái gì mà em bán cho các chị giá 93.000. Hết cô gái trắng, hết 20 cái cô gái trắng em bán thế thôi. Em không bán nhiều đâu các chị ơi. Đào Nguyễn ơi, đừng comment lại. Cô gái nâu nha, đừng comment lại giống nhau. Đừng comment lại giống nhau. Comment lại là nhắc đi. Comment lại là nhắc cho đỡ bị trùng đơn nha các chị. Rồi các chị lên đơn cho em là dự bị cô gái trắng. Cô gái nâu cho em 93.000. Dự bị cô gái trắng cho em 93.000. Dự bị cô gái trắng cho em 93.000. Được chưa ạ? Và cô gái đen cho em 93.000. Em xin phép bán nốt mã này là em dừng nhá. Có, chị có nhìn thấy đấy. Chồng ơi, chốt đến Thúy chưa? Để lại một đen cho Thúy hay sao ấy? Vừa nhìn thấy comment đấy. Eo ơi, kiểu em luôn. Em gái vào comment luôn mà còn không chốt đơn được. Cái kiểu các chị kia. Rồi ok. Rồi các chị lên đơn cho em là cô gái đen cho em. Nhìn form nha. Form xịt đét nét căng như thế này luôn ạ. 93.000 đồng. Lát nữa em sẽ lên cho các chị một mã bản đây không? Các chị nha. Đây ạ. 63 cân. Cao 1m55. Auto vừa. Auto vừa cho em 53 cân thoải mái cho các chị. Comment lại là màu form đỉnh quá các chị ơi. Dự bị cô gái trắng giúp em 97 ạ. 93.000 nha mọi người ơi. Có tin nhắn là được chốt đơn rồi phải không ạ? Em mới mua lần đầu, đúng rồi em. Nhà chị không đọc tên chốt đơn. Nhà chị không đọc tên chốt đơn nha. Rồi các chị lên đơn cho em. Ơ, Thúy không có con gấu nào. Thúy á? Eo ơi, sao toàn con xinh này. Con gấu anh các chị ơi, mặc những cái này nhìn hết tuổi dã man. Dự bị cho Thúy đi, dự bị cho Thúy màu gì đi? Màu đen nhá. Đây các chị ơi, cô gái đen, cô gái trắng và cô gái nâu cho em 93.000 đồng. Cô gái trắng thì các chị comment cho em là dự bị cô gái trắng. Được chưa ạ? Cô gái trắng mình comment cho em là dự bị cô gái trắng một cái đi đơn. Các chị đơn hàng dưới 1 cân đồng giá ship là 30.000 đồng. Nên là hàng hè này các chị mua 5-6 cái chắc là phí ship cũng là 30.000 đồng. Còn hàng đâu các chị mua 2-3 cái là phí ship là 30.000. Còn nặng hơn thì là đắt hơn một tí nhá mọi người nha. Hình như là đắt hơn 6-7.000. Em không rõ chị ơi, một ngày nhiều đơn lắm em chị. Công việc của em chỉ là lên livestream bán hàng thôi. Còn đâu là chốt đơn là nhân viên, vận đơn là nhân viên. Các chị ạ, hàng tàu xịn cho em. Được chưa ạ? Nói không với hàng xưởng nha mọi người ơi. Nói không với hàng xưởng cho em. Cô gái đen em hết hàng. Các chị comment cho em vòng cổ của Tina Dương các chị ơi. Còn một cô gái nâu. Vừa mua xong thì nó đi tù. À, vừa chốt đơn xong thì nó đi tù rồi các chị ạ. Nên là phải đặt Trung Quốc. Rồi cô gái nâu cho em. Ok là em hết hàng. Các chị comment cho em là dự bị cô gái đen, dự bị cô gái trắng và dự bị cô gái nâu giúp em. Eo ơi, như kiểu là in cao su ấy các bà ơi. Như kiểu là in cao su ấy, dày cực. Dày cực luôn ấy, lại đòi lên cô gái. Lại đòi lên cô gái. Không, tao không bán được đâu. Tao không bán được đâu, giá này bán được gì mày. Mốt nốt gì cũng bảo cho mày đâu. Không. Không. Không phải tay không. Không. Không nha, rất khoát không nha. Thì bây giờ các chị không. He he yêu luôn, áo phông lấy về mặc toàn độc địa. Ở đây không thấy ai mặc luôn. Trời ơi, đã ai có đâu. Chị còn chưa có mà mặc ấy. Đã ai có đâu, chị lên cho mày quả. Thôi rồi, lên cho các chị quả mã sexy đi. Anh cất vào, hôm nào lên đây. Hôm nào lên nhá. Hôm nào lên đây lấy nhá. Thôi, được rồi, chiều các chị này. Chiều các chị một phát này. Nhá mọi người nha, chiều các chị một phát cho em. Cô gái LA, các chị ơi, LA NI năm nay quá là hot luôn. Chốt 20 đen và 20 trắng. Được chưa? Chốt 20 đen và 20 trắng cho em. Lên đơn cho em là gì ạ? Sexy đen và sexy trắng. Hay LA? Nhìn quá sexy vãi trưởng luôn. Anh mới mọi người lưu ý nhá, mua từ 2 sản phẩm. Anh cả trưởng luôn, nhìn chị cắn lưới từ từ luôn mọi người ơi. 100.000 để đi đơn nhá. Ừ, lên đi, chị đang ế nha. Tuần này lên đi. Hoặc là tuần sau lên đi, thấy bảo là thứ tư, thứ năm tuần sau là lạnh hay sao ấy. Lên trước cái ngày lạnh giúp chị nha. Các chị comment cho em là gì ạ? Sexy đen và sexy trắng cho em. Eo ơi, thề luôn.
Nhìn quả con cô gái này chỉ muốn cắn lưỡi tự tử thôi mọi người ơi. Các chị ơi, em nói cho các chị nghe này, cô gái em mặc là của nhà GC được chưa ạ? Cô gái em mặc là của nhà GC, full tắc mắc như thế này, hàng tàu xịn cho các chị. Còn cô gái này là làm lại phiên bản của LA. LA nó phải là tắc MLB nhưng mà không qua được quan, không qua được hải quan đâu nha mọi người. Rồi, lên đơn cho em là gì ạ? Sexy đen và sexy trắng cho em. Eo ơi, nhìn này. Hề luôn ý, đỉnh vãi cả đái luôn ý các chị ơi. Chất đẹp cực luôn. Chất đẹp cực luôn nha mọi người nha. Chất cứng cáp sướng lắm, chất rất là đanh luôn mọi người. Về các chị giặt, máy giặt thoải mái cho em. Chất cốt tông khô, hàng tàu xịn cho em nhá. Nói không với hàng xưởng luôn. Sexy trắng cho em và sexy đen. Dài tăng 1.000 ạ. Giá bao nhiêu? 94.000 đồng, được chưa ạ? Đấy, hôm nay là ngày 11 tháng 11, nó cứ liên quan đến 1.000 nữa các chị ơi. Lại tăng lên 1.000 nhá, dưới cả giá sỉ nhá, dưới cả giá nhập luôn. Em xin phép chốt 40 cái thôi nha. Từ khúc, xin phép các chị. Từ khúc này là em không tặng được một cái gì nữa. Từ khúc này là em không tặng được một cái gì nữa rồi mọi người ơi. Em tặng toang quá rồi mọi người ơi. Bán nhà rồi. Sexy đen và sexy trắng cho em giá bao nhiêu ạ? 94.000 đồng. Em mời các chị lên đơn chốt đúng 20 cái đen và 20 cái trắng là dừng nhá, không chốt nữa đâu. Các chị ơi, dừng luôn nhá mọi người ơi. Siêu đẹp luôn. Sexy đen và sexy trắng rồi, lên mẫu Noel ok. Lên mẫu Noel bán áo tặng gì? Cho chị xin cái điện thoại của chị đi. Sexy đen và không, cái điện thoại trắng của chị cơ. Sexy đen và sexy trắng cho em 94.000 đồng. Khách mua trên 3 sản, trên 2 sản phẩm đến sản phẩm thứ 3 vui lòng cọc giúp em. Sexy đen và sexy trắng 93.000 nhá mọi người ơi. 94.000. Nhầm 94.000. Sexy đen 94k. Và sexy trắng cho em là 94.000 nhá mọi người ơi. Hết nước chấm luôn, cạn lời bình luôn. Sexy đen và sexy trắng 94.000. Ok. Thúy ơi lấy màu gì? Comment là gấu râu màu gì đi để chị cắt cho. Ví dụ mà mai nhân viên không nghe máy cái là ưu tiên luôn. Sexy đen và sexy trắng 94.000. Mai lấy của khách mới chứ cọc cho luôn. Ừ, ok luôn. Không cần phải đợi gọi điện. Không cần phải đợi gọi điện. Uy tín đâu? Uy tín luôn. Em uy tín đâu? Sexy đen và sexy trắng cho em giá bao nhiêu ạ? 94.000 nha mọi người ơi. Em xin phép không chốt đơn ở trong inbox nha mọi người. Em xin phép không chốt đơn ở trong inbox. Rồi, các chị comment cho em là dự bị sexy đen giúp em. Ngày mai ai không nghe mà em chuyển sang cho các chị. Ngày mai ai không nghe mà em chuyển sang cho các chị luôn. Sexy đen cho em. Đổi qua, đổi cô gái nâu qua sexy trắng nha. Thôi chị ơi, hôm nay mùng 1 nên em không muốn nói chuyện với chị đâu. Em không trả lời nhá. Mù câm điếc. Không được nói mấy cái từ nóng đấy, cũng không được nói hủy đơn luôn. Mù câm điếc, câm điếc mù nhá. Sexy cho em các chị ơi, sexy đen và sexy trắng cho em. Sexy đen và sexy trắng giá bao nhiêu ạ? Dự bị sexy đen và dự bị sexy trắng cho em. Cô gái nâu, đưa chị con cô gái nâu. Con trắng. Rồi, cô gái nâu cho em. Nào, các chị ơi, vào livestream của em đừng nói những từ ngữ tiêu cực, đổi, trả, hủy, xả. Em có thể đổi cho chị sexy đen sang sexy trắng, hoặc có thể đổi cho các chị từ sexy trắng sang sexy đen. Nhưng em không thể nào đổi cho các chị từ cô gái nâu sang sexy được. Các chị ơi, cô gái nâu đẹp như thế này đổi cái gì? Cấm nha, cấm. Các chị ơi, chơi với những cái người tiêu cực ấy thì mình cũng sẽ tiêu cực theo người ta. Chơi với những cái người không có tiền ấy thì mình sẽ nghèo như người ta. Các chị ơi, mình phải chơi với những cái người mà sẵn sàng shopping không cần nhìn giá. Riêng đến với nhà em là shopping không cần nhìn giá rồi. Nào in cái mẹ kia, mày đi tìm bill của chị kia, mày xé hộ chị gái. Chốt cho em một cô gái nâu giá bao nhiêu tiền ạ? 93.000 đồng. Chốt cho em cô gái nâu 93.000 của khách đổi nha. Em không đổi đâu các chị ơi. Hôm nay mùng 1 nha các chị nha. Em có thể đổi cho các chị. Ví dụ như là trong mã sexy các chị chốt đen mà lúc sau các chị thấy em dơ trắng, các chị thấy đẹp thì các chị có thể đổi giúp em là sexy đen sang sexy trắng khi mà em đang chốt mã này. Bây giờ này, đưa đơn. Đưa đơn cho chị, đưa đơn đây. Đưa chị nào. Đây ạ, à, chị tên là gì để chị tìm nào? Đỗ Phương không giấu. Đỗ Phương không giấu, u là trời. Bây giờ các chị ơi, em xin các chị 1 phút để trình bày một đơn hàng của nhà em, một mã của nhà em, một sấp hàng như thế này đây. Được chưa ạ? Đây ạ. Em chốt đơn một sấp hàng như thế này đây, em nói đi mất lộc. Bây giờ các chị bắt em đi đổi từ mã này sang mã khác, em không thể đổi được. Em ơi, giờ chị cái chốt đơn giúp em là cô gái nâu cái. Chốt đơn của em là cô gái nâu nhá mọi người ơi. Tên là gì đấy ạ? Cô gái nâu nhá các chị ơi. Rồi, em xin phép. Em xin phép nha. Báo là không gọi chốt nữa. Bao nhiêu người chốt đơn còn không có đây này các chị này. Bao nhiêu người chốt đơn còn không có đây này mọi người ơi. Em ơi, tìm một cái sấp đấy cho chị cái.
thì mà sắp ở dưới đây xem có không ấy, sắp này không có. Rồi, các chị lên đơn cho em là cô gái nâu cho em 93.000 đồng nhá mọi người. Cô gái nâu cho em 93.000. Ôi dồi, may quá không được chốt. May quá không được chốt này. Nó chốt con gấu hồng. Lại chốt con gấu hồng. Thôi bỏ luôn con gấu hồng ra. Cho nó hồng luôn. Mất rồi, mất áp rồi. Bỏ cô gái hồng ra đưa cho ấy. Đưa cho Thúy, đưa cho Thúy. Đưa cho Thúy, đưa cho Thúy, đưa cho Thúy. Người con gái không bao giờ đổi trả hủy xả. Người con gái không bao giờ đổi trả hủy xả luôn. Rồi, Merry Christmas and Happy New Year. Được chưa mọi người? Chớm nổi chả là hỏng rồi. Chớm nổi chả là không được rồi, Thủy không ưng. Nhá, Thủy không ưng đâu. Không ưng tí nào. Đấy, cái móc nó còn không ưng như này các chị này. Rồi, ok là cô gái cướp mất. Cô gái cướp đơn. Các chị thông cảm giúp em. Bình thường em đã không đổi rồi mọi người. Bình thường em đã không đổi hôm nay mùng 1 nữa. Sao các chị lại nói những cái từ ngữ tiêu cực như thế hả mọi người ơi? Không được em ơi. Chị bán rất là rẻ rồi. Rồi, ok, xong. Đừng tưởng là có tiền mà cũng mua được hàng con hầy nhá các chị nhá. Các chị không chốt được hàng của em, các chị chỉ có tiếc thôi. Ok là chưa? Đấy là thử thách để mua hàng. Ok là chưa mọi người ơi? Mua hàng ở đây là hàng lắm, thật đấy. Ok là chưa mọi người ơi? Em khẳng định với các chị luôn. Không đâu, mua như ở đây luôn. Các chị đi mua xỉ mã này. Các chị đi mua xỉ mã này là 230.000. Em thiện chí, em cọc mua. Người ta bán lẻ rẻ nhất cho các chị. Người ta bán lẻ rẻ nhất cho các chị luôn. Cũng phải là bao nhiêu tiền ạ? Bán túi nâu không người này? Túi nâu có bạn ơi. Có bạn ơi. Rồi hôm nay em sẽ tặng cho các chị này. Mua áo tặng cái gì đây ạ? Tặng bờm Noel. Ok là chưa ạ? Này về các chị ơi, về đeo quả bờm này. Tối ngủ hai vợ chồng đuổi nhau quanh giường luôn. Nghe quả hiệu ứng âm thanh hết nước chấm luôn. Các chị lên đơn cho em là thuận lộc cho em kèm số điện thoại. Em tặng các chị luôn 230.000 bằng giá em nhập. Và làm sao ạ? Tặng kèm một Jingle Bell luôn nha các chị nha. Có đơn, có tin nhắn chưa? Jingle Bell, Bing Chi Linh, Jingle Bell, Bing Chi Linh. Được chưa các chị ơi? Hai vợ chồng nhau mỗi đứa cái bờm. Các chị comment cho em là gì ạ? Noel cho em. Comment cho em mã hàng Noel, được chưa ạ? 230.000 em tặng kèm bờm. Em bán cho các chị. Em là như thế này nhá mọi người nha. Các chị mua hàng của em 20 ngày nay là các chị biết là em đã phát nguyện rồi. Các chị ơi, em đã phát nguyện rồi, em phải thực hiện. Là em bán cho các chị gọi là gì ạ? Không lãi. Vì là riêng hàng Noel này em chủ yếu em phục vụ khách sỉ nhà em là chính. Em bán không lãi đâu. Và đây là món quà em tặng thêm cho các chị. Được chưa ạ? Tuần lộc cho em, Noel cho em 230.000 tặng kèm. Một gì đây ạ? Một bờm. Một bờm tóc nha các chị nha. Một bờm. Và chốt đơn cho 20 chị đầu tiên cho nó đủ bờm. À có hai loại bờm thôi chết rồi, nhưng mà cái bờm này hình như chỉ có 20-30 cái thôi. Chị Ly mấy đấy chị Ly ơi? Các chị comment cho em là Noel giúp em nha mọi người. Em ơi chốt đủ bờm thôi em ơi. Chốt đủ bờm thôi. Chốt đủ bờm có chốt chị gái. Mấy cái đấy. Noel cho em để riêng đơn của chị Thủy Nguyễn Mai đi hàng luôn em ơi. Để riêng đơn của chị Thủy Nguyễn Mai đi hàng luôn. À cái đấy có bao nhiêu bờm em bỏ ra đi. Em đưa chị cái bờm nào. Từ từ đã nha, Noel cho em. Một cái bờm xịn sò lắm mọi người ơi. Bờm rất là xịn sò luôn. Bờm này em mua vào là 30.000. Bờm này em mua vào là 30.000. Em nhớ năm ngoái em cho con Susi nhà em đi gì nhở? Năm ngoái em cho con Susi nhà em đi hàng mã. Mua cái bờm còn không được bằng cái bờm này mà đã là 50.000 rồi các chị ơi. Đấy lại nói đến con. Năm nay chưa cho con đi hàng mã để chụp Noel luôn. Các chị, chị Ly lấy 3 bạn ơi. Các chị lên đâu cho em là tuần lộc cho em. Bờm chuông không bán má ơi. Bờm chuông không bán ạ. À. Em đang mặc là 230.000 tặng bờm. 230.000 tặng bờm Noel cho em. 230.000 tặng bờm nhá mọi người. Ôi ôi này, form áo này phê không? Em ơi chưa hề mặc một mã Noel nào luôn ý. Bán Noel mà chưa hề mặc một mã Noel nào luôn ý. Cái con tuần lộc xanh vừa nãy Long bảo là còn mấy con đưa chị bán ạ. Noel cho em mọi người ơi. Ai lấy có áo phông không? Mua áo tặng bờm. Có áo phông không? Ơi khách mới lưu ý cọc luôn 100.000 để đi đơn nhá. Một bịch là có 12 cái. Hôm nay là phải cọc. Một bịch là có 12 cái, chị báo anh Tân số lượng. Rồi áo Noel kèm số điện thoại cho em. Noel kèm số điện thoại. Noel kèm số điện thoại. Có bán bờm không chị? Áo cưới đông quân bổ sung số điện thoại đi bạn ơi. Không nhá. Nhưng mà có cố chấp quá không? Ôi thật sự em thấy nhiều lúc em bị cố chấp với mọi người ơi. Cái xương này nó nằm ở trong cổ của em hơn một tuần nay rồi mà em vẫn còn chưa đi gắp nó ra các chị ạ. Ngày nào em cũng gào thét em bán hàng livestream. Noel cho em.
Noel cho em nha các chị ơi. Mã này các chị lên đơn cho em là xanh cho em. Xanh cho em không thật cái gì cả, tại vì xanh này còn có mấy cái thôi các bác. Xanh cho em kèm số điện thoại cho em 200... Mấy cái? Xanh có đúng 7 cái vì 8 cái. Đầu like tặng 2 cái. Là còn 8 cái. Xanh cho em mọi người ơi. Xanh cho em. Xanh cho em 210.000 bằng giá nhập nha các chị. Xanh cho em 210.000 em tặng các chị bằng giá nhập luôn. Xanh 210 cho em, nhanh tay anh em. Có đúng 8 cái thôi mọi người ơi. Xanh 210, ok like chưa ạ? Ai lấy các chị lên đơn, xanh 210 okay. Xanh 210, ok like. Là kêu, là đưa chị mã tuần lộc nữa đi em. Xanh em còn mã có em nữa đi em. Chị xin một mã nữa em. Một giá trên đời. Ôi em có cái bơm này rất là xinh. Mẹ chị có một trên đời. Em còn một cái, em có cái này rất là xinh. Đấy, ôi đúng rồi. Phút ra tuần lộc đi kìa. Phút đang mặc đi kìa. Trời ơi, Thảo ơi, mày đi đâu mà sao 8 tỷ năm chị mới gặp mày thế? Ơ chị thử mày nghỉ bán thôi em. Tưởng nghỉ bán rồi mà Thảo. Quý hóa quá. Em gái quý hóa của tôi. Quý hóa thế này. Xanh em hết Thảo mọi người ơi. Rồi lên cho em mã này. Ui, nhiều mã tôi lộn quá. Bạn tóc, ơi. Tóc lại còn trắng nữa khiếp. Tóc trắng là xinh thế. Xinh nha. À, mình không nhuộm được tóc trắng này. Mình nhuộm tóc trắng này. Mình không tơ được tóc trắng này. Tóc này sành điệu thế. Ừ, chắc lấy chồng rồi cũng nên đây. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Má này là gì lấy lại tuần lộc ạ? Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Má này có 3 màu nhá mọi người. Má này em có 3 màu. Ok la chưa? Lại không về nữa. Làm sao mà mày lại thay đổi thế hả em? Sao lại thay đổi thế? À, không về thật à? Hay là về chơi một tí? Không phải bảo là mày về mày chơi. Các bạn là về, các bạn là khi nào về thì gọi chị. Em rất thích cái bờm này mọi người ơi. Em rất thích cái bờm này. Làm cho anh nhội mãi kia kìa. Anh nhội cả tóc hồng để gặp tóc trắng rồi. Ok là chưa. Cái bờm tuần lộc này rất là xinh nha. Em sẽ tặng các chị luôn. Em sẽ tặng các chị luôn mã này. Được chưa ạ? 210.000. Các chị mua hàng Noel nhà em là các chị biết. Có mỗi mã này là đắt nhất thôi. Có mỗi mã này là đắt nhất thôi mọi người ơi. Có mã kia tặng kèm bờm em ơi. Để bờm vào đi để cho ngày mai chúng nó chia hàng tặng kèm bờm. Có mỗi mã này là đắt nhất là 230.000 thôi các mã. Còn mã này cho em là có túi đằng sau có nha. 210.000 tặng bờm tiếp. Ok chưa? 210.000 không chiết khấu một đồng nào luôn. Vì tất cả hàng Noel của em, em bán 20 ngày nay rồi em đảm bảo các chị là hàng Noel. Trên thị trường rồi, chưa có ai là cứ chốt áo kia là được tặng bờm. Rồi các chị lên đơn cho em là đỏ 210, be 210 và xám 210 luôn. Và xám 210 luôn nhá. Lâu lắm chị mới thấy mày đấy. Để có thích cái này không? Để chị lại tặng hết thế này. Đây. Có thích cá không? Để chị tặng cho. Đây. Có thích cá không? Chị tặng cá cho. Rồi các chị lên đơn cho em ạ. B 210 B 210 cho em cô gái thêm với chị Ly. Ok em chốt dự bị nhá chị nhá. Rồi các chị lên đơn cho em là B 210 nhắm cái bờm xanh kia kìa. Mày comment chị là bờm xanh đi rồi tao gửi tặng kèm được chưa? Bờm xanh đi rồi người ta tặng cho. Cái này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Đỏ 210 cho em tặng kèm bờm nhá mọi người ơi. Bờm này rất là xinh luôn này. Đó rất là xinh luôn. Cô gái có 91.000 hay là 90 mấy nghìn? 94.000. 94.000. Cô gái sexy, chị mua cô gái sexy. Cái khúc sexy chị mới vào. Rồi các chị lên đơn cho em ạ. B cho em 210 ạ. Xám cho em 210. Ôi xinh quá này. Mã xám em xinh vãi này các chị ơi. Ừ ta đeo nhìn như quan hệ luôn đấy. Hả? Ừ. Lên đơn cho em mã này nha các chị ơi. Không em chỉ tặng cách xỉ được các chị ơi. Thông cảm giúp em nha. Em chỉ tặng cách xỉ thôi. Lấy cái bờm xanh cho nó kìa. Lấy Thảo ơi lấy cho Thúy cái bờm xanh đi các chị ơi. Hôm nay mùng 1 hoan hỉ các chị ơi. Hôm nay bà già Noel sẽ phát quà cho các cháu nha. Bờm xanh đưa đây nè. Thúy ơi có nhớ là đợt trước đi hàng mã mua cho Sushi cái này 50.000 không? Sao cháu đi hàng mã xong rồi là lượt đi thì cháu đi xong rồi lượt về cháu mỏi chân. Xong cháu bắt đi ấy. Okay, bờm xanh đây. Bờm áo nha. Xinh quá. Xinh quá mọi người ơi. Đây ạ, các chị lên đơn. À không, cái này tặng mà. Này, bờm xanh này in cho hai người này. In cho hai con voi còi. Bờm xanh. Rồi các chị ơi, lên đơn cho em mã này ạ. Be cho em. À quên nhầm. Xám cho em 210.000
nhá mọi người. Gì đây ạ? Xám 210.000, B cho em 210.000 ạ. Và đỏ cho em 210.000 nhá. Hàng Noel ok là em bắt đầu chốt đơn này. Ok nha mọi người ơi, các chị cứ lên đơn nha. Tặng kèm bờm nhá mọi người. Lên đơn tặng kèm bờm cho em. Áo phông đi chị. Sao lại áo phông? Tôi cứ bắt tao bán áo phông. Thế thử lên giờ tao bán áo phông bao nhiêu rồi? Mà bây giờ tao không bán 90.000 nữa đâu. Các em ơi, chị không bán 90.000 nữa đâu. Chị lỗ lắm, chị không tiếp hàng gì đâu em ơi. Chị không bán được 90.000 nữa đâu. Cái áo nỉ đâu rồi nhỉ? Long ơi vào lấy hàng đi. Đấy, em bị ẩn comment à. Long lấy hàng cho chị đi. Áo phông, lại hỏi áo phông ông ơi. Cho một mặt áo phông đều lưu xem nó có mua không nào. Con đờ riu mới đi, con đờ riu gấu mới đi ông cháu. Em lên áo phông hàng 11 nhá. Đây. Em lên áo phông hàng 11 nhá mọi người ơi. Nào đưa chị áo phông hàng 11 cho em. Áo phông xịn này. Đây, xịn. Xịn này. Ừ đúng rồi. Phông nào cũng xịn hết. Ăn cháo sườn à. Đây các chị ơi. Lên cho em phông xịn nhá, xịn lắm luôn nhá. Bản layo hàng 11 cho em, được chưa ạ? Lai hàng 11 cho em, chị đang mặc là gì? Tuần lộc 230.000 tặng kèm bờm. Tặng kèm cái bờm như này này. Tặng kèm cái bờm này nhá. Còn cái bờm này thì lại là của con tuần lộc này nhá mọi người. Cái bờm em đeo là của con tuần lộc này nhá mọi người ơi. Cho xin cái bờm. Thôi, tao bán được đâu. Nào, em lên cho các chị mã này ạ. Mã này của nhà em là bản lai ao hàng 11 cho em. Nhà em đang bán là 280.000. Hôm nay em sẽ bán cho các chị bao nhiêu đây? Nhìn kỹ cho em hàng layout này. Full tác cổ, full tác giấy và full tác sườn cho chị em mình. Được chưa ạ? Dây này của em là bản dây da. Em này của nhà em là mã The Real. Mẫu mới nhất vừa mới on web luôn nhá mọi người ơi. Bản gấu The Real mẫu mới nhất vừa on web. Em lên đơn em tặng các chị. Mã này em tặng các chị xỉ bằng lẻ luôn. Được chưa ạ? Mã này em tặng các chị xỉ bằng lẻ luôn. Mua áo tuần lộc sẽ được tặng kèm bờm Noel nhá mọi người nha. Đây là tấm lòng 230.000 là xỉ bằng lẻ luôn đấy ạ. Các chị nhìn tác sườn này. Hết nước chấm chưa? Ok la chưa mọi người ơi? Các chị lên đơn cho em mã này là gì ạ? VIP xanh cho em. VIP xanh cho em form thoải mái dưới 80 cân mình mặc ok la. VIP xanh cho em form thoải mái dưới 80 cân mình mặc ok la cho em. Bản layout ạ. Check code check mã thoải mái. Cổ bo viền to đùng. Cổ bo viền to đùng cho em nhá mọi người ơi. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? VIP be và VIP xanh cho em. Trời ơi, hết nước chấm luôn. Tuần lộc 230 không lên số điện thoại không chốt đơn của chị ơi. Rồi các chị lên đơn cho em mã này. Nhìn cho em này, xịn sò không? Biếu các chị luôn nha, 146.000 xỉ bằng này. Ok là xỉ chốt 145.000 đi. Đây các chị ơi, lên đơn cho em. VIP. VIP gì ạ? VIP xanh và VIP be cho em. Nguyễn Ngọc Thuận ơi. VIP xanh và VIP be cho em nha mọi người ơi. VIP xanh và VIP be cho em 146.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Áo đang mặc tuần lộc 230 tặng kèm bờm này. Nhá mọi người. Tiền bán giải áo lên. Rồi các chị lên đơn cho em mã này ạ. VIP xanh cho em 146.000 đồng và VIP be cho em 146.000 đồng nhá mọi người. VIP xanh 146 và VIP be cho em 146 kèm số điện thoại. Form này cân thoải mái cho anh em. Dưới 80 cân anh em mặc được nhá mọi người nhá. Form mới đét luôn mọi người ơi. Form mới đét luôn của năm 2023 nhá mọi người ơi. Đây ạ. Nhà em chuyên bán hàng âu và bản layout các chị nhỉ. Chuyên bán bản layout và hàng siêu cấp VIP cho các chị luôn. Được chưa ạ? 146.000 đồng. Em mời các chị lên đơn. Nhìn kỹ cho em. Tay lỡ nha mọi người ơi. Ok la chưa ạ? Tay lỡ ạ, cổ bo viền to, chỉ nổi cho em. Ok chưa ạ các bác ơi? Cổ bo viền to ạ, chỉ chạy gân nổi nhá mọi người. Chỉ chạy gân nổi cho em này, hàng âu như thế nào hàng này như thế. Hàng âu như thế nào thì hàng này như thế luôn. Ok chưa mọi người ơi? Đây ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? VIP xanh cho em và VIP be cho em. VIP xanh và VIP be cái gì cũng phải từ từ chị yêu ơi. Hà Nội không vội được đâu, bây giờ chị hỏi áo hồng. Nhưng mà nhà em còn màu khác nữa, các chị phải đợi để nhân viên chuẩn bị hàng nhá mọi người. Còn em thì tất nhiên là em muốn bán hàng rồi. Nhưng mà các chị cũng phải cho em bán từ từ chứ mọi người, cho em chốt xong đã nhá. Cảnh báo không chốt được nhá. Miu Miu đợi em nhá, để cho nhân viên chuẩn bị đi. Em ơi chuẩn bị mã Miu Miu đi. Các chị lên đơn cho em mã này ạ. VIP gì ạ? VIP be cho em 146.000. Các chị ơi, bản The Real xịn đâu mọi người. VIP be cho em 146 ạ và VIP xanh cho em 146.000 đồng. Các chị thích màu nào các chị lên đơn màu đấy, hết nước chấm luôn 146. Cam kết với các chị là rẻ bằng một nửa giá thị trường luôn.
kết với các chị là rẻ bằng một nửa giá thị trường luôn ạ. 146.000 tầm này có gì em bán hết nha các chị nha. Tầm này có gì em bán hết luôn. 146.000 đồng. Ok la nha các bác ơi. 146 cho em. VIP B bây giờ em còn 2 cái và VIP xanh còn đúng 3 cái nữa là hết hàng. VIP B còn 3 cái, VIP B còn 2 cái và VIP xanh còn 3 cái nữa là hết hàng. Em mời các chị lên đơn 146.000 đồng nha các chị nha. Em chỉ chốt 30 cái thôi mọi người. Chỉ chốt 30 cái là dừng. VIP B cho em 146 ạ và VIP xanh cho em 146. Các chị thích màu nào các chị lên đơn cho em màu đấy. Hết nước chấm luôn 146.000 đồng. Lên kèm số điện thoại. Lên kèm số điện thoại giúp em ơi. Lên kèm số điện thoại ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn nha. Lên kèm số điện thoại ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn. 100 nha bạn ơi. Phương Tống khách mới cọc giúp em chị yêu ơi. Mua đơn trên 2 sản phẩm chủ động cọc nha. Nhà em chỉ ship cốt đơn 2 sản phẩm thôi ạ. Đến sản phẩm thứ 3 các chị chủ động cọc giúp em. Rồi. Mua từ 2 sản phẩm là phải. Mua từ 2 sản phẩm là cọc luôn nhá. Không cần phải đến sản phẩm thứ 3. Nốt một mã phong cuối cùng nha mọi người ơi. Không lên phong nữa đâu các má ơi. Trời ơi. Hôm nay tôi nghĩ là tôi bán ấy mà các chị. Hôm nay em nghĩ là em bán gì? Hôm nay em nghĩ là em bán len các cụ ơi. Sao các cụ lại dồn em vào thế bán phong như thế này hả mọi người ơi? Sao lại dồn nhau vào thế bán phong như thế này? Lại lên phong đi. Này, tao chỉ lên đúng một mã phong cuối cùng thôi nhá. Nốt một mã phong cuối cùng thôi. Nốt một mã phong cuối cùng thôi. Lạnh rồi phải cho người ta bán len. Lạnh rồi phải cho người ta bán len chứ. Áo này là áo Noel chị yêu ơi. Áo phong áo này là áo tuần lộc Noel chị yêu ơi. Cho bán áo len lấy tiền. Này. Bù tặng áo phong. Đẹp không? Xấu thế. Xấu điên, xấu đảo các chị ơi. Xấu điên, xấu đảo ấy mọi người. Em này chuẩn giá nhà em bán là 159.000. Bây giờ em sẽ giảm giá cho các chị giảm. Thôi giảm sương sương nha. Giảm sương sương các chị lấy vía ngày mùng 1 tháng 11 em sẽ bán tặng các chị 111.000 đồng. Dưới giá nhập, dưới giá sỉ cho các chị luôn. Ok la chưa? 111 cho em. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? 111 đen và 111 trắng cho em nha các chị nha. Hàng siêu cấp đi. Tuần lộc chị ơi, tuần lộc có 3 màu chị yêu ơi. Thoải mái đi chị ơi. Đợi em một tí nha. Áo len hồng phải đợi em chị ơi. Đây nha. Tuần lộc em sẽ tặng kèm chị một bờm tuần lộc Noel luôn. Ok chưa? Đây, chị lấy cái này. Tuần lộc đỏ cho em. Tuần lộc đỏ cho em. Tuần lộc đỏ ạ, tuần lộc B và tuần lộc xám nhá chị ơi. Tuần lộc ạ, B đỏ và xám cho em sẽ tặng kèm chị một cái bờm Noel đây. Tặng kèm các chị một cái bờm tuần lộc luôn. Em này là 210.000 xỉ bằng lẻ. Và duy nhất livestream ngày hôm nay mùng 1 tặng các chị nha. Đây chị lấy tuần lộc màu gì chị comment giúp em. Chị lấy tuần lộc màu gì chị comment giúp em nha. Tuần lộc kèm màu giúp em nha chị yêu ơi. Nguyên mộng bổ sung số điện thoại đi Nguyên mộng ơi. Được tặng kèm ấy. Cho đơn kèm số điện thoại nhá. Được tặng kèm Jingle Bell. Đeo bờm Jingle Bell đi ăn đi. Chị đang bằng là 146.000 luôn. 111.000 đen và 111.000 trắng. U là trời. U là trời các chị ơi. Thề luôn chỉ muốn xóa livestream ạ. À. Không để livestream đâu nha. Livestream hôm nay không dám để đâu nha mọi người ơi. Ôi này, chuẩn không? Xinh gái trưởng luôn, ước gì em được xinh như này các chị ơi. Ước gì em được xinh như này mọi người ơi. Ok chị, okay. 7 tuần lộc đỏ, 4 tuần lộc B. Ok chị yêu, tặng chị 11 cái bờm. Tặng chị 11 cái bờm luôn. Các chị lên đơn cho em là 111 đen và 111 trắng cho em nha các bác. Thôi mã này chốt cho khách xỉ 110.000 đi. Kiểu như là mình tặng cái xỉ cả lẻ như vậy. Đây các chị ơi, 111.000 đen và 111.000 trắng. Em mời các chị lên đơn 111.000 đồng. U là trời. Quá là rẻ luôn nha mọi người ơi. Cô bổ sung số điện thoại đi. Chưa chốt được đơn đâu. Tất cả các chị ơi bổ sung số điện thoại. Anh mới lên đầy đủ số điện thoại nhá. Không lên số điện thoại nhà em không lên đơn được đâu ạ. 111 đen và 111 trắng. Xịt quá mọi người ơi. Kèm số điện thoại. Các chị ơi tất cả đơn hàng phải auto số điện thoại giúp em. Form đỉnh đét nét căng luôn này. Toàn form đỉnh nữa các chị ơi. Áo em đang mặc là VIP xanh 140 mấy nhở? 146.000. VIP xanh cho em là 146.000. Bản drill hàng 11 nhá. À có VIP xanh và VIP B luôn. Drill hàng 11 cho em. Được chưa các bác ơi, bản layout 11 ạ. Check code check mã thoải mái cho em. Tác nha. Tem túi tác cổ tác sườn chuẩn xịn luôn ạ. 111.000 đồng. Các chị lên đơn cho em 111 đen và 111 trắng. 111 đen và 111 trắng. Châu ơi, sao mày Châu ơi, mày dư lão nhở cái con Châu này nữa.
Con thấy hỏi áo loang. Tao vừa thấy chúng mày bê cả áo loang lên. Này Châu ơi, chị không bán cho mày nữa đâu nha. Mày cứ như con ma mò ma xó. Mày gì mày yểm bùa suốt chị à? Đưa áo loang đi em. Áo phông loang, chị vừa thấy đứa nào bê áo phông loang mẫu lên đấy ở ngoài ấy. Các chị lên đơn cho em ạ, 111 đen và 111 trắng, nhưng mà thôi, tao muốn giấu vớt phông đi, không bán đâu. Không phải để đấy đi em ơi. Không phải, mới về được ít mẫu thôi em ơi. 111 đen và 111 trắng thôi, chị không bán phông thái đâu. Chị bán phông thái bây giờ lộ hết mẫu của chị em ơi. Chị bán phông thái bây giờ lộ hết mẫu của chị. VIP no ok, VIP B nha. VIP B nha, hay em sẽ cho các chị chơi một con hàng VIP đi. Em ơi kiếm cho chị con cô gái hàng VIP. Mai Huỳnh có trắng này, Mai Huỳnh ơi. Em cho các chị chơi một con cô gái hàng ADLV màu hiếm nha mọi người. Em cho các chị, nhưng mà hôm nay tôi bán áo lên mà cơ má. Nhưng mà hôm nay tôi bán áo lên mà cơ má. Ôi đây 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 em ơi. Rồi ok ok, 111 đen và 111 trắng cho em. Hết đen rồi nha các chị ơi. Comment cho em là dự bị 111 đen. Bộ dài sau lưng có. Hôm nay bán cực kỳ rẻ, anh em yên tâm nha. Anh em nghe rõ trả lời, anh em yên tâm. Chị Vivian ơi, chị đã chốt cái áo này chưa? Cái này chị comment cho em là đỏ cái gì ấy nhở? Đỏ 230, mãi xinh cục. Đỏ 230. Nguyễn Phượng lấy thêm trắng không Nguyễn Phượng ơi? Đỏ 230 cho em này chị ơi. Dự bị 111 đen và 111 trắng cho em. Chị Đinh Liên, mua hàng của nhà em từ ngày mùng 2 tháng 9. Khi mà cả nước được nghỉ mùng 2 tháng 9. Không những cả nước được nghỉ mùng 2 tháng 9 mà cả nước còn được nghỉ bù mùng 2 tháng 9. Nhà em không được nghỉ mùng 2 tháng 9. Rồi chốt dự bị đen từ nãy rồi. Mà nhà em chốt đơn cho chị lại không nghe máy. Buồn. Phải cọc giúp em nha. Có thun màu loang không? Này các má ơi, sao các bà cứ như kiểu là các bà nằm vùng của nhà tôi thế nhở? 230 đỏ sẽ được tặng kèm một cái Tinker Bell Tinker Bell đỏ nha các chị ơi. 230 Long ơi, 230 mày lại còn thích chơi đèn nháy với các chị à? Sẽ được tặng kèm một cái tuần lộc như thế này nha các chị ơi. Được chưa à mọi người ơi? 230.000. Mai các chị lên đơn là đỏ 230 sẽ được tặng kèm một Tinker Bell để cho chúng ta đi ăn bình chân linh. Đen là kiểu mi này. Theo lên. Rồi các chị lên đơn cho em là đỏ 230 là mã này. Đỏ 230 là mã này nha mọi người. Đỏ 230 rồi. Comment cho em là dự bị 111 đen và dự bị 111 trắng. Minh Hằng cọc ạ. Dự bị 111 đen và dự bị 111 trắng cho em nhé mọi người ơi. Ok là chưa ạ? Dự bị 111 đen và dự bị 111 trắng. Em xuống mã đây các chị ơi. Em xuống mã nha mọi người ơi. Áo em đang mặc là bản layout ạ. Bản VIP layout cho em 146.000 xỉ bằng lẻ luôn đấy ạ. 146.000 xỉ bằng lẻ. Noel hả chị? Đây, cây thông Noel. Cây thông Noel cho chị yêu luôn. Bà đào trúc này nguy hiểm rồi. Chị đào trúc trong danh sách nguy hiểm rồi chị ơi. Thôi mùng 1, các chị ơi mùng 1 hoan hỉ nha. Mùng 1 em không muốn nói tên các chị đâu. Sao lại cứ vào danh sách nguy hiểm và danh sách cảnh báo như thế này? Danh sách nguy hiểm và danh sách cảnh báo cọc giúp em không được, nha mọi người. Trong danh sách thì mọi người thì chí mua thì cọc 100 lại. Thê lắm các chị ơi. Không chơi bài các chị ơi, tất cả ở đây là cây thông Noel nổi hết nha mọi người. Cây thông Noel nổi hết cho em nha mọi người ơi. Rồi em sẽ tặng các chị mã này tiếp tục cho em. Chỉ có duy nhất hai mã này là đắt nhất, mã Noel đắt nhất mà em từng nguy hiểm, chứ không phải là bom hàng chị ạ. Chắc là chị đã đổi chào hủy xả ở đâu đó ấy. Phạm Hà là vừa cọc 200 à, đúng không? Hay là Phạm nhỉ? À Phạm mới cọc 200. Phạm Hà là dự bị đen. Ok. Nhưng mà áo đang mặc là cái nào? Em sẽ tặng các chị. Các chị Phạm mua Hà áo cái đen vào đây. Cái đen. Các chị mua áo đấy. Cây thông Noel. Em sẽ tặng bờm. Em sẽ tặng bờm gian đun cho mọi người nhá. Em sẽ tặng bờm này gian đun cho mọi người. Cái bờm này đắt nhất này các chị này. Cái bờm này em mua vào là 40.000 một cái đấy mọi người. Em mua vào hình như là 40.000 một cái. Nói chung ok thì cộng luôn. Hay là 30 mấy nghìn ấy. Nói chung là chia trung bình ra thì là nó sẽ rơi vào tầm 20 đến 30 mấy nghìn một cái. Cái này là đắt nhất nhưng mà em sẽ chia trung bình nhá mọi người nhá. Em không bán, em cứ chia trung bình để em biết là như nào để em còn tặng các chị nhá mọi người. Cọc rồi thì có được chốt luôn không chị? Ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn. Cho chị một áo xanh đang mặc, một áo xanh đờ riu đang mặc. Cho luôn đi. Một áo xanh đờ riu đang mặc là 100 bao nhiêu? Này các mẹ ơi, nó tư vấn đi lên mà. Áo cộng màu xanh là 146.000.
Má này các chị lên đơn cho em là cây thông giúp em. Em sẽ tặng bờm xù. Cây thông em sẽ tặng bờm xù cho mọi người. Chất áo xanh đang mặc 116 cho Phạm Hà này. Cây thông em sẽ tặng bờm xù cho các chị. Ok la chưa ạ? Bờm okay. Quả chuông này. Bờm ông già Noel này. Chất áo xanh em mặc bổ sung điện thoại nhá. Bờm tuần lộc này. Và bờm kẹo nha các chị nha. Ok chưa? Má này là 230.000. Cây thông là 230.000. Các chị lên đơn cho em là cây thông. Cây thông là form kiểu áo đóng váy ấy các chị. 230 cho em, được chưa ạ? Ok chị lấy 7 cái em sẽ mix 7 bờm nha chị yêu. Em ơi để bờm này vào cho các bạn này. Em ơi để bờm này vào để ngày mai các bạn chia đơn. Xinh quá mọi người ơi. Cây thông cho em, tại sao cây thông em lại mua bờm này? Đây các chị ơi, bờm này mà các chị đi lên hàng mã mua phải 80.000 nha mọi người. Đây ạ, bọn Trung Quốc nó mix như thế này. Bọn Trung Quốc nó mix này nó rất là khôn nha. Nó mix như thế này để tôi phải mua cả bờm ạ. Nhưng mà rất tiếc là em không bán bờm, em lại tặng bờm cho khách các chị ơi. Đấy, em rất hay cái kiểu mà em sẽ tặng cho khách một cái gì đấy, không phải là để, không phải free ship nha các chị nha. Em không bao giờ free ship mà em sẽ có thêm quà tặng tặng kèm cho các chị. Để lúc nào các chị cũng nhớ đến em, không bao giờ quên em. Người con gái bị dính lời Nguyền này. Xinh quá, lại khen bờm xinh để xin đều một cái đúng không? Xinh quá mọi người ơi. À, đừng đi 116 kim đỗ bổ sung điện thoại nhá. Chốt áo màu xanh 146 tường vi nó này. Nó mix chuẩn bài luôn đấy mọi người. Này anh em ơi, nó mix chuẩn bài luôn. Nên là bờm này ấy, bờm này em nhập theo áo. Cây thông là 230.000. Em sẽ tặng bờm tan đun nhá mọi người ơi. 230.000 tặng bờm tan đun. Cách mới mua 2 sản phẩm. Các chị giá cao cọc giúp mình 100 nhá. Các chị nào dân chơi nhìn phát biết ngay. Tại vì năm nay ấy, thường thì hàng Trung Quốc này nó sẽ đi kèm phụ kiện mọi người ạ. Nó sẽ đi kèm phụ kiện nhá. Có những cái thì nó là tất, nó mix với tất. Có những cái nó mix với bờm. Có những cái nó mix với cái gì ạ? Nó mix với túi tắm các thứ các kiểu xinh lắm. Nói chung hàng năm nay rất là xinh. Xin xịn hẳn hoi, không bao giờ xin đều. Xinh quá mọi người ơi, ông già Noel này. Hợp nhau không? Hợp luôn ý chứ. Đó, các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cây thông cho em kèm số điện thoại khách mua cọc giúp em đi ạ. The Real có 2 màu. The Real có 2 màu các má ơi. The Real có 2 màu cho em. Chốt cho nào. Ok la chưa? The Real có 2 màu cho em. Rồi. Làm trò hề luôn này. Cây thông cho em. Đào trúc là đỏ 230. Cây thông cho em xinh xỉu luôn. Ok la, cây thông tặng bờm 230.000. Em mua giá bao nhiêu em tặng các chị đúng như thế luôn nhá mọi người nhá. Riêng hàng Noel em không lãi lời cái gì cả. Em khẳng định với các chị luôn, 230.000 là quá là rẻ luôn. Vì các chị hiểu không, một năm chỉ bán được một vụ Noel thôi. Nếu bán được một vụ thì người ta sẽ làm gì? Sẽ thổi giá cao lên, sẽ hết giá cao lên. Nhưng nhà em thì không nhá các chị nhá. Em không bao giờ tranh thủ cái kiểu như thế. Mọi người à, em không bao giờ tranh thủ cái kiểu như thế đâu nha. Cho kiểm tra trước khi thanh toán không? Không. Nếu tin tưởng em thì mua hàng. Còn không tin tưởng em, đừng hỏi em những cái câu như thế. Các chị mua hàng, bỏ gỡ ra khỏi danh sách nguy hiểm đi. Các chị mua hàng, các chị phải tin tưởng người bán. Các chị phải tìm hiểu người bán trước. Em ơi, đưa túi hàng của nhà mình đây. Cho hàng và đưa túi cho chị. Đưa túi hàng của nhà mình đây. Tổng kho xỉ lẻ hàng hot. Được chưa? Đây. Em nói luôn với các chị này, em lên livestream em bán lẻ chỉ để em câu xỉ thôi. 80-90% doanh thu của em, lợi nhuận của em, doanh thu và lợi nhuận của em đều từ bán xỉ mà ra. Nhưng bán lẻ em cũng cực kỳ đầu tư nha các chị ơi. Đây ạ. Thế bây giờ bán lẻ mà không đầu tư như thế này, các mẹ nhận hàng không đúng hàng của nhà con. Các mẹ nhận hàng, các mẹ bị người ta cháo hàng, đánh hàng lừa đảo. Đây các chị ơi, đầu tư một cái túi này cũng hơn 2.000 của em. Được chưa ạ? Trên túi có đầy đủ hết thông tin, địa chỉ, các thứ các kiểu, fanpage, số điện thoại, hotline. Và đây ạ, còn có chế độ bảo hành hẳn hoi cho các chị luôn nha. Quý khách vui lòng quay video okay, khi bốc hàng. Được chưa ạ? Để giải quyết mọi khiếu nại và thắc mắc, có số hotline các chị nhận hàng có vấn đề gì giải quyết với các đến giải quyết cho các chị. Từ khi mà các chị nhận hàng đến khi mà các chị ưng thì thôi nhá mọi người nhá. Chứ không phải em lên đêm livestream em lừa đảo các chị đâu mọi người ơi. Em không bao giờ rảnh để mà em lên lừa đảo các chị. Nhưng em thật sự luôn, em thật sự cực kỳ gọi là tự ái khi mà khách hàng không tin tưởng mà khách hàng thấy người khác chốt đơn. Các chị ơi, chọn con tim hay là nghe lý trí hả mọi người? Được chưa ạ? Đừng thấy người ta phải tỉnh táo lên mọi người ơi. Đừng thấy người ta chốt đơn ở mầm mà mình cũng chốt đơn ở mầm như thế. Mình cứ ngồi mình xem livestream của em đi. Mình chưa tin tưởng em, mình chưa yêu thương em, mình chưa ủng hộ em, mình cứ ngồi mình ủng hộ em một mắt xem nhá mọi người nhá. Chứ tất cả bán hàng của em đều là tâm huyết của em hết, chứ em không nên đây lừa đảo ai cả. Khi mà các chị nhận hàng sẽ có một tấm thiệp cảm ơn từ shop cô gấu, được chưa ạ? Có lời chăn chối à không? Kim đỗ chốt áo The Real là màu gì nhỉ? Em phải suy nghĩ 3 ngày sửa lên
sửa lên sửa xuống để gửi một cái lời cảm ơn cho các chị và có những cái chương trình tri ân free ship và chương trình discount cho lần là giảm giá lần sau cho các chị. Nên các chị ơi, nếu tin tưởng em thì mua hàng, không tin tưởng em đừng bao giờ hỏi những cái câu mà khó trả lời như thế là chị bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu cân, em giảm cân 5 năm nay rồi, em chưa xuống được cân nhé mọi người. Được chưa ạ? Rồi là áo này có đẹp không? Áo này có xù không? Ôi dồi ôi, không trả lời được nhá mọi người. Không trả lời được nhá. Lời chăn trối của một kẻ hấp hối đấy các chị ạ. Ngày nào cũng nghĩ đi nghĩ lại xong rồi là làm như thế nào. Tại vì là nhà mình không phổ đi ship cho khách, rồi là nhà mình bán rẻ quá, rồi là nhà mình không dồn đơn cho khách, thì bây giờ mình phải như thế nào? Nghĩ nát óc ra 3 ngày để lên một cái chương trình phổ đi ship và lên một cái chương trình discount khuyến mại cho các chị. Đấy, mua nhiều vào, tích cực comment, vận may sẽ đến nha các má. Rồi ADLV ADLV kéo đồ lưu vừa nãy em có màu xanh. Màu xanh và màu nâu chị ơi. Đưa AD, đưa đồ lưu đây em ơi. Em lên cho các chị quả. Ở đây đồ lưu đây. Chị Kim Đỗ để ý nhá. Chị Kim Đỗ từ từ nhá. Chị Kim Đỗ để ý nhá, xong rồi Hà Nội không vội được đâu, có áo phông màu nâu không? Hôm nay chúng mày hơi bị ấy đấy nhá. Hôm nay các cháu hơi bị gọi là rất xì và này nọ nha các cháu ơi. Được voi đòi hai bà Trưng nhá. Từ đầu lai đến giờ bán dã man lắm rồi nha mọi người ơi. Bán áo phông dã man lắm rồi, không muốn bán áo phông nữa đâu. Một bản ADLV mới nhất luôn. Một bản ADLV mới nhất luôn nha mọi người ơi. Nhìn cho em này. Full tác cổ này, full tác giấy, full tác sườn. Check code, check mã, tem góc. Ok là chưa? Không, chị không. Áo phông thái chị phải ủ đây. Áo phông thái chị chưa có nhiều mẫu em ơi. Áo phông thái bây giờ chị phải đặt, là chị phải đợi bên Thái nó sản xuất các thứ các kiểu. Eo ơi, các chị ơi, mặc chiếc áo màu xanh lá và bật chế độ xa lánh cho em. Hết nước chấm luôn nha mọi người ơi. Eo ơi, xinh quá các chị ơi. Coca-Cola nhé. Ok là chưa? Các chị lên đơn cho em là xanh lá cho em, kèm số điện thoại. 290.000 hôm nay chốt đơn là các chị 145.000 đồng. Ok là chưa ạ? Xanh lá cho em chốt đúng 30 cái hết là hết. Chốt đúng 30 cái nha mọi người nha, hết là hết, không chốt thêm nữa đâu. Các bà toàn được voi đòi hai ở Trưng thôi. Nhìn cho em này, dáng tay lỡ nha mọi người. Khác hẳn form của tất cả các năm mà em đã từng bán luôn. Xanh lá cho em. Ok chưa? Em ơi treo Noel lên đi em. Treo Noel, treo cây thông. Xanh lá cho em 145.000 đồng. Các chị ơi, 145.000 đồng. Xanh lá cho em 145. The Real No em xem ạ. Mày cô gái xanh lá này. Xanh lá cho em 145.000. Em báo giá luôn xỉ bằng lẻ. Hôm nay mùng 1 các chị ơi, hoan hỉ. Em bán cho các chị quá là rẻ rồi. Các chị ạ. Trời ơi, set gấu có size 13 cân không ạ? Dạ em cũng có size 13 cân rồi. Tại vì em chỉ bán hàng, em bán hàng nữ thôi. Xanh lá cho em nhá mọi người ơi. Đưa chị cái đờ lưu màu be. Đưa chị cái đờ lưu màu be. Xanh lá. Đưa chị. Ông bảo có thảo phát đâu. Mày nhìn một đống đơn ở trong mày đưa cho tao làm gì. Đưa áo, cụ ơi. Xanh lá cho em giá bao nhiêu ạ? 145.000 đồng. Hàng VIP bản layout 11 cho em. Là các chị nha, bản VIP layout 11 cho em. Check code, check mã thoải mái luôn. Vạch áo cho người xem tang luôn nha mọi người ơi. Vạch áo cho người xem tang luôn. Cô gái này của ADLV ạ. Cô gái này của ADLV cho em. Xanh lá kèm số điện thoại nha mọi người. Xanh lá kèm số điện thoại cho em này. Hàng tem góc này. Tem góc này full tác cổ, tác máy, tác sườn luôn. Full tác cổ, tác vải, tác giấy, tác sườn. Trời ơi các chị ơi. Nhận hàng cứ đếm đủ tác, nhận hàng giúp em nhá mọi người nha. Nhận hàng cứ đếm đủ tác, nhận hàng giúp em. Cô gái cho em giá bao nhiêu ạ? 145.000 đồng. Ai lấy các chị lên đơn. Em cao 1m6 nha chị yêu. Nặng hơn 53 cân một tí thôi. Má này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu xanh. Gấu đờ riu xanh cho em này. Gấu xanh cho em. Các chị ơi, nhận hàng 11 này của nhà em hết nước chấm luôn. Đây ạ, các chị nhìn cái viền cổ là các chị biết. Như hàng ao luôn. Như bước ra từ store luôn ạ. Các chị nhìn này, chỉ viền nổi hết toàn bộ nhé mọi người ơi. Chị viền nổi hết toàn bộ cho em. Các chị lên đơn cho em mã này ạ. The Real cho em. Gấu xanh và gấu be. 146.000 gấu xanh và gấu be cho em bản layout 11 nha các chị nha. Khẳng định với các chị luôn là thị trường không ai có. Khẳng định với các chị luôn là thị trường không ai có cho chị mẫu Noel kia đi em. Gấu xanh và gấu be ạ. Kia.
gấu xanh và gấu be cho em. Kia, màu đen đi. Gấu xanh và gấu be là bao nhiêu tiền ạ? 146.000 đồng nha các bác. 146.000 đồng, được chưa ạ? Full tác cổ, tác giấy. Được chưa ạ? Full tác cổ, tác giấy. Dây của em nó là dây da. Hàng 11 cho em nó khác hẳn hàng thường nhá mọi người. Dây da cho em và full tác sườn cho em. Ai lấy các bác comment cho em là gì ạ? Gấu hoặc là drill cho em. Gấu hoặc là drill cho em. Đây ạ. Gấu hoặc là drill cho em. Full tác sườn cho em 146.000 đồng nhá mọi người ơi. 146 này. Em qua mã luôn đây. Cô gái em mặc là bao nhiêu tiền nhỉ? 145.000. Cô gái em mặc là 145.000 các chị ơi. Cô gái em mặc là 145.000. Rồi lên cho các chị một mã Noel nữa. Lên cho các chị một mã Noel nữa. Các chị lên đơn cho em là gấu đen. Gấu đen cho em đẹp cực. Gấu đen bộ đằng sau ok là. Đợi em một chút. Gấu đen có đúng 7 cái. Gấu đen em có đúng 7 cái nha mọi người ơi. Áo len gấu đen hàng Noel này mọi người này. Đây thôi mặc tạm. Mặc sương sương nó quá xem dáng. Đẹp cực. Đấy, mặc sương sương nó quá xem dáng nha. Thôi, không mặc thật được rồi. Mặc giả thôi các chị ơi, không mặc thật được rồi. Mình vướng cái cổ áo. Trời ơi, cái cổ áo này nhìn như hàng layout luôn. À nhìn như hàng out luôn, của em là hàng layout thôi. Không phải out đâu. Các chị lên đơn cho em là gấu đen cho em 210.000. Gấu đen 210 nha mọi người ơi. Các chị xin chào Miu Miu nào. Các chị màu đen chị mặc đi. Gấu đen 210 ạ. Gấu Noel cho em nhá mọi người ơi. Đây, gấu đen em sẽ tặng kèm bờm cho các chị. Ok la chưa? Đâu ơi này, hôm nay mùng 1 rất là hoan hỉ luôn đấy ạ. Hôm nay mùng 1 rất là hoan hỉ luôn mọi người ơi. Gấu đen cho em, mã này chỉ có duy nhất một màu thôi. Mã này là mã Noel. Gấu đen cho em 210.000. Còn 5, 6, 5, 4, 5. 2 cái nữa, em còn đúng 2 cái nữa là hết hàng nha các chị nha. Gấu đen em ơi, để bờm vào luôn này. Gấu đen 210.000 này. Em hết hàng này. 210 gấu đen này. Ok là em hết 7 cái rồi các chị ơi. Hàng Noel em bán 20 ngày hôm nay rồi các chị. Hàng Noel em bán 20 ngày hôm nay rồi các bác ơi. Gấu đen em hết hàng nha. Gấu đen em hết hàng nha mọi người. Có mỗi cái cặp tóc tuồn mà cứ suốt ngày nó cướp của tôi ấy mà. Rồi cho chị cái Miu Miu nào. Em lên Miu nha mọi người. Áo len Miu em có 70 cái cho 3 màu. Không có nhiều hàng để bán mọi người. Này em ơi, cho số lượng vào đây. Hoặc là cho số lượng sang đây. Em ơi, cái túi đằng sau chúng mày móc ở đâu ra đấy? Mày nhặt ở bãi rác nào đấy? Mày hỏi nhiều vậy. Không phải bãi rác đâu. 188. Bán luôn túi. Hàng lai ao. Tối vừa nãy bao nhiêu người xin mua đấy. Túi bốt tần. Bốt cái mồi để đấy để nhử. Thế luôn, từ đầu nay giờ phải đến 20 người hỏi cái túi mà quên mất chưa bán. Em ơi, cho chị cái áo bốt tần màu đen đi. Cho chị cái áo bốt tần màu đen với cả màu be đi để chị bán kèm túi đi. Áo len Miu Miu xinh xỉu luôn. Mẫu mới đét luôn nha các chị nha. 70 cái ạ. Có đúng 70 cái thôi. Len Miu cho em 249.000 đồng. Xỉ lẻ giá đẹp. Giày vãi cả giày luôn. Không giày không lấy tiền. Đau ơi xinh thế. Trời ơi len Miu cho em nha các chị nha. Đây ạ, len Miu cho em. Em có Miu hồng ạ. Em có Miu hồng, Miu đen và Miu nâu. Các chị thích màu nào thì lên đơn màu đấy giúp em. 249.000. Form dài đẹp luôn, áo xanh cô gái là 145. Áo xanh cô gái là 145. Long ơi Long đi đâu đấy, chữ B ở trong kia mà. Miu cho em kèm màu kèm số điện thoại ạ. Miu đằng sau là Miu hồng em yêu ơi. Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em. Lên bộ xanh ok la luôn ạ. Trời ơi, Miu kèm màu kèm số điện thoại ạ. Ai lấy các bác lên đơn. Rồi em sẽ sell các chị một mã cô gái nữa là em không lên hàng hè nữa đâu nha. Em chỉ sell đúng một áo cô gái nữa em không lên hàng hè nữa đâu đấy. Các chị đợi em vậy. Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em này. Miu bao tiền nhỉ? 249.000. Dày lắm. Dày lắm mọi người ơi. Các chị thích màu nào mình lên đơn màu đấy thôi ạ. Miu hồng, Miu đen và Miu nâu. Miu đen, Miu hồng và Miu nâu cho em. 1, 4, 5. À quên nhầm. 2, 4, 9. Ok. Không hiểu luôn ý. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ủa, gì dở? Chị Vian còn đang xem không chị chốt. Ủa, gì dở? Màu của Miu chị vừa lấy hai hồng với sao ấy. Chồng cứ chốt đi. Ủa, gì dở? 249.000 ạ. 249.000. Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em. Miu đen, Miu nâu và Miu hồng nhá mọi người. Miu đen, Miu nâu và Miu hồng cho em.
249.000 đồng. Ai lấy màu nào mình comment màu đấy ạ. Ai lấy màu nào mình lên đơn màu đấy giúp em. Cây thông là 230.000. Tặng kèm bờm. Tặng kèm bờm em ơi, em phải treo bờm lên nhé. Cây thông cho em là 230.000, chỉ bằng lẻ luôn. Tặng kèm bờm nhé mọi người. Noel 1 năm chỉ có 1 thôi nên là em tặng các chị đấy. Cây thông nổi nhá. Ok là Miu em nhận đơn. Ok Miu em nhận đơn nhé mọi người ơi. 249.000 cho em 249.000. Má này, của Long ơi nó kia kìa. Ủa, gì đó. Má này các chị lên đơn cho em là gấu đen cho em kèm số điện thoại. Má này em tặng lỗ cho các chị còn đúng một cái duy nhất trên cuộc đời này dành cho người may mắn ạ. Em gấu này của nhà Mochino cho em. Phiên bản gấu nổi nhé mọi người. Gấu nổi ạ. Đây ạ, rất là nhiều con gấu bé nổi và một con gấu to đùng cũng nổi luôn. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Xinh quá. Gấu đen ạ. Gấu đen 99k dành cho người may mắn nhé mọi người. Gấu đen 99k giúp em khách mới chủ động cọc nhé. Áo cây thông. Áo cây thông 230.000. Em để riêng view ra đi. Áo cây thông 230. Em cho chị một cái bờm bảo Long treo lên. Đây ạ, các chị lên đơn cho em là gì ạ? Okay này. Không bờm mấy cơ. Bờm bờm chuẩn của áo cây thông cơ. Gấu đen 99.000 cho chị Thủy Nguyễn nhá. Gấu đen 99 cho chị Thủy Nguyễn này. Trời ơi, tớ con gái may mắn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay. Xin chúc mừng chị. Cái kìa, cái túi ấy, cái bờm của nó đâu em? Cái bờm to đấy, cái bờm chuông hoặc là cái bờm ấy. Nó ở đâu? Em còn bờm nào khác không? Rồi, tí bán tặng bờm. Ok chưa? Tí bán tặng bờm, lỗ luôn. Đấy, treo cái bờm lên. Long treo nốt ở cái ấy lên. Long treo nốt ở cái này lên. Tiếp tục cho em áo nhỉ siêu cấp VIP ạ. Lên set xanh đi em, ok chị. Áo nỉ siêu cấp VIP cho em nhé mọi người ơi. Áo nỉ gấu màu cam siêu xinh. Em xa le lo cho các chị, được chưa ạ? Em xa le lo cho các chị luôn, gấu đen hết rồi cô Long ơi. Mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Gấu cam cho em. Em xa le lo cho các chị xả lỗ. 119.000 đồng. Không có ở đâu rẻ hơn nữa rồi. Các chị ạ, không có ở đâu rẻ hơn nữa rồi. Các chị tìm ở đâu ra một cái áo xinh như thế. Gấu nổi ạ, các chị nhìn này. Gấu nổi toàn bộ cho em nhá mọi người ơi. Bản eo vì nhá mọi người. Cổ bo viền len, được chưa ạ? Cổ này là bo viền. Khi mà các chị giặt máy giặt thoải mái, các chị mặc áo này không bao giờ bị sờn cổ, không bao giờ bị dặm ngứa cổ luôn. Các chị lên đơn cho em là gấu cam giúp em ạ. Gấu cam 119.000 đồng xa le lo. Một cái áo gấu trắng cho em 119.000 đồng xa le lo. Được chưa ạ? Ai lấy gấu nào các chị lên đơn gấu đấy. Lấy gấu nào các chị lên đơn gấu đấy cho em. Xa lê lo. Gấu trắng có một cái hả Long? Có nhiều. Các chị lấy một cái. Đấy. Này, nhiều quá. Nhiều quá. Gấu đen luôn, xa lê lo. Gấu đen luôn, xa lê lo. 119.000. Nhá mọi người, ai ủ ôi 119.000 ạ. Gấu đen, gấu cam và gấu trắng nhá các. Nha, các đồng buôn ơi, các đồng dâm ơi. Siêu đẹp luôn. Không, em phải gọi các chị là các đồng nghiện thôi. Đảm bảo luôn, mua hàng thì em chỉ có nghiện thôi các chị ơi. Đã nghiện thì đừng ạ. Đây ạ. Gì đấy? Mua được cái thứ ba cọc nha. Gấu kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Chị Kelly hôn ơi. Chị Kelly Home ơi, chị mua đến cái thứ 3 rồi, chị chủ động cọc giúp em nhé. Nếu đồng ý cọc thì em sẽ chốt cái thứ 3, nếu không đồng ý cọc thì em sẽ ship code cho các chị hai cái. Ok là chưa ạ? Miu em mặc có 3 màu chị yêu ơi. Em chốt cho chị hai Miu hồng rồi. Nếu mà chị lấy, chị chốt lại để chị comment cho em là Miu hồng, Miu đen và Miu nâu ạ. Xinh lắm. Miu hồng, Miu đen và Miu nâu của chị. Mới đây chỗ em chốt cho chị hai Miu hồng thì chị bảo là hai Miu hồng đấy. Đây, Miu hồng, Miu đen và Miu nâu cho em. Ok là chưa ạ? Miu hồng, miu đen và miu nâu cho em 249.000. Rồi, gấu đen đây ạ. Giá bao nhiêu đây ông ơi? 119.000. Ôi, 119.000 các chị ơi, đúng là mùng 1 của khác bán lấy đơn. Mùng 1 bán lấy đơn mọi người ơi. 165 đơn rồi. Đấy, nói ra học được 165 Minh đơn. Minh Hằng là lấy cả trắng, cả cam à? Gấu đen, gấu hồng và gấu trắng. À đâu? Gấu đen, gấu hồng và gấu trắng.
bờm Noel Thủy Minh, Hồng Minh có bán đừng chị comment ơi. Lại một comment giống nhau chị không bán bờm Noel. Nếu mà không đồ trắng thì em chỉ tặng thôi chị ơi, không bán. Em chỉ tặng thôi, không bán chị yêu ơi, được em nha. Các chị lên đơn cho em ạ. Gấu đen cho em, gấu cam cho em. Gấu đen còn một cái nè. Gấu đen, gấu cam và gấu trắng 119.000 đồng. Gấu đen, gấu cam và gấu trắng là 119.000 ạ. Ai lấy các chị lên đơn ạ. 119. Gấu đen, gấu cam và gấu trắng 119.000. Áo len mưu, áo len mưu 249.000. Áo len mưu là 249 ạ. Các chị đợi em một tí. Em còn gấu cam nhá mọi người ơi. Em còn hai cái gấu cam. Em còn hai cái gấu cam, một cái gấu đen và hai cái gấu trắng là hết hàng. Em mời các chị lên đơn. Đây ạ. Về sinh giá mà. Các chị ơi, mã len Noel này là 230.000. Em nhập vào bao nhiêu em bán cho các chị từng đấy. Tại sao nó lại là 230.000? Vì là từ hôm em bán hàng Noel đến giờ, em chỉ bán áo len Noel 190.000, 200.000, 205 và 210.000 là đắt nhất. Nhưng hôm nay mã len Noel này có giá là 230.000 vì nó là form oversize, nam nữ mặc được nhá mọi người nha. Em này là form oversize, nam nữ mặc được, 230.000 đồng. Từ từ đã anh em. Từ từ đã anh em ơi. Nguyên Mộng ơi, được màu cam mà đừng comment lại giống nhau nhá mọi người, cho đơn đừng comment lại giống nhau. Bồm nhá chị yêu. Sẽ được tặng kèm bồm. Chị yêu comment cho em là gì ạ? Đỏ 230 tặng kèm bồm nhá mọi người. 230.000 em nhập như thế nào em bán cho các chị như thế. Và được tặng kèm bồm luôn. Bên Trung Quốc nó gọi là nó bán kèm bồm. Em nhập về riêng nhưng mà em bán tặng các chị em không lấy tiền. Ok like chưa ạ? Cả năm chỉ có một vụ Noel. Người ta có thể giàu lên nhờ vụ Noel luôn nhá mọi người. Những cái người mà người ta gọi là bán những cái đồ Noel ấy, người ta giàu lên nhờ vụ Noel. Một năm người ta chỉ bán đúng một vụ đấy thôi mà người ta giàu lên luôn nhá mọi người. Còn em, còn em thì Noel của em dự bị cam giúp em. Dự bị cam đi ạ. Comment cho em là dự bị cam giúp em 119.000. Dự bị cam giúp em 119.000 nhá mọi người. Mã này các chị lên đơn cho em là mã đỏ thôi nhá mọi người. Mã này các chị lên đơn cho em là mã đỏ thôi. Mã này mặc đôi ok la nha. Anh chị em nào có điều kiện thì mình chốt lấy hai cái mặc đôi nhé mọi người. Cam hết rồi. Còn cam em hết mọi người ơi, em chỉ còn đen thôi. Đen hoặc trắng đi. Gấu đen cho em. Đây đen đây. Gấu đen cho em. 119.000 mùng 1 hoa nỉ bán lỗ. Nhá mọi người ơi, mùng 1 hoa nỉ ra lê lỗ. Đỏ em đang mặc là 230.000 tặng kèm bờ. Thằng Ruby có gấu đen rồi em ơi. Thằng Ruby có gấu đen rồi nha em comment ơi. Đừng comment rồi. Nhiều giúp em nhá. Đừng nếu mà chưa giống nhau. Nếu mà chưa thấy có tin nhắn trả về thì các chị comment cho em là nhắc. Nhắc gấu đen. Đó các chị tin nhắc cho ra bảo bây giờ. Gấu trắng này. Cho em chốt đỏ đi. Gấu trắng đây, gấu trắng còn này. Gấu trắng cho em, gấu trắng em còn. Đỏ cho em là 230.000 tặng kèm bồm nhá mọi người ơi. Đỏ 230 chuẩn là tặng kèm cái bồm nào nhỉ? Tặng kèm cái bồm mà nó có chuông ấy. Tặng kèm cái bồm có chuông mọi người, hay là tặng kèm cái bồm này em cũng không rõ được nha. Chuông. Rồi, các chị lên đơn cho em ạ. Đây nào, ok nhá. Gấu trắng cho em 119.000 đồng. Gấu trắng 119 ạ, chuẩn bị bộ gel đi em. Chuẩn bị bộ gấu mưu hồng em. Ok, Trinh Thùy này. Ok này. Rồi các chị ơi, nhà em đọc tên các chị vì các chị gọi là comment nhiều quá thì em mới đọc tên nha, để cho các chị biết. Còn nếu không các chị cứ comment giúp em vì là đơn nó nhảy lên rất là nhiều, mình cứ từ từ giúp em nha. Đó, lâu lâu mà mọi người không thấy thì mọi người comment nhá. Xong rồi kèm lại đằng cứu pháp cho đơn mã kèm số điện thoại giúp em. Mã em này là gấu trắng ạ, 119.000 cho em. Còn trắng hoa Thị Thủy nhá. Trắng cho em 119.000 nhá mọi người ơi, 119.000. Ok la chưa ạ? Trắng cho em 119.000, chị thấy không? Để mua hàng của em, yêu em luôn, nhớ em luôn. Rồi, à, cái cây thông là mã khác đúng không? Ok, ok. Cây thông lại được tặng kèm bồm này. Trời ơi, xinh lắm chị yêu ơi. Cây thông lại được tặng kèm bồm xù nhá. Cây thông lại được tặng kèm bồm xù nhá mọi người. Cái này là em đầu tư em tặng mọi người. Và em khẳng định với mọi người luôn, không một đứa nào bán hàng mà chịu tặng như em. Các chị ạ, không một đứa nào bán hàng mà chịu tặng như em luôn. Cây thông là sẽ được tặng kèm bồm xù nhá mọi người ơi. Rồi. Cây thông nè.
cái bơm này là bọn Trung Quốc nó bán rồi, để nó kích cầu, để mình phải chốt sale nhiều. Nhưng em thì em bị Trung Quốc lừa. Các chị ơi, em có chốt sale nhưng còn mà em về thì em lại không chốt sale với khách. Còn trắng nhá. Em về em lại không chốt sale với khách mọi người ạ. Đỏ Noel 230 ok la. Rồi, ai lấy đỏ các chị comment đỏ cho em này. Tất cả những mã này các chị có thể mặc đôi được. Chỉ có, à quên nhầm, duy nhất hai mã này các chị có thể mặc đôi được nhá mọi người ơi, vì nó là dáng oversize. Nếu mà chị em nào thấp quá thì các chị sẽ mặc thành áo dáng váy nhá mọi người. Em cao 1m6 ạ, 230. Đỏ Noel cho em 230. Mã này là oversize nhá mọi người, chỉ có duy nhất em này là đắt nhất thôi. Chỉ có duy nhất em này em nhập đắt nhất là em bán đắt nhất thôi các chị. 230.000 này. Rồi, mã này các chị lên đơn cho em là cây thông cho em. Mời các chị lên đơn cây thông cho em khẳng định các chị, thị trường còn chưa ai bán hàng Noel. Em đây là còn bán hàng Noel xong lại còn chơi lớn luôn, tặng luôn mọi người. Còn Trung Quốc nó rất là khôn luôn, thật sự luôn ý. Nước mình luôn luôn đi theo nước nó ở tầm mấy năm luôn ý mọi người. Đây. Thôi được rồi, em cũng cố gắng là lây tí gọi là hàng hóa của Trung Quốc chứ không lây tính nhá mọi người. Đây, được chưa? Mã cây thông cho em. Đẹp xỉu luôn ạ. Mã cây thông đẹp xỉu luôn nha mọi người. Áo Noel đấy là 230.000. Còn mã cây thông này là sẽ tặng gian đun bờm cho em. Bờm này là bờm xù. Các chị đi mua ở bên ngoài. Xinh gái trưởng. Đây là tặng kèm nha. Cái này các chị đi mua ở bên ngoài ạ. Đây. Đây nha mọi người. Các chị đi mua ở bên ngoài. Em một cái bờm có hai sừng đỏ nha. Cái bờm có hai sừng đỏ là cái nào ở trong thôi. Bờm bên bộ hay là bờm bên bộ be hay là bờm bên bộ xanh. Rồi, cây thông nó sẽ được tặng kèm bờm như thế này. Cùng set với cây thông luôn, các chị thấy hết nước chấm không? Em thật ra là em cũng chỉ gọi là set theo Trung Quốc thôi các chị ơi. Cũng mix theo bọn Trung Quốc thôi các chị. Đây ạ, à, nhá, công nhận nha. Noel này, ông già Noel này, ok la chưa ạ? Cây thông này, được tặng kẹo này, ok la chưa ạ? Quả chuông cho em này, xinh không? Ai mà lấy cây thông này thì sẽ được tặng kèm bờm gian đun nha. Bờm gian đun của set này nha mọi người. Trời ơi, hết nước chấm luôn. Lên đơn cho em là cây thông cho em. Cây thông cho em nha các chị nha. Lấy cho chị một cái bờm của màu xanh này. Cây thông các chị ơi. Lên đơn cho em mã hàng cây thông. Vẫn cứ là 230.000. Vẫn cứ là 230.000 phục vụ chị em mình. Hết nước chấm. 230.000. Đây à? Cái này à Trang ơi? Em comment cho chị là cái gì đây? Em comment cho chị là tặng bờm nha. Chị tặng con Tini nha, không lấy tiền đâu. Comment chị là tặng bờm không đồng vào đấy để mai nhân viên nó không tính tiền nha. Cây thông cho em. Cây thông. Còn đâu vừa nãy em mua những cái áo Noel này thì có bờm kèm rồi. Em về em thích bán hay là em thích tặng khách thì đấy là việc của em. Đấy, mã này các chị lên đơn cho em là mã cây thông. Bờm này sẽ là bờm gian đun. Bờm của cây thông sẽ là bờm gian đun nhá mọi người nha. Rồi tặng bờm, cảm ơn chị in hộ chị cái tặng bờm không đồng đấy. Tặng con Tini nha. Năm nay chả có cái gì tặng cháu rồi. Năm nay bác chẳng có cái gì tặng em rồi. Năm nay bác nghèo quá. Thì mày nghĩ nó chưa có chồng à? À mày nghĩ nó về nước để nó chơi với mày à? Lại bật đá bóng này, vừa đây ta đã mắng anh Tân đứng nhá thằng kia. Cây thông Noel cho em. Mã này là mã cây thông ạ. Giá là 230. Em nhập như nào em bán cho chị như thế. Em nhập như thế nào em bán cho chị như thế. Xinh giá ma luôn. Đây cái bờ này tặng treo chị này. Cây thông cho em 230 ạ. Em để các chị có thể mua hai cái mặc đôi với người yêu nhé. Toàn bộ cây thông này là nổi hết. Toàn bộ cây thông này là nổi hết cho em. Rồi em có một cái áo nỉ gấu trắng. Em xa le lo cho các chị. Xả lỗ ạ. Xả lỗ còn đúng một cái dành cho người may mắn. Comment cho em là gấu trắng 119.000 đồng. Xem áo nỉ nó có số lượng vứt ra em ơi. Gấu trắng cho em 119.000 đồng nhá mọi người. Quần em đang mặc là 259. Quần da ISL yếu sinh lý 259.000. Cây thông với cả đỏ Noel hai cái form giống nhau. Cả hai cái form đều dài rộng giống quần giống nhau nha các chị nha. Các chị có thể mặc thành áo dáng váy hoặc các chị có thể mặc thành áo giấu quần. Vì mã này mặc đôi với người yêu. Mã này nó là oversize. Nó là một nam một nữ mặc ạ. Đó. Các chị lên đơn cho em mã này. Gấu trắng cho em 119. Gấu trắng 119. Lấy cho chị một cái quần XL ở trong phòng đó. Gấu trắng cho em 119.000 mọi người ơi. Nhanh tay. Gấu trắng 119 ạ. Áo phông đợi em một chút.
Bao nhiêu người thích áo phông, các chị comment cho em chữ thích áo phông nha mọi người. Bao nhiêu người thích áo phông, các chị comment cho em là thích áo phông nhá mọi người ơi. Comment cho em là thích áo phông để em lên em phục vụ các chị nha. Cô gái ạ, gốm trắng 119 kèm số điện thoại giúp em còn đúng một cái dành cho người may mắn. Người may mắn phải bổ sung đầy đủ nhá mọi người. Người may mắn phải bổ sung đầy đủ giúp em. Má này các chị lên đơn cho em là cô gái ạ. Cô gái em tặng các chị 70.000 đồng. Cô gái 70k giúp em. Rồi comment cho em là dự bị gấu trắng đi các chị. Trần Hằng khách mới cọc giúp mình nha bạn nhé. Chị Trần Hằng khách mới cọc giúp em nha. Chị Ngó Dương ơi comment cho em là dự bị gấu trắng. Nếu chị thích mã đấy, hàng đẹp muốn mua nhưng mình không dùng chuyển khoản tiếp quá. Nhà em có ship code đơn 2 sản phẩm cho các chị. Huyền Nguyễn. Nhà em có ship code 2 sản phẩm cho các chị. Đến sản phẩm thứ 3 thì các chị mới phải cọc nha. Nhưng mà vì nhà em ship code cho các chị 2 sản phẩm, các chị vui lòng đừng bom em, sắp đến Tết rồi các chị ơi. Nhà em còn bán cả áo phông rồi, các chị biết là nhà em chạy mẫu nhanh vô cùng luôn. Nhà em bán xỉ là chính ạ, bán lẻ để câu xỉ thôi các chị. Cô gái cho em 70.000 đồng. Ok like chưa ạ? Cô gái 70k giúp em nhé mọi người ơi. Cô gái 70k giúp em. Rồi tiếp tục ạ. Lên đầy đủ số điện thoại giúp em là được nha các chị. U là trời. Tiếp tục cho em một ma áo gấu của nhà eo vì một ma áo gấu của nhà eo bổ sung số điện thoại nhé Kim Hiền ơi. Bộ gấu đằng sau đợi em lên luôn nè. Đấy nó là quần trơn xong rồi nó có cái tag nó ở trong. Đấy là chỉ quần đấy. Bây giờ chỉ còn mỗi quần da đấy thôi. Đây ạ. Các chị lên đơn cho em mã này. Gấu cam cho em 119.000 đồng. Lỗ rất là lớn luôn. Kim Huyền bổ sung số điện thoại nhé Kim Huyền ơi. Áo Miu Miu hồng là áo Miu Miu hồng là bao nhiêu tiền? Áo Miu Miu hồng là 219.000 đồng. Áo đỏ cây thông 230 bổ sung số điện thoại đi ăn lành ơi. Cọc cho em đi các mạnh thường quân ơi. Cô gái 70 em hết hàng ạ. Kim Huyền chưa có đâu đâu Kim Huyền ơi. À thế à, cô gái hết ấy, đưa đơn chị màu đen đi. Mắc ở đâu ra ấy? Không bỡ công hôm nay cho chúng mày dọn phòng mất cả buổi. Thế là chị mất 5 lít. 5 lít cho hai đứa để dọn phòng. Đó cái thông 230 ok ăn này. Dọn phòng hay lắm. Mai các chị lên đơn cho em là cô gái đen xám kia. Cô gái đen cho em. Quần da đợi chị một chút nha Huyền ơi. Mai này lên đơn cho em là cô gái đen, em tặng các chị luôn 70.000 đồng. Áo dài ạ. Bảo áo dài cho Nguyễn Thị Hà này, Huyền Trang. Nguyễn Thị Hà, Huyền Trang. Tây Vũ. Tây Vũ. Chuyển sang cô gái đen thì mọi chuyển người comment lại đen. Cô gái thì đen comment nhé. Cho em là ok đi. Hiền hít có cô gái xám. Ừ. Thôi đưa chị không cần xiên đâu. Cô gái đen, đọc lại tên đi ạ. Em xin lỗi các chị Nguyễn không có Thị cô Hà. Gái xám. Nguyễn Thị Hà không có cô gái xám. Huyền Trang. Huyền Trang. Và Tây Vũ. Tây Vũ. Nếu mà lấy cô gái đen thì comment cho em là Hà chuyển sang cô gái đen này, ok này. Chuyển cho Hà sang cô gái đen, không cần in đơn nữa, lấy luôn cái đơn đấy. Rồi, Huyền Vũ có chuyển sang cô gái đen không ạ? Và không thì các chị có thể comment là em lấy mã khác nha. Tránh những cái từ nóng đổi chào hủy xả giúp em. Được chưa ạ? Tránh hết những từ nóng đổi chào hủy xả giúp em. Ok, Nguyễn Lan Phương cô gái đen, ok này. Rồi, Trần Hằng chuyển khoản áo cây thông. Em nhận được tiền rồi, em cảm ơn chị Trần Hằng rất là nhiều. Bạn ăn lành chút, áo đỏ cây thông có này. Ok, an lành chốt áo đỏ cây thông này, mặc bình an luôn. Rồi, cô gái đen cho em ạ, 70.000 đồng, 70.000 đồng, 70.000 đồng, cô gái đen 70.000 đồng. Rồi, okay tiếp tục chương trình tặng. Trang chuyển đen này. Và Tây Vũ. Thôi, cho chị một cái áo. Linh Anh ok, cô gái đen, chè Huế bảo ngọc có cô gái đen này. Tốt, cái này đi. Áo đỏ chị đang mặc là 230.000 nhá, Lê Thị Quyến ơi. Cây thông 230 sẽ được tặng kèm một bờm xù nhá, bờm xù gian đu. Được chưa ạ? Cây thông 230 sẽ được tặng kèm một bờm xù gian đun. Gian sờ đun luôn. Kim Huyền chốt cô gái okay đen đi comment lại cô gái đen nhé Kim Huyền ơi. Chất liệu vải của mã nào ở bạn Văn Trần ơi? Bạn hỏi kỹ giúp tớ để tớ tư vấn nha. Tại vì là bây giờ lên rất là nhiều mã nên không biết các bạn hỏi mã nào ạ. Đây, cây thông đây các bạn ơi. 230.000 được tặng kèm bờm gian đun nha các bạn. Bờm gian đun được chưa ạ? Bờm này bọn Trung Quốc nó bán nhưng mà mình tặng nha. Đây, cây thông đây, 230.000. Ok la chưa? Rồi, cô gái mắt xanh mỏ đỏ. Ui. Cô gái xám hết rồi trưởng em ơi. À. Cô gái xám hết rồi. Em Tây Vũ ơi, okay, em có chuyển sang cô gái đen thì em chuyển nhá. Rồi, các chị lên đơn cho em mã hàng cây thông cho em. Em qua mã đây các chị. Cây thông cho em là 230.000. Phải chuyển khoản cọc không ạ?
mua hai sản phẩm thì không phải cọc nhé. Hoặc là các chị mua đơn hàng trên 200 thì các chị vui lòng cọc giúp em. Hai sản phẩm mà giá cao thì mọi người cọc. Mua hai sản phẩm giá cao thì mọi người cọc giúp em 100, khi mọi người nhận hàng mọi người sẽ được trừ cọc. Áo hồng sau là 249.000. Còn các chị mua mấy cái áo phông này thì em ship cho các chị hai cái. Đơn đến 3 sản phẩm các chị vui lòng cọc giúp em. Áo Miu Miu là sau 249. Áo Miu Miu là sau 249 lại treo cây thông chú ơi. Cây thông các chị chốt chuẩn giúp em nha. Vì nhà em bán hàng Noel 20 ngày nay rồi, em dừng mã nhanh lắm ạ. Hôm nay bán hàng tơi tả luôn mọi người. Hôm nay bán hàng tơi tả luôn, không bán được một cái gì luôn ý. Không bán được một cái gì luôn ý. Chị Kim lấy áo cây thông đúng không ạ? Ok, chị Kim. Hay không bán được một cái gì luôn, toàn tặng với cả, toàn tặng với cả tặng thôi. Các má ạ, 280.000. Áo cô gái đợi tí em xa le cho nha. Rồi em lên lại, em lên nốt cái chương trình của ngày 11 tháng 11 đã này. Việt Nam nói là làm này, không là các chị hay gọi là cà khịa em lắm các chị ạ. À, em bán rẻ em hay bị cà khịa lắm các chị ơi. Lỗi của em là lỗi vì bán rẻ. Lỗi của em chị, em chỉ thấy em có đúng một cái lỗi là bán rẻ và bán đẹp thôi các chị ạ. À, lỗi em là người phụ nữ không khuyết điểm rồi các chị ạ. À, mà livestream nào chúng nó vào chúng nó cả khi em phải giữ đúng lời, em phải giữ đúng lời các chị ạ. À, Việt Nam nói là áo Miu đây các má, Miu hồng cho em, áo Miu mặc rồi nên là sẽ không mặc nữa nha. Miu đen cho em 249.000 đồng, bao giá bao chất toàn quốc. Trung Quốc đang phong tỏa các chị ơi. Em nói rồi đấy, hôm qua em nhập nốt một, hôm kia em đã nói là em không nhập hàng nữa rồi. Hôm qua em nhập nốt xong là em dừng luôn, em không nhập hàng nữa rồi nhé mọi người nha. Đây, bây giờ chỉ có về cái gì là em bán cái đấy thôi. Hàng cực kỳ khan luôn. Vào cái tầm mà khan hàng thì đáng nhẽ người ta phải thổi giá lên các chị ạ. À, người ta phải độ giá lên nhưng không, thì em bán rất là rẻ ạ. Các chị lên đơn cho em Miu đen, Miu nâu, form dấu quần nhé mọi người ơi. Miu đen, Miu nâu và Miu hồng cho em 249.000 đồng. Miu kèm màu kèm số điện thoại. Ok like chưa ạ? Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em, thôi em sẽ lên túi. Ai thích lên túi các chị comment cho em là lên túi nhá mọi người. Ai thích lên túi các chị comment cho em là lên túi. Nhà có mỗi cái túi. Từ đầu like đến giờ hơn 20 người hỏi, nhưng bây giờ đang định bán không biết người hỏi có còn ở đây không. Miu kèm màu kèm số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Ở lên bộ. Đúng rồi, lên nốt bộ cho bạn đi. Em bỏ cái bộ chân ra để lên bộ. Miu kèm màu kèm số điện thoại. Áo chị mặc đợi chị em ơi, áo chị mặc là phải hết sức bình tĩnh em ạ. Áo chị mặc là không manh động một thôi em ơi. Manh động tập này là chị ba. Kim Huyền chưa có đơn nhá, Kim Huyền nhá. Kim Huyền chưa có đơn rồi em ơi. Hôm nay các em toàn gọi là bắt chị lên áo không. Không phải có chị bán áo lên gì cả, mai lạnh rồi. Lên túi em ơi, ok này. Lên bộ lên này. Chết đấy các chị ơi. Áo không còn toàn bán rẻ thôi. Toàn bán rẻ và toàn câu khách thì Miu hồng đen không các chị. Bộ nha các chị ơi. Hôm nay em sẽ giảm cho các chị mấy chục nghìn một bộ luôn. Bộ mới ạ. Siêu đẹp luôn em ơi. Cái mã em vừa chốt hết rồi. Màu cho em này. Đây nhìn màu cho em. Mã em vừa chốt hết hàng áo rồi. Áo cô gái ơi. Chỉ còn màu đen thôi. Áo cô gái chỉ còn màu đen thôi. Em có lấy cô gái đen thì em comment cô gái đen này. Bộ cho em, bộ gấu GC cho em ạ. Hàng full tắc mát chuẩn xịn như thế này nhé mọi người. Hàng full tắc mát chuẩn xịn, xịn sò như thế này luôn, được chưa ạ? Gồm một quần và một áo. Số lượng có bao nhiêu em? Em ơi cầm của chị nào. Cầm. Em có 3 bộ phục vụ các chị. Số lượng nào. Số lượng có 45 bộ là hết hàng nhé mọi người. Số lượng có đúng 45 bộ thôi, dành cho người may mắn nha mọi người ơi. Màu xanh chỉ có duy nhất 10 bộ. Màu xanh có duy nhất 10 bộ, màu đen có 20 bộ. Được chưa ạ? Và màu trắng có 15 bộ nha mọi người. Mời các chị lên đơn. Mời các chị lên đơn nha mọi người ơi. Đây là quần nè. Quần full gấu xù nổi luôn, em tặng kỷ niệm các chị luôn. Em giảm giá sập sàn cho các chị luôn ạ. 329.000 đồng. Các chị lên đơn. Set đen, set trắng và set xanh cho em. Gấu đen, gấu trắng và gấu xanh. 329 đen, 329 trắng.
và 329 xanh nhá mọi người ơi, phải nhấn mạnh là 329.000. Vì bình thường các chị mua một cái áo này thôi đã 300.000 rồi mọi người ơi. Hôm nay chốt thêm cho các bạn ơi, hết pin ạ. 329 ạ. Các chị lên đơn cho em ạ. Gấu đen 329. Được chưa ạ? Gấu đen cho em 329.000 này. Ok la luôn này, là nhảy đơn luôn này. Gấu đen 329 ạ. Gấu trắng cho em 329. Gấu trắng là quần đen ạ. Gấu trắng là quần đen cho em. Cân cho các chị đến dưới 68 cân các chị mặc ok la. Vì đây là bộ len nhé mọi người. Dưới 68 cân các chị mặc ok la luôn nhé mọi người. Các chị cứ lên đơn đi, nhà em sẽ in đơn dần dần. Bộ này đang nhảy đơn quá các chị ơi, nhanh tay ạ. Số lượng không có nhiều đâu. Nhanh tay, số lượng không có nhiều đâu. Đang nhảy đơn rất là nhiều các chị ơi. Các chị cứ từ từ nhá. Chưa nhận được tin nhắn chưa sao đâu mọi người ơi. Chưa nhận được tin nhắn chưa sao đâu. Đơn nhảy rất là nhiều luôn, đợi em một tí. Cắm luôn cả hai máy like bạn. Hết pin cả hai. Các chị lên đơn cho em ạ. Gấu đen, gấu trắng giúp em và gấu xanh. Màu nào cũng đẹp các chị ạ. Màu nào cũng đẹp luôn nhá mọi người. Gấu đen, gấu trắng và gấu xanh cho em. Ok la chưa ạ? Giá bao nhiêu ạ? 329.000 đồng. Đúng mình có nhé. 329. Gấu đen, gấu trắng và gấu xanh. Màu đẹp quá các bác ơi. Màu quá quá là đẹp luôn ạ. Em ơi gấu này. Gấu xanh cho em 300. À ôi. Gấu xanh cho em là 329.000 ạ. Gấu đen cho em là 329.000. Form dưới 68 cân các chị mặc thoải mái. Form dưới 68 cân các chị mặc thoải mái. Định cởi ra nhưng mà thôi vậy. Định cởi ra nhưng mà thôi. Chưa lạnh chưa cần phải mặc. Các chị ạ. Các chị cứ xem em bán hàng các chị biết. Em chưa mặc đâu. Em chưa mặc đâu, có nhưng mà em cũng không mặc luôn. Chả mặc miết gì hết, cứ dơ lên là hết, dơ lên là hết mọi người ơi. Đây ạ, gấu cho em 329.000. Gấu đen 329. Gấu trắng 329. Và gấu xanh cho em 329.000. Cây thông là bao nhiêu tiền ạ? 230 tặng kèm bờ. Ok la chưa ạ? Quá là ok la luôn. Gấu cho em kèm màu, kèm số điện thoại 329.000 đồng một set. 329.000 đồng một set nhá mọi người ơi. Gấu kèm màu, kèm số điện thoại. Tú Quỳnh ơi, Tú Quỳnh, khách mới cộng với mình nhá. 329, ok là chưa? Rồi em tiếp tục này, nốt chương trình tặng mùng 1 tháng 11 này các chị ơi. Các chị xem từ đầu like là các chị biết. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên giúp em. Chương trình tặng 11 tháng 11 ạ. 11.000 đồng. Ok là chưa ạ? Chương trình tặng 11 tháng 11, 11.000 đồng. Cái gì độc nhất? Được chưa ạ? Cái gì đặc sản nhất thì em sẽ mang lên em tặng các chị. Ok la chưa mọi người ơi? Đặc sản của nhà em đây. Các bác ơi, các bác biết đây là cái gì không? Các bác biết đây là cái gì không ạ? Các bác comment đi ạ. Thả like, thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người. Cho em xin một lượt chia sẻ. Ok la gấu em nhận đơn. Nhận hết các chị ơi. Tầm này nhận hết, nhận hết, nhận tất. Cân hết các bác ơi. Gấu ok la em nhận đơn. Rồi các chị comment cho em. Em tặng quần ạ. Em tặng quần với giá là 11.000 đồng. Tặng quần cho em nhé mọi người nhé. Tặng quần cho em 11.000. Nếu tin tưởng thì chốt đơn. Không tin tưởng đừng chốt đơn nhé mọi người nhé. Em không lên đây để làm trò đùa cho các chị. Không lên đây để làm trò hề cho các chị. Được chưa ạ? Nên không cần phải hỏi câu có kiểu được kiểm tra hàng không. Nhận hàng đúng túi nhà cô gấu, đúng logo nhà cô gấu, đúng bill của nhà cô gấu ở bên trong, có thiệp cảm ơn của nhà cô gấu. Các chị nhận hàng cho em. Được chưa ạ? Còn đừng hỏi có kiểm tra hàng hay không. Bán hàng uy tín thì cho các chị kiểm tra. Nhưng mà cho các chị kiểm tra các chị ăn cắp nhiều lắm mọi người. Các chị xem lại những livestream cũ của em. Cho các chị kiểm tra các chị ăn cắp rất là nhiều. Mà không cho các chị kiểm tra các chị lại nói là sợ nhầm lẫn này nọ kia. Cứ đi ba về hai, cả đi ba về một thôi các chị ơi. Sợ thật sự luôn ý. Có khi còn không về luôn ý, đi không về luôn. Em chỉ mong là đi không về thôi. Các chị ạ. Xong rồi đi lành lặn về tả tơi. Đi ba về hai, đi ba về một. Các chị ạ, nhiều khi đi ba về không còn một cái gì. Đi hai cái quần, hai cái áo về. Về hai cái rẻ lau. Ui lời trời. Ui là trời. Tặng quần 11k kèm số điện thoại. Ok la chưa ạ? Tặng quần 11k cho em kèm số điện thoại. Bây giờ phải lên cả số điện thoại nhá mọi người nhá. Kể cả đơn 11.000 nhà em cũng ship. Phí ship 30.000 đồng. Đồng giá đơn hàng dưới 1 cân. Phí ship sẽ là 30.000 đồng nhá các chị ơi. Nhìn kỹ quần cho em này. Được chưa ạ? Ai chưa follow fanpage cô gấu nhanh tay follow đi mọi người ơi. Nhanh lên mọi người ơi, follow tặng quần 11k cho em. Follow fanpage cô gấu tặng quần 11k. Ôi, bây giờ xin công đôi mà. Follow fanpage cô gấu tặng quần 11k luôn. Tặng quần 11k. À các bác ơi. Em tặng quần 11k kèm số điện thoại, được chưa ạ? Rồi, em đập hộp cho các chị xem này. Eo ơi, xinh không? Tặng quần 11k cho bé heo. Xinh không mọi người ơi? Xinh không hả mọi người ơi? Bé heo nhiều.
Em bóc tem cho các chị xem này. Quần này lên đơn, không, quần này lên Foodmode hết hàng. Lần đầu tiên bán lên Foodmode hết hàng, các chị nhìn quần của nhà em nhá. Em chịu thật sự luôn đấy. Em chịu thật sự luôn đấy, hàng nội địa chung nha các bác. Hàng nội địa chung cho em, đỉnh luôn. Đừng bảo hỏng móng nha, hôm trước đập hộp quần đã bị hỏng mất một cái móng. Hỏng mất một bộ móng tay rồi các chị ạ. Không phải ấy. Áo đang mặc tí tặng nha mọi người. Đây ạ, à, cái chốt của em nó đây. Mở chốt. Ok like chưa? Rồi, mở quần. Ok like chưa? Bóc quần. Rồi, bóc má, bóc tem. Xịn đâu mọi người. Trời ơi, nó cứ phải gọi là hết nước chấm luôn. Tặng 3 cái nha mọi người, tặng 3 cái cho 3 người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chia sẻ livestream cho thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi. Em này nó là của legging, nhưng mà nó làm giả checking mọi người. Và nó combo cho các chị thêm 2 cái túi. Combo cho các chị thêm 2 cái túi đằng sau. Ok like chưa ạ? Các chị nhìn này, ở bên trong ạ. Lót nỉ bông nha. Ở bên trong lót nỉ bông, được chưa ạ? Lông ngắn, bông ngắn cho em. Từ tinh chất VC, dưỡng ẩm, dưỡng da chị em mình. Riêng mặc quần này không bao giờ có tình trạng là sao ạ? Không bao giờ có tình trạng da khô nứt này nhá mọi người nha. Ok ra chưa mọi người? Em có size cho các chị. Em có size cho các chị. Ngày mai nhân viên gọi điện chốt đơn. Các chị thích size nào các chị comment nhá mọi người. Ngày mai nhân viên gọi điện chốt đơn. Các chị thích size nào các chị comment cho em nhá mọi người. Comment cho em là gì ạ? Tặng quần kèm số điện thoại. Em ơi ra lấy quần nữa chị cái. Ra lấy quần này cho chị cái. Lấy cho chị 3 cái. Tặng quần kèm số điện thoại cho em nhá mọi người ơi. Tặng quần cho em kèm số điện thoại. Nhanh tay ạ. Nhớ này. Nhớ cho em nhá. Hay kèm size luôn đi. Được không? Tặng quần kèm size luôn nhá. Tại vì có bà comment size S là size. Là các bà không xem livestream nhà tôi rồi. Các bà như thế là không được rồi. Như thế là không có hiếu với em rồi các chị ạ. À. Không có hiếu với em một chút nào luôn ấy. Nhớ nhá. Nhận quần này em không cần các chị mặc. Được chưa? Em chỉ cần các chị, em chỉ xin các chị một lần feedback thôi. Được chưa ạ? Ok like chưa các chị? Vì vạn lời quảng cáo không bằng một lần feedback của khách hàng. Các chị nhìn quần cho em này. Siêu đẹp luôn. Nó là quần legging nhưng mà nó giả checking cho các chị. Đằng sau có túi. Tặng quần kèm size giúp em. Em có size M, size L và size XL. Size M dưới 50 cân, size L dưới 60-62 cân ok la. Và size XL dưới 70-72 cân mặc ok la cho em. Co giãn mạnh luôn ý. Co giãn mạnh luôn nha mọi người ơi. Được chưa? Rồi các chị ơi đẩy like đẩy view lên giúp em. Đẩy view mọi người ơi. Đẩy view cho em không có size S, có size M, size L và size XL. Kèm size luôn. Ok la chưa ạ? Ai chưa follow em nhanh tay follow em. Ai chưa follow nhanh tay follow em. Vì em tặng các chị 11.000 và em tặng cho 3 người cơ mọi người. Em chấp nhận. Em chấp nhận tặng 3 cái quần trị giá. Trị giá bao nhiêu tiền nhỉ? Cái này 339.000 một quần. 339.000 một quần. Em tặng 3 cái quần trị giá 1 triệu cho người may mắn, được chưa ạ? Thả like thả tim mạnh mẽ lên đi mọi người. Thả like thả tim mạnh mẽ lên cho em. Áo đỏ Noel 5 cái. Áo đỏ này em, đây là cây thông và đây là đỏ. Bạn ơi check lại xem là luôn. Thảo có chưa? Em ơi check lại xem Thảo có chưa em? Thảo Pi có cái áo đấy chưa? Em check đi. Vừa lấy chị Thủy đặt nhưng mà không biết là đã có chưa. Rồi các chị lên đơn cho em là tặng quần kèm size kèm số điện thoại MLXL nhá mọi người. Em tặng các chị 11.000 đồng. Ok la chưa? Kèm size luôn, em đọc tên luôn nhá mọi người. Kèm size luôn, em đọc tên luôn đây mọi người ơi. Tặng quần 11k. Quần đây nha. Rồi đưa quần cho chị cái em ơi. Đưa quần cho chị nào. Quần này là để làm mẫu này. Được chưa ạ? Quần này là để làm mẫu nhá mọi người ơi. Rồi kèm size luôn cho em. Ngày mai nhân viên gọi điện chốt đơn và chị được một cái quần tặng 11.000. Nhớ nha. Thích mua kèm sản phẩm thì các chị mua kèm sản phẩm. Vì các chị được quần tặng 11.000 nhưng mà rồi, các chị vẫn phải trả ship 30.000. Nhá mọi người. Đây ạ, cây thông này. Ok Thảo Vi nhá. Cây thông đây em yêu ơi, tuần lộc đây em yêu. Cây thông và tuần lộc đây. Nha em yêu. Ok. Được chưa, chốt chuẩn chưa? Rồi lên chị chốt chưa? Ok rồi đấy. Ok ok ok. Rồi ok. Nào đưa chị nào. Thảo ơi, áo Noel 230.000 được tặng kèm màu nha em. Nào, ok la chưa?
Nào đưa đôi nốt chị nào, em tặng 3 cái dành cho 3 người may mắn. 3 cái quần của nhà em là 1 triệu rồi các chị ơi. Ok. 3 cái quần của nhà em là 1 triệu rồi. Ai quần 11k tên kèm số điện thoại. Quần 11k kèm số điện thoại cho em nhanh tay các bác. Nhanh tay mọi người ơi, kèm số cảm điện ơn. Thoại đi ạ. Kèm số điện thoại, kèm số điện thoại, kèm số điện thoại. 11k cho nó là bé heo này. Bé heo có quần 11k ok la này. Một cái này, về tự bóc tem nhá mọi người. Quần em ơi, buộc comment ở ngoài đi em. Này. Buộc comment ở ngoài đi. Okay. Rồi tiếp ạ. Quần 11k cho quần em 11k nhanh tay. Cho Hoài Thương. Hoài Thương có quần 11, đọc số điện thoại ông bị ngáo đưa à. Đưa số điện thoại 3384 này. Bé heo dơ cái đấy ra đi đùa. Bé heo đưa số điện thoại 317. Nào cũng chốt lại vội vàng như thế, xong khách lại bảo là nhà này chốt ạ. Chán. Và quần 11k cho Annie Nguyễn này. Annie Nguyễn có quần 11k. Đưa số điện thoại 316 này. Buộc vào đưa đây, đưa chị bảo buộc vào như này này. Không bóc quần của khách ra nhá. Đây này. Đây, buộc vào góc như này giống như anh Tân hay buộc ấy. Đấy, không biết đợt hôm anh Tân anh chốt quần như này anh buộc kiểu gì ấy. Đây. Đây nha các chị ơi, Annie số điện thoại đuôi 316. Quần 11k cho em, các chị cứ comment đúng cú pháp là người đấy có đơn. Nha các chị nha, cứ comment đúng cú pháp là người đấy có đơn. Ai nhận được tin nhắn các chị comment xác nhận vào đây cho em. Ai nhận được tin nhắn thông báo các chị comment xác nhận vào đây cho em. Quần 339.000 đồng. Xỉ là 330.000. Em tặng các chị luôn 3 cái quần 1 triệu. Tặng 11k hoan hỉ ngày mùng 1 tháng 11. Ok ra chưa ạ? Rồi, ai được comment xác nhận vào đây. Vừa đấy em tặng quần xanh. Đây, vừa đấy em tặng cái quần xanh này. Vừa đấy em tặng cho các chị cái quần xanh này nhá mọi người. Được chưa? Rồi, bà nào được comment xác nhận giúp em nha. Không phải bảo con này chốt ạ. Chỉ có chồng em chốt đơn lúc nào cũng bị ăn chữ. Nhiều khi khách dối cũng chỉ vì chồng em. Chứ bây giờ em cũng chỉ lên live stream chỉ bán hàng thôi. Người chốt đơn là chồng em, người chia hàng là nhân viên nhà em. Nhá mọi người, đây này, không làm gì được luôn. Cay dã man luôn, đúng chốt gần với là chốt không chuẩn. Cay dã man. Rồi, em dừng đơn 11k. Được chưa ạ, hôm nay em có rất là nhiều mã quần xinh. À, có mã tuần lộc này rất là xinh. Em có mã tuần lộc này rất là xinh này. À, bà nào đang mặc đã nhở. Từ từ đã, ôi cái nhiều cái các chị ơi. Mày luôn ý. Vừa ăn vừa make up. Xong rồi lại live stream các chị ạ. Quá đối mệt mỏi luôn. Các chị ơi, quần legging. Quần legging này ấy, slogan của nó là quần legging cá mập các chị ạ. Baby shark luôn nhá mọi người ơi. Số ơi, quần legging này thì siêu độc luôn. Quần legging này siêu độc, các chị muốn xem quần legging gì các chị comment cho em này. Em có legging hộp hồng này, được chưa ạ? Em có legging cá mập. Cả legging cá mập này, các chị mặc, các chị giặt máy giặt quay tét mù cho em nhá, quay tít mù luôn, quay thoải mái luôn. Được chưa ạ? Thoải mái với các chị luôn, cân với các chị luôn, không bao giờ hỏng luôn, bảo hành 3 đến 5 năm luôn. Rồi tiếp tục quần gì đây em ơi, cho các chị xem quần của nhà em. Hết nước chấm luôn, chưa bán nữa các chị ơi. Bây giờ là quần tặng trước, lúc nào bán sau nhá các chị nha. Lúc khác bán sau, nhìn cho em này. Quần này là quần gì ạ? Quần trái đào cho em. Các chị ơi, quần này là quần đào cho em, các chị nhìn xinh không? Các chị nhìn xinh không? Nhưng số lượng không có nhiều anh em ạ. Quần này là quần đào cho em, bây giờ các chị thích xem mã nào các chị comment cho em là xem nhá các chị nha. Quần này slogan của nó này, khi mà các bạn mặc cái quần này thì các bạn đang ở Bắc Cực, mà các bạn mặc cái quần này thì như là các bạn ở Nam Cực luôn. Đây này, slogan luôn nhá mọi người nha. Dã man không? Chúng mày không biết chịu đựng. Em thề các chị luôn, các chị về các chị sốc. Không, cái câu này thì em cũng biết, nhưng mà nhân viên nhà em có 3 đứa. Một thằng thầy giáo tiếng Trung, được chưa? Và 2 đứa tiếng Trung, còn 1 đứa tiếng Trung thì nghỉ việc rồi. Cái quần này dã man luôn, quần trái đào này dã man thực sự luôn. Là khi mà bạn mặc cái quần này vào ấy, thì bạn đang ở, khi mà bạn ở Bắc Cực và bạn mặc cái quần này vào thì như là bạn đang ở Nam Cực luôn. Các bạn ạ, các bạn mặc cái quần này nó cứ phải gọi là căng cực luôn các bạn ơi. Được chưa các bạn? Dã man luôn. Đây cho các bạn xem thôi các bạn ơi. Cho các bạn xem, để cho các bạn xem. Xem một tí thôi. Được chưa ạ? Đợi em một tí để cho nhân viên chuẩn bị số lượng. Cho nhân viên đẩy số lượng lên. Nha các bạn nha, bây giờ không biết là số lượng như thế nào. Sợ thật sự luôn ý. Quần đẹp vãi cả trưởng luôn. Các chị mua hàng nhà em là các chị biết là tất cả những cái mã hàng 11 ấy nó đều là gì ạ? Hình cao su. Thì quần này cũng thế, hình cao su. Eo ơi thề luôn. Cái quần này dày nhất trong các thể loại quần mà em bán. Cái quần trái đào này dày nhất trong các thể loại quần mà em bán luôn. Trời ơi, quần đây các chị ơi. Thề luôn ý, em lên live stream em toàn nói là cái quần què. Các chị ơi, lên mã nào là hết mã đấy.
lên mã nào là hết mã đấy. Bây giờ nhân viên nó vừa đẩy lên để bán quần, à nó vừa mang hàng lên để tặng quần thôi các chị ơi, chưa có số lượng để bán, chưa có số lượng để bán luôn. Bây giờ cái quần này bây giờ nó không biết là nó về số lượng như thế nào luôn các chị ạ, dã man lắm. Quần này là bao nhiêu tiền nhỉ? Quần này là bằng giá với cái quần hộp cơm đúng không? Giá bao nhiêu tiền nhỉ? 360.000. 360.000, lẻ là 370.000. 360.000, lẻ là 370.000. Bây giờ em không biết số lượng là như thế nào, vì hôm nay mới về mấy thùng hàng. Các chị ạ, hôm nay mới về mấy thùng hàng thì là có một khách mở hàng cho em rồi. Các chị ạ, hôm nay em về quần cạp chéo và em không biết là cái quần cạp chéo đấy của ai. Thì em có nhắn tin cho khách. Đây, quần cam là quần gì ạ? Em ơi, quần này cho em. Quần gấu cam là có size em yêu ơi. Quần gấu cam là có size nha. Đâu ơi, quần này dày cực luôn. Quần này đúng kiểu slogan là khi mà bạn ở Bắc Cực, bạn mặc quần này thì đúng kiểu bạn ở Nam Cực luôn. Các bạn nhìn này, quần siêu co giãn ạ. Chồng em 70 cân vẫn ok la nha. Chồng em 70 cân vẫn ok la. Đây là chiếc quần đại hàn dân quốc các chị ạ. Đây, đây là chiếc quần đại hàn dân quốc luôn. Các chị nhìn đống quần này, nhỏ xíu vô cùng luôn ạ. Cạp của em nhá là cạp to ghen bụng nhá. Đằng trước là ghen bụng, nhưng mà đằng sau này mọi người ơi, đằng sau này, à cho chị cái quần mà, đây là cái quần cô gái này. Ừ đúng rồi. Ờ, chơi giá cho chị cả. Mã này các chị lên đơn cho em là gì ạ? Quần đào cho em. Mã này lên là quần đào đi em yêu ơi. Quần đào đi, quần đào cho em. Xỉ là 360.000 nhá mọi người. Xỉ là 360.000, lẻ là 370.000. Em nhập vào là 350.000. Em nói luôn với các chị là quần em bán để cho các chị nhớ em thôi mọi người. Em bán để cho mọi người nhớ em thôi, chứ quần em nói thật bỏ vốn ra hơn 300. Đi lãi 10.000 cả 19.000 mọi người ơi. Đi lãi 10.000 cả 19.000. Thật sự luôn, không có nào bị điên như em. Không có nào bị điên như em luôn. Quần đào cho em giá bao nhiêu ạ? 370.000 đồng. Đây là dơ xương xương cho em thôi nha. Chưa bán, chưa bán đâu. Bà nào tin tưởng em thì các bà cứ chốt nha. Đây là em dơ xương xương. Tôi không xỉ đã rồi các chị đợi em. Áo em đang mặc em sẽ tặng các chị. Quần này bây giờ em chưa biết là số lượng như thế nào nha các chị nha. Cứ chốt thôi nha mọi người nha. Cứ chốt thôi. Vì là hôm nay vừa bóc ra một thùng được mấy chục cái, thì câu chuyện đó là như thế này. Về nhiều quần cạp chéo quá. Bây giờ không biết bà nào nhắn tin cho khách hỏi bạn ơi có phải bạn đặt quần cạp chéo không. Bạn bảo là không, tớ không đặt. Bây giờ không biết của ai. Bạn bảo ở thì thôi tiện bạn không đặt thì đây, tớ có quần đào mới bạn chốt đi. Các bạn mở bát cho luôn mấy chục cái luôn. Xương xương là hôm nay bạn mở bát cho mấy chục cái. Xong bạn xui là tối nay bạn live stream đi. Mà giờ này không thấy bạn đâu. Quần đào cho em 360.000 các chị nha. Quần đào cho em là 360.000 nào. Em mặc được em một chút cái quần đào này. Em không chắc chắn được số lượng. Hello em. Quần này khét lẹt luôn ông ạ. Trách giá chị quần cá mập. Các chị nhìn này. Eo ơi thề luôn đấy. Em khẳng định với các chị là thị trường không ai có. Hàng này của em là hàng nội địa chung, nói không với hàng xưởng. Phát hiện hàng xưởng em đền cho các chị 1 tỷ. Phát hiện hàng xưởng em đền cho các chị 1 tỷ. Em có tiền tỷ để em đền cho các chị. Em thề em nói điêu mất lộc luôn, được chưa ạ? Các chị phát hiện hàng đều em đền 1 tỷ cho các chị luôn. Ok là chưa ạ? Phát hiện hàng xưởng em đền 1 tỷ cho các chị luôn. Em bóc cho các chị xem của hàng nội địa chung. Nó chỉ bán cho dân nước nó mặc thôi các chị ơi. Hàng này em đặt chuẩn từ nhà máy ra cho các chị nha. Các chị nhìn này, phê chưa mọi người ơi? Ở bên ngoài nó là chất đúc cho em. Ở bên ngoài nó là chất đúc su đó mọi người. Đây ạ, chất đúc su cho em cực kỳ đanh luôn. Không bao giờ có tình trạng gì ạ. Cắn mông, cắn đít và lộ chỉ. Nhá mọi người nhá, không bao giờ có tình trạng cắn mông, cắn đít và lộ chỉ. Các chị nhìn bản cặp quần cho em. Up đến 20cm ạ. Đằng sau nâng mông nó chị em mình. Ok la chưa mọi người. Em cho các chị nhìn quả lót lông rồi các chị ngất trên cành quất luôn. Nha mọi người, nhìn cho em này. Cái bản lót lông cho em này. Tất cả những cái này nó là cao su. Các chị biết cao su để làm gì không? Nó giống như đôi tất của chị em mình đi ấy. Đằng sau nó sẽ có cái cao su để nó giữ cái gót chân của chị em mình. Thì đây các chị ơi, cao su nha mọi người ơi. Nên các chị mặc quần của nhà em, kể cả cái bản cạp quần nó có to như thế này, nhưng mà không bao giờ có tình trạng bị tụt đũng đâu nha các chị. Không bao giờ có tình trạng tụt đũng. Và các chị nhìn giúp em này, cái bản cạp vơ sạc. Bản cạp của thương hiệu vơ sạc cho em. Khét chưa mọi người ơi. Quần này em nói thật với các chị, để mà thông quan hơi bị khó luôn. Để mà thông quan hơi bị khó luôn. Đây là chuyến hàng quần vơ sạc thứ 2 mà em không được qua. Và một chuyến hàng quần vơ sạc số lượng hơn 300 cái đã bị quay đầu. Quần vơ sạc chanh đã bị quay đầu, hơn 300 cái đã bị quay đầu. Nha các chị nha, đây bây giờ chỉ có cái quần vơ sạc này. Thông quan được tại vì làm sao ạ?
Quả hộp này nó đỉnh quá anh em ạ. Quả hộp này nó đỉnh quá. Các chị ơi, quả hộp này quá là đỉnh luôn nên nó mới thông quan được cho chị xin giá. Hả? Xỉ là 340.000 đồng và lẻ là 349.000 đồng. Em có size MLXL nha các chị nha, MLXL cho em. Các chị comment cho em là VS cái gì đây? Cá mập đi, cá mập M, cá mập L và cá mập XL cho em. Em cho các chị xem cái lông ở bên trong thì tôi hết nước chấm luôn nha các chị nha. Quần đúc cho em này, quần đúc không viền cho em. Sướng không hả mọi người ơi? Lót lông này, lót lông cừu nha mọi người. Em này lót lông cừu cho em được chưa ạ? 349.000 đồng. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cá mập size M, size L và size XL. Size M dưới 50 cân, size L dưới 60-62 cân ok và size XL dưới 70-72 cân ok. Em đã bắt chồng em ạ. Bán là phải test trực tiếp cho các chị xem luôn. Đây ạ, đầy bao mọi người ơi. Các chị lên đơn cho em là cá mập giúp em. Đây là bụng này. Vì phần bụng này nó sẽ dưỡng giữ ấm cho các chị này. Có lông cừu giữ ấm này, đằng sau này. Được chưa ạ, nó chống tụt cho chị em mình. Hết nước chấm luôn. Mẹ bọn Trung Quốc nó sản xuất nó cũng phải gọi là cực đỉnh luôn. Và nó phải là thần đồng luôn đấy các chị ơi. Dã man luôn. Em cho các chị đi chùn chân mỏi gối ở tất cả các chợ đầu mối không bao giờ có. Em khẳng định với các chị một câu như thế. Riêng quần của nhà em phát hiện hàng sửa em đền cho các chị 1 tỷ. Riêng quần của nhà em phát hiện em nhập hàng sửa, hàng Việt Nam may nhà em đền cho các chị 1 tỷ luôn. Nhá mọi người nha, con chó nó điêu mất lộc luôn. Tài khoản không thiếu 1 tỷ để đền cho các chị. Được chưa ạ? Đây. Em khẳng định các chị luôn vì không bao giờ mà em bỏ vốn ra hơn 300 nghìn. Mà em bán xỉ em lãi 10 nghìn, bán lẻ em cộng thêm 9 nghìn cả. Được chưa ạ? Cá mập cho em, con chó là bom hàng nha. Hiện tại quần của nhà em là rất ít người bom hàng luôn. Hôm trước em bị bom đúng một cái quần gấu. Và hôm trước nữa thì em bị bom hai cái quần hộp xanh cạp. Và bị bom tiếp hai quần legging tranh. Là tổng cộng là đấy bị bom dưới 10 cái quần. Các chị ạ. Thì các chị biết là quần nhà em bán khủng khiếp như thế nào. Có cá mập có size. Cá mập có size M, L và XL. Nhưng mà không thấy size thật. Hôm nay không nhìn thấy size. Cá mập cho em ạ. Không thấy size ở đây. Cá mập cho em nha các chị ơi. Ô thế à, cá mập không có size à? Nhưng chị nhớ là cá mập có size mà. Cá mập cho em nha các chị ơi. Thôi để mai kiểm tra lại vậy. Để mai kiểm tra lại nha. Các chị cứ comment cá mập cho em. Được chưa ạ? MLXL nếu em nhớ không nhầm là nó có sai. Còn bây giờ thì em không nhớ các chị ạ. Nếu em nhớ không nhầm thì là nó có sai. Còn bây giờ thì em không nhớ. Thôi lại không thể nó đánh sai ở đây. Cũng không thể đánh sai ở trong quần. Thế đi một sai ạ. Thảo Phi ơi. Một sai nghe. Nếu mà một sai thì em sửa đổi lại là... Một sai mọi người ơi. Sao lại một sai nhỉ? Mình nhớ là có sai mà. Mình nhớ là có sai mà. Sao mình nhớ nhầm à? Không có sai các chị ơi. Cá mập cho em. Cá mập cho em nhá mọi người. Siêu có giá. Thì hôm nay chồng mặc sao? Chồng mặc lại mặc vừa thì vừa tưởng là có sai. Đấy các chị này, không ai vừa chồng mặc quần này đúng không? Thì nó có giảm tốt. Cá mập okay, cho em, ok là em yêu luôn. Đảm bảo, nhận hàng không ung hoàn trả tiền. Nhá các chị nha. Nhận hàng không ung hoàn trả tiền đấy, phục vụ em đấy. Bạn chị bây giờ không thấy bạn chị đâu nữa rồi. Không thấy bạn của chị đâu nữa rồi. Lên cho em quả quần này thì hết nước chấm luôn. Rồi, em lên áo em đang mặc đã nha. Rồi. Ok là Noel đợi tí bác nào xem Noel. Các bác comment xem Noel em mệt mỏi quá các chị ơi. Hôm nay em không bán được một cái gì hết đây này các chị này. Hôm nay toàn tặng thôi, chưa thấy bán được cái gì cả. Chưa thấy bán được cái hàng gì luôn ý. Áo em đang mặc nha các bác. Hàng tàu xịn luôn. Nói không với hàng xưởng nhá mọi người, cô gái nhà mốt cho em 280 em chốt đơn cho các chị với giá đây. Chốt sale ngày 11 tháng 11. Chốt sale ngày 11 tháng 11 nhá mọi người ơi. Đúng rồi, quần vừa rồi là lót lông, quần cá mập và lót lông ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Cô gái form to nha các chị nha. Form mới của năm 2023 là form to đùng luôn, được chưa ạ? Bà nào thích form nhỏ thì đợi em nha các chị. Bà nào thích form nhỏ thì đợi em, còn form này là form to luôn. Các bạn gầy, các bạn bé quá, các bạn sẽ mặc thành áo dòng váy. Chưa, em cao 1m6, nặng 53 cân, em mặc dư này, được chưa ạ các bác? Rồi, các chị lên đơn cho em mã này. Cô gái kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Đen trắng và hồng. 111.000 đồng, ok là chưa ạ? 111.000 đồng, khẳng định các chị là thị trường không ai có nhá mọi người ơi, túi của nó đâu? Cô gái kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Túi khét lẹt luôn các chị ạ. Hàng tàu xịn cho em nhá mọi người ơi. Túi khét lẹt luôn. Hàng tàu xịn, chất liệu là chất liệu cốt tông tàu cho em. Đây ạ, cốt tông tàu nhá, cốt tông khô này. Được chưa ạ? Các chị giặt máy giặt cho em thoải mái.
Mặc áo này thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt, giặt không bao giờ bị nát vải nhé mọi người nha. Càng giặt càng mềm, càng giặt càng mềm cho em. Rồi các chị lên đơn cho em ạ. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại cho em 111.000 đồng, siêu đẹp em ơi. Dơ cô gái ơi chị gái. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại cho em 111.000 đồng. Các chị thích cô gái màu nào treo móc em. Các chị thích cô gái màu nào các chị lên đơn giúp em kèm số điện thoại. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại. Cô gái trắng và cô gái hồng 111.000. Em chỉ tặng nốt một mã này thôi nha, em không tặng nữa đâu. Em không tặng áo phông nữa đâu các chị ơi. Toàn đấy, toàn đấy các bác. Cô gái kèm màu treo cả hai cái lên đi em. Cô gái đen, cô gái trắng. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại cho em. Treo hai cái chồng lên nhau. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại em lên cho các chị quả. Quả quần giật nảy luôn. Các chị ơi, quả quần giật nảy luôn, quả quần ngã ngửa luôn. Lần đầu tiên về Ngọc được quả quần. Ngọc Võ mới, cậu giúp mình 100.000 đi Ngọc Võ ơi. Lần đầu tiên về được quả quần hổ bao diêm ạ. Ngọc Võ, khách mới cậu giúp mình nhá. Cả số không biết mở kiểu gì ạ. Em nhận được tiền rồi chị ơi, em có nhắn tin cho chị đấy ạ. Em nhận được rồi chị ơi, mùng 1 em nhận được tiền rồi. Em nhắn tin cho chị rồi mà. Chị lại không đọc tin nhắn của em gái đi. Chị lại không đọc tin nhắn của em gái mưa đi. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại. Mày đứng ra đây mày dơ đi cái thằng kia. Đứng ra đây dơ sát vào mặt các chị ấy. Cô gái chị nhìn. Đen trắng hồng 111.000 nhé. Áo chị mặc là 111.000 em ơi. Cô gái đen. Cô gái đen trắng và hồng chị yêu ơi. Nổ cho em phát súng đầu tiên đi chị. Chả đọc tin nhắn của con em gì cả. Cô gái kèm màu kèm số điện thoại nổ cho em phát súng đầu tiên. Chồng em còn bảo là chị mặc quần legging và đi giày thể thao. Vừa lái xe, vừa chụp bài. Đúng chưa chị? Quan tâm chị rất là quan tâm luôn. 111.000 ông ơi. Áo em mặc là 111.000. Eo ơi, xịn dã man luôn ạ. Xịn không? Xịn đâu ông cháu? Nhìn này. Tao cúng mà phát ra luôn. Rồi. Tuyệt vời. Ôi quần đấy mọi người ơi, quần đấy. Quần nhá mọi người ơi, quần và quần nhá mọi người ơi. Rồi, nổ cho em một phát súng nào. Nổ cho em phát súng quần cho em này, hàng nội địa chung cho em. Chuẩn xịn luôn nhá mọi người nha. Phát hiện hàng xưởng, hàng may nhà em đền 1 tỷ cho các chị. Con chó là nói điêu mất lộc luôn. Được chưa ạ? Anh em ơi, chất cực kỳ đỉnh luôn. Chất này người ta gọi là chất gì? Chất này người ta gọi là chất su đúc. Nó giống y hệt cái quần 199 nhà em bán. Nhưng nó là phiên bản ạ. Nó là phiên bản nâng cấp mọi người ơi. Ở bên trong, toàn bộ ở bên trong nó sẽ có một lớp sinh nhiệt cho các chị nha mọi người nha. Sinh nhiệt phần bụng ạ. Được chưa ạ? Sinh nhiệt này, phần bụng cho chị em mình này. Hết nước chấm luôn. Mặc vào tốc độ làm nóng trong vòng 3 giây cho chị em mình. Quần này là quần lót nỉ ép tinh chất VC nha mọi người. Thon chân nâng mông. Thon chân nâng mông và ghen bụng cho chị em mình. Ok là chưa ạ? Quần này chân dài 1m7 cũng mặc ok cho em nhá mọi người. 1m5, 1m6 cắt được. Nhá mọi người ơi, 1m5, 1m6 cắt được cho em. Này các bác ơi, siêu đẹp nhá. Có vạch cắt cho các chị luôn. Được chưa ạ? Chân dài mà không bị ngắn, mà chân ngắn mà không bị dài. Được chưa ạ? Chân gì cũng chiều được hết. Thế tao nói sai à? Chân dài thì mà không bị ngắn, mà chân ngắn thì mà không bị dài đúng không các chị? Đâu thề luôn, bán cái quần đẹp rất là nhiều lúc mà kiểu nó thăng hoa lắm mọi người ơi, sướng lắm mọi người ơi. Nghĩ ra những cái câu mà người ta không nghĩ ra được ấy các chị. Đấy. Chân dài mà càng dài mà chân ngắn thì mặc vẫn dài. Được chưa ạ? Đây ạ, nó có lớp sinh nhiệt cho chị em mình nhá. Hàng tàu xịn cho em. Tất cả đường kim mũi chỉ được may cực kỳ cẩn thận luôn. Không bao giờ có tình trạng cắn chỉ bục đít nhá mọi người ơi. Ok la chưa ạ? Các chị nhìn này. Anh em ơi, ngạc nhiên chưa bà già? Nhìn cho em cái phần nâng mông này, hết nước chấm luôn. Lại chị tôi, đúng rồi chị yêu ơi. Em làm đúng quả phong cách của chị luôn đấy chị. Xà leo luôn đấy chị. Em phải làm bộ xà leo này để em bán hàng để mê hoặc các chị đấy. Nguyên một quả túi xà leo luôn này. Đấy, hôm nay em làm móng em vừa bảo cái ly xong là đây. Làm bộ móng đảm bảo chị tao nhìn phát biết ngay. Bộ móng xà leo, nguyên một cái túi xà leo. Nó nặng cho em cái túi xà leo. Gắn ở trên móng luôn. Đấy, để mê hoặc các chị, để cho các chị chốt đơn. Mà từ đầu ra đến giờ toàn bán tặng thôi. Bây giờ mới bán quần là thật. Xin giá 299.000. 299.000 có size M, L và XL. Vẫn cứ là XL 70-72 cân. Cân được cho các chị.
nhìn nó bé nhỏ bé như này thôi, nhưng mà nó sức mạnh kinh khủng luôn nha. Em đã bắt chồng em mặc thử rồi mọi người ơi, chất cực kỳ đanh luôn. Các chị comment cho em là gì ạ? Hộp hồng M, hộp hồng L và hộp hồng XL cho em chất cực kỳ đanh, nên là nó phải có size các chị ơi. Nhưng cái mã nào mà chất siêu co giãn thì nó sẽ là free size. Còn những cái mã nào ấy, quần này em, ui auto luôn em ơi, mặc gọn gàng luôn nha em, nhỏ nhắn xinh xắn luôn nha, mặc chân nhỏ nhắn xinh xắn luôn, không có quần gì gọi là quần form to cả các bạn ơi. Đây ạ, đây nha mọi người, em đang mặc size L nha, không phải size bình thường của em nhé mọi người ơi, đây không phải là size bình thường của em đâu. Đây ạ, hộp hồng cho em ML và XL các chị ơi, hộp hồng ML và XL cho em. Miu Miu tí gói cho chị luôn, đợi em một tí ạ. Hộp hồng cho em ML XL, mặc em này siêu nâng mông. Quần này bạn chốt cho mấy chục cái, quần này bạn chốt cho mấy chục cái luôn các chị. Đây này, đây các chị ơi, à mày xếp quần legging cặp cháu chị baby cho. Thế hôm nay tao, à thế là mày xếp cho baby ạ. Hộp hồng cho em size ML XL nhé mọi người. Hộp hồng cho em size ML XL, mặc vào nóng rồi, mặc cái ấm luôn mọi người ơi. Hộp hồng cho em size ML X và L, ML XL cho em chị ơi, chốt đơn cho em vui lòng. 299.000 xỉ 290.000, quần này mặc không xuống đền tiền. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn, chưa năm nào có cái chất này các chị ơi. Chưa năm nào có cái chất này luôn các chị ơi. Chất này gọi là chất đúc su cho em nha mọi người, chất đanh cực kỳ luôn. Cho các chị cào cấu cắn xé thoải mái ạ. Cho các chị cào cấu cắn xé thoải mái luôn cho em. Hộp hồng size ML XL nha mọi người, hộp hồng cho em size ML XL. Jingle Bell tí nữa sẽ có phần quà cho các chị ạ. Áo len Jingle Bell lát nữa sẽ có phần quà dành cho người may mắn. Hộp hồng cho em size ML XL siêu đẹp luôn ạ. À. Eo ơi các chị cứ yên Ngọc tâm cho ơi, em. Ngọc ơi, Ngọc có khách mới cộng số mình 100 nhìn cho em cái lớp sinh nhiệt này mọi người ơi. Tỏa ấm cho các chị luôn, xuống cực kỳ luôn, mềm mại như hoa. Các chị thấy chưa ạ? Lót nỉ mềm mại như hoa luôn nha mọi người. Đây ạ. Ngô em bổ sung số điện thoại đi Ngô em ơi. Chữ này là chữ gì nhỉ? Phúc tử à? Hả? Tổ bạn ơi. Đây các chị nhìn cái quần, các chị nhìn cái quần đào cho em này. Đấy, chữ này là chữ phúc tổ cho em này. Đấy có nghĩa là phúc tổ. Kiểu có nghĩa là cái quần này là cái quần mà phúc tổ 70 đời các chị mới được gặp được em và các chị mới được mua cái quần này. Đấy. Hiểu nôm na của mấy con bán hàng livestream, mấy con livestream dạo, mấy cái con điêu toa chính nó là như thế. Còn đâu cái câu slogan này. Slogan này dịch ra là khi mà bạn mặc cái quần này thì bạn ở Bắc Cực cũng như là bạn đang ở Nam Cực. Đây em không nói điều, các chị về các chị dịch đi. Nhân viên nhà em nói dịch, em bảo là thì mẹ chúng mày xàm le vừa thôi, đừng có mà xui dại tao, tao không mu đâu. À không, em nói thật với chị là cái câu này em học rồi, thế là mới gọi cái thằng thầy giáo. Hộp hồng có size M và size L và size XL chị yêu ơi. Miu Miu comment lại đi. Chị Miu Miu ơi, hộp hồng có size M, L và XL. Đây ạ, chữ này có nghĩa là chữ phúc tổ. À chị ạ, vì nó ấy, nó là đào không các chị, nó là quả đào. Nó là quả đào liên quan đến Tết ấy các chị. Đấy, nó liên quan đến Tết, tại vì thực ra là cái tiếng Trung khi mà mình dịch ra ấy, nó cũng, đấy, nó cũng kiểu như thế ấy, các chị. Đây, quần này siêu đỉnh luôn. Quần không đẹp không lấy tiền. Nhưng mà quần này bây giờ không biết chắc chắn số lượng nữa mọi người. Quần này không biết chắc chắn số lượng. Lúc đấy em thấy là em có một thùng, em mới bóc ra một thùng. Đây, đây ạ, à, các chị ạ, à, chị lấy L ok chị. 2L, chị lấy 2L đúng không chị? Rồi đây, quần này cho em. Nếu mà ngày mai kiểm mà không có số lượng thì khoảng tầm 2-3 ngày nữa em sẽ trả hàng. Tại vì 2-3 ngày nữa em mới trả thêm một lô quần nữa nha mọi người nhá. Bây giờ Trung Quốc nó báo cho em thông quan được mã gì là 2-3 ngày nữa em sẽ có hàng đấy để em trả các chị, được chưa ạ? Đây, Noel thế này các chị. Nó cứ thông quan, nó vận chuyển, nó trả em được cái hàng gì là em có hàng em bán cho các chị. Mà bây giờ vận chuyển trả chậm em là em lỗ sấp mặt luôn. Vụ Noel này, vì vụ Noel này bán không có lãi. Xong rồi nó mà về muộn nữa thì thôi, sang năm bán hả các má. Mỗi ngày bán mấy mẫu, mỗi ngày bán được 2-3 mẫu. Lộn tiết thật sự luôn ý. Đây ạ, à, các chị mua những cái hàng layout của nhà em là các chị biết. Tất cả những cái này là phiên bản cao su. Được chưa ạ, quần rất là xịn. Thôi thì chỉ dơ sơ sơ đấy thôi. Bà nào ưng hoặc là bà nào gọi là cứ thích là các bà chốt thôi, còn đâu là em không biết là số lượng như nào. Đây, các chị ơi nhìn cho em này, cái quần này dày vãi cả dày luôn, dày nhất trong tất cả cái quần mà em đang bán. Quần này phải cực kỳ lạnh các chị mới mặc được nha các chị nha. Chứ các chị mà mặc cái quần này vào thời tiết như bây giờ là giảm cân luôn, không cần phải đi tập.
Riêng các chị mặc cái quần này vào thời tiết như bây giờ 25 độ thì mặc cái quần này để giảm cân, không cần phải đi tập nữa. Mà riêng mặc cái quần này mà đi bộ một vòng ở hồ Đền Lừ thôi chắc là giảm được 1 cân. Toát mồ hôi đít luôn, dày dã man ạ. Các chị lên đơn cho em là gì ạ? Quần đào cho em 200 bao nhiêu ạ? 300 bao nhiêu? 299. Tất cả những cái mã quần này của em chỗ này đều là chun này. Tất cả chỗ này đều là chun này, bo gấu quần này. 360.000. Xỉ 360.000 lẻ 370.000. Ok la chưa ạ? Quần đào cho em. Ô, hôm nay không thấy bà đào vào đây, hôm nay không thấy bà đào đâu cả. Quần đào cho em. Thế chị đào đi giảm. Quần đào cho em mọi người ơi, xịn sò luôn. Quần đào cho em 370.000 nhá. Xỉ là 360.000. Lẻ là 370.000, em bán quần các chị cực kỳ rẻ luôn. Quần đào cho em mọi người ơi. Được chưa ạ? Quần đào cho em 300 bao nhiêu ạ? 370.000 đồng. Áo đang mặc 111. Áo đang mặc 111.000 đồng. Dày vãi luôn. Các chị ạ, quần này nó sản xuất, quần này nó có từ năm 2001. Các chị này, cái hãng này có từ năm 2001. Quần này dày 3.200 gen. Ui là trời, quần này dày 3.200 gen nhá mọi người ơi. Một quần lót lông dày 3.200 gen cho em. Xịn không? Xịn vãi cả xịn luôn ạ. Quần đào cho em giá bao nhiêu ạ? 370.000 này. Này này này, quần đào 370. Ai để các chị lên đơn rồi, em lên Noel cho các chị nha. Noel em lên mã đỏ cho các chị trước. Noel em lên mã đỏ để cho các chị trước ạ. Đào Thảo Vi. Rồi em. Hả? Vâng, đồ làm từ lông cừu ạ. Lông cừu gì cơ? Australia. Được làm từ lông cừu Australia. Australia. Nào đưa đây. Quần đào S. Đâu chỉ. Đưa chị mới quần mới đi. Đưa chị hộp thôi. Đây nha, về các chị check cho em thoải mái. Đây ạ. Thành phần của nó dòng cuối cùng này. Tại vì là dịch được tiếng Anh các chị ơi. Tiếng Trung Quốc họ nó dịch được tiếng Anh cho em. Được làm từ lông cừu ạ. Ở Australia. Ok là chị ạ. Cái này thì không chém gió đây mọi người ơi. Đây cái dòng cuối cùng đây. Quỳnh khách mới cọc cho mình. Lên lông cừu cho em nhá. Được làm từ lông cừu Australia, ảo mang Canada. Xem má này nó bán bao nhiêu tiền. Má này nó không ghi giá ở đây các chị ạ. Má này nó không ghi giá ở đây các chị ơi. Được chưa ạ? Rồi. Quần đào chỉ có một size thôi. Chị của Quỳnh mua nhiều cặp giúp em. Áo đen cô gái là cái gì? Trang Vân. Ôi Trang Vân ơi, bây giờ mua hàng phải chuẩn cô. Không mua hàng không chuẩn là chị không chốt đơn nữa đâu. Chị xin em đấy. Chị không bán hàng cái kiểu như thế đâu. Bây giờ mày cho chị xin một câu là có chuẩn hay không. Ra bill đúng sau 3 ngày trả tiền. Nếu sau 3 ngày trả tiền thì chị chốt đơn. Chứ chị nói thật với em là chị không bán gì của đấy đâu. Đôi khi em mua hàng của chị em lại tự. Tại đó chị là người ác đấy. Chị lại bị khổ nghiệp đấy. Nên là bây giờ chị phải nói rõ với em. Nếu mà em mua hàng chuẩn thì chị sẽ bán cho em. Còn nếu mà em mua hàng sau 3 ngày em không trả tiền, chị sẽ không nói chuyện với em nữa. Chị xả luôn đơn hàng này nhá. Chị nói luôn đấy. Các chị thông cảm với em. Chắc là các chị sẽ không hiểu chuyện đâu. Em cũng sẽ không bóc phốt hết xỉ ở trên livestream của em. Nhưng mà mua hàng phải chuẩn. Vì đôi khi các chị mua hàng không chuẩn, chính các chị dồn em làm người không đủ đàng hoàng. Các chị ơi, bây giờ em chỉ biết bán và bán. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng phải kiếm tiền để mưu sinh. Nhưng mà em kiếm tiền em chỉ muốn là em kiếm tiền trong vui vẻ hoan hỉ với các chị. Chứ không phải là ngày tụng kinh xong rồi là tặng sách kinh gieo duyên rồi nói chuyện giảng đạo lý vật pháp, bán đồ tâm linh, đi làm phóng sinh. Xong đến khi mà gặp những cái khách sỉ, em nói thật với các chị, bực lắm mọi người ơi, rất là bực luôn. Các chị cứ thử nghĩ mà xem, mình đi làm mà mình không nhận được lương thì mình sẽ cảm thấy như thế nào. Đây không những em không nhận được lương mà còn ảnh hưởng đến rất là nhiều nhân viên của nhà em nữa. Đó nên là các chị mua hàng phải chuẩn. Em nói thật với các chị là năm nay em đã từ bỏ khách sỉ mua hàng cả tỷ tiền hàng. Em thề em nói điều mất lộc luôn. Năm nay em lọc cực kỳ nhiều khách. Năm nay em lọc cực kỳ nhiều khách luôn. Có những khách sỉ của em mua cả tỷ tiền hàng. Năm nay không mua hàng của em nữa. Chỉ vì là em không biết nịnh nọt khách. Chỉ vì là em không chiều theo ý khách. Chỉ vì là em không cho khách nợ tiền mà em bị mất khách. Mất khách sỉ mua hàng tiền tỷ luôn nha. Em thề em nói điều mất lộc nhưng em cảm giác em không tiếc. Và đến giờ phút này em nhìn cái doanh thu năm nay tại thời điểm này em đang bán và em đang kiếm được tại thời điểm này thôi, chưa hết năm. Hiện tại doanh thu và lợi nhuận của em tại thời điểm này đã cao hơn doanh thu và lợi nhuận của năm ngoái. Mà hiện tại bây giờ còn 2 tháng nữa mới đến cuối năm.
Nên là em thấy là em những cái quyết định của em cực kỳ sáng suốt. Khi mà em đi em lọc khách sỉ những người không uy tín, em sẵn sàng không bán hàng. Hay đơn giản khách sỉ chỉ cần không chuẩn với em, nói với em những câu không hay. Có thể nhiều lúc em nóng tính em cũng sẽ nói những câu không hay với khách sỉ. Nhưng khi mà em bình tĩnh lại thì nhân viên nhà em sẽ giải quyết được những vấn đề đấy cho em, hoặc là chính em phải là người xin lỗi khách sỉ của nhà em. Nhưng có những khách sỉ không chuẩn với em, bây giờ mua hàng cứ đòi nợ với cả đòi chậm. Không được các chị ơi, bây giờ em bán sỉ em chỉ lãi 10.000, 20.000 thôi. Em lãi nhiều nhất là 20.000. Em lãi bình thường là vài nghìn với những đơn hàng hè đó. Và em lãi thường, em bán sỉ một cái áo len lãi 10.000. Các chị ơi, có những khi không về túi được 10.000 nha mọi người. Em bán lẻ cho các chị là các chị biết em cộng 9.000. Bây giờ để mà làm ra 100 đơn hàng, em mất 3 nhân viên. 3 nhân viên lương cứng là 200.000 một ngày, được chưa ạ? Còn lương nhân viên bình thường nhà em thằng này cũng phải 9-10 triệu một tháng. Nhân viên chốt đơn lẻ cũng 8-9 triệu một tháng, 7-8-9 triệu một tháng. Lương cứng là 5 triệu một tháng cộng thưởng. Nhưng mà tháng này chúng nó được thưởng 2 triệu luôn. Mày lên tiếng hộ chị cái. Mày lên tiếng hộ chị một cái. Tháng này thưởng nóng cho chúng nó 2 triệu luôn. Trưa nay chúng nó đang ngồi ăn uống ở cửa hàng, nhìn thấy chúng nó đang ngồi mua phở cuốn về ăn uống cái mùng 1 cái nhắn tin luôn: em ơi sao chúng mày ăn như thế nghẹn chết, tao cho tiền đi mua nước, anh Tân trả tiền. Em thề nó đưa mất lọc luôn. Nhưng mà năm nay em đã lọc rất là nhiều khách sỉ của nhà em. Anh Tân trả tiền. Đúng rồi còn gì nữa. Và hiện tại lợi nhuận của em đấy, tính đến thời điểm này còn 2 tháng nữa mới đến Tết nha, là đã cao hơn lợi nhuận của năm ngoái. Mà trong khi đó em đã đuổi cả khách sỉ mua hàng tiền tỷ luôn. Đến nỗi mà khách sỉ đấy, cái lúc mà em giúp đỡ người ta còn nói là chị sẽ kéo cả họ của nhà chị ra cảm ơn em. Nhưng thề luôn, họ nhà chị chưa cảm ơn em được một câu nào. Nhưng đấy chỉ là câu chuyện để nói thôi. Và hiện tại bây giờ cũng thế, là chị muốn nói rõ với em là nếu mà em mua hàng chuẩn thì chị vẫn chốt đơn cho em. Còn nếu em không mua hàng chuẩn, đơn hàng này chị sẽ không nói chuyện với em nữa, chị chấp nhận xả hàng. Chị không nói chuyện với em đâu. Vì trong cái câu chuyện chị nói chuyện với em là có cả chị và Ánh. Nên là như thế nào cũng được, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nhưng em đừng dồn người khác vào cái thế mà để cho người ta phải nói những cái câu ác và nói tiếng ác. Các chị ạ, mua hàng mấy tháng rồi mới trả tiền mọi người ơi, xong rồi. Căn bản là hẹn không chuẩn. Căn bản là hẹn không chuẩn, em cực kỳ không thích như thế. Mình là người buôn bán cơ mà, hẹn là phải chuẩn. Hẹn không chuẩn em không muốn phục vụ. Nên là chị muốn nói rõ với em một lần, kể cả ở trên livestream của chị hiện tại đang là hơn 700 người xem live ở trong 3 máy, nhưng chị không ngại, chị chưa đọc tên em. Nhưng chị cũng phải nói rõ với em luôn, và những người khác cũng thế. Nếu mà các chị còn muốn mua hàng kiểu đấy em sẽ không phục vụ. Còn tất nhiên là các chị mua hàng thì em sẽ bán thôi các chị. Chả ai là người chê tiền cả. Hôm trước đây ở trên livestream em có nói một khách đây, là kỳ kèo mà cả, em nói luôn là em bán sỉ, em chỉ bán đúng một giá thôi. Kể cả sỉ mua nhiều hay sỉ mua ít em chỉ bán một giá thôi. Được các chị mua ít. Thế bây giờ các chị đòi Hitler thơm thì làm sao mà em hầu được các chị? Hay là các chị mua nhiều, các chị thử mua nhiều của nhà em đi. Đây này, ở đây có chị mua nhiều của nhà em đây này. Chị không muốn nợ nhá, chị ý không muốn nợ em luôn. Chị ý là người mà sẵn sàng thường xuyên chuyển khoản trước cho em 100 triệu, 200 triệu, 250 triệu. Là số tiền nhiều nhất mà chị đã từng chuyển. Không phải 250 triệu mà hơn 250 triệu. Là thời kỳ năm ngoái là chưa cần ra đơn là chị cứ chuyển khoản trước cho em. Cứ 100, 200 triệu, 250 triệu chị chuyển khoản trước cho em. Và chị không bao giờ là người nợ tiền em. Nhưng mà đợt này chị bận mà hàng của chị nhiều quá. Em còn phải bảo chị là chị ơi chị đi hàng đi, khi nào chị có tiền chị trả em cũng được. Đây, khách sỉ hiện tại đang xem livestream của em nên em thấy em không nói điều các chị làm gì. Các chị thông cảm giúp em, cho em được tâm sự mềm mỏng cái. Vì tính em nó rất là thẳng. Thì em cực kỳ thẳng, các chị đến thì em tiếp em đón. Còn các chị mua không chuẩn thì em mời, em nhường yêu thương cho người khác, em không phục vụ được. Vì em bán sỉ mà, em bán sỉ là chính, các chị mua lẻ đợi em một chút. Em biết là đêm rồi nhưng mà em thà, em không bán, em để mất thời gian để cho các chị hiểu rõ tính của em, để các chị mua hàng của em. Còn em nói thật, khách sỉ mua hàng của em vừa nửa tháng trước đúng không? Vừa nửa tháng trước luôn, nhưng mà khi mà các chị quay lại nhá, em nói thật nhiều khi em nóng mà em bảo luôn là em không bán hàng, em không kỳ kèo, em không mặc cả. Còn mua của nhà em nhiều là em rất biết cách phục vụ các chị, rất biết cách chiều lòng các chị, rất biết cách tặng quà, rất biết cách hối lộ các chị. Thật sự là như thế, nhưng phải làm ăn với em lâu dài. Còn vừa mới làm ăn với nhau thì chưa biết đến cái gì đâu. Vừa mới làm ăn với nhau kể cả một năm rồi chưa biết được như nào đâu. Đến ngày thứ 300, một năm có 365 ngày thì đến ngày 366 mới dở mặt. Thật đấy, đến ngày 366 mới dở mặt cơ. Là thông cảm giúp em, tính em cực kỳ nóng. Nhưng có sao em nói vậy, mình phải hiểu rõ nhau. Mình phải hiểu nhau như nào mình mới làm việc được với nhau. Các chị ạ, áo chị mặc đợi chị một chút thôi nha. Bắt đầu bán hàng đây, được chưa? Nói đúng một lần cuối là nếu chốt chuẩn thì chị sẽ bán. Còn nếu chốt không chuẩn lần này chị không nói nhiều đâu. Trong tất cả những bill hàng nhà em có ghi rõ là khách sỉ vui lòng chuyển khoản,
sau 1 đến 3 ngày khi mà nhà em gửi bill. Chứ em không bắt các chị chuyển khoản ngay. Còn đâu em đi mua hàng chỗ khác gì, chuyển khoản luôn, chuyển khoản ngay. Không có tiền thì đừng hòng mua hàng. Các chị à, em mua xỉ nó là như thế. Nhưng mà đến khi mà em làm việc với người ta chục năm rồi, người ta mới cho em công nợ chứ các chị. Người ta phải biết nhà biết cửa của em rồi. Trung Quốc, chị em nào thích ăn ô mai Trung Quốc cuối năm em tặng. Riêng cuối năm em không bao giờ nhận tiền của bọn Trung Quốc. Kể cả nó có cắt tiền cho em mà nó có giảm tiền tàu của em không bao giờ nhận tiền của bọn Trung Quốc. Em chỉ nhận đồ ăn thôi các chị. Chết vì ăn nên là em mới béo như thế này đấy mọi người. Ô mai Trung Quốc nha, cực kỳ ngon luôn, hướng dương Trung Quốc chuẩn xịn luôn. Bà nào thích, khách sỉ nào thích em sẽ tặng các chị. Anh Tân ăn, toàn anh Tân ăn. Toàn anh Tân của chúng mày ăn. Rồi em bắt đầu bán hàng đây. Áo em đang mặc là áo đỏ. Áo em đang mặc các chị comment cho em là đỏ nhá. Em này là 230.000 đồng. Em này là 230.000 đồng. Phụ kiện này là Trung Quốc bán rồi. Phụ kiện này là Trung Quốc bán rồi. Ok em. Khách sỉ, khách lẻ VIP của nhà em thích ăn ô mai Trung Quốc hay là ô mai Hồng Lam em tặng. Em nói thật em tặng. Khách sỉ nhà em đút lon nhiều lắm. Các chị ơi, em biết là các chị thích cái gì, các chị nói với em thôi. Em nói thật là em ăn lãi của các chị cả năm rồi. Em phải ấy chứ. Em có một thằng em nha. Em có một thằng em, nó làm là cho vay lãi. Cho vay lãi. Nó làm cho vay lãi mà em cực kỳ quý nó luôn. Nó bảo là em đi đền, em đi chùa ấy, em không bao giờ em xin lộc gì cả. Em đi đền em toàn sám hối thôi. Xong rồi có một câu chuyện là khách bốc họ của nó, đến cuối năm nó còn phải mang giỏ quà, mang bia đến nhà để tri ân khách hàng các chị ạ. Để tri ân khách hàng. Em cũng thế. Thế là em học nó luôn. Em học nó từ cái cách đấy. Nó làm bốc họ nha, nó làm cái nghề như thế nhá. Nhưng mà nó có lương tâm các chị ơi. Còn đâu mình không chọn được nghề. Mình không chọn được nghề ghi lô đề cờ bạc. Mình không chọn được nghề mình đi bốc họ. Như thế là giúp đỡ người ta mà. Người ta cần tiền thì người ta mình cho người ta vay. Tất nhiên ngân hàng cho các chị vay, ngân hàng còn lấy lãi. Thì nó làm nghề bốc họ, nó làm nghề cho vay lãi. Tất nhiên nó sẽ lấy lãi của các chị rồi. Ở đấy không ai cho không ai cái gì hết đúng không ạ? Nó sẽ phải lấy lãi cao hơn ngân hàng chứ, đúng không? Thế thôi, còn nó không giết người, nó không cướp của giết người. Đó, cái đợt mà dịch rất là nhiều người chết. Nó bảo là vừa cho người ta vay tiền xong hôm sau đến nhà người ta để phụ họ thì đã thấy bàn thờ sợ quá đi về. Thằng em, các chị ạ, thằng em đấy, ngày xưa em thuê cái cửa hàng ở Trương Định. Thế là em bị thằng chủ ấy nó đuổi. Thế nó bảo em là thế chị có thích ném mắm tôm không? Để cứ giảm mùng một em cho đội em đi ném mắm tôm. Bảo thôi không làm như thế. Bảo vâng em cũng không ném mắm tôm đâu, nhưng mà có đội em đi ném. Nó bảo là không làm như thế. Đấy. Thật mà nó làm nghề đấy nhưng mà nó cực kỳ ok, nó cực kỳ ok. Nó biết trên biết dưới. Nhà các chị ạ, mình cũng thế thôi, mình lấy hàng thế thôi. Em lấy hàng đây em còn đội ơn mối hàng của em bỏ mẹ ra. Nhiều khi nó dúi hàng cho em, nó đóng hàng cho em không chuẩn, em cũng chỉ nói là đóng hàng chuẩn giúp em. Rồi như này như kia thôi. Chứ em không, một khi mà em xác định là em không làm việc với người ta thì em sẽ nói rõ là em sẽ không làm việc nữa. Nếu còn tình trạng như này em sẽ không làm việc nữa. Nhưng mà một khi mà mình đã cần người ta, mình đã buôn hàng người ta, đôi khi em rất ghét cái con chủ hàng đấy. Thật, em cực kỳ ghét con chủ hàng đấy. Đi sang gặp nó, kể đi sang Thái gặp nó, có một con chủ hàng em cực kỳ ghét. Ôi dục ôi em ghét nó lắm. Nhà em không làm gì được nó các chị. Em không làm gì được nó vì em cực kỳ hợp vía của nó. Em không hề ế một cái áo nào của nó luôn. Rất hợp vía của nó. Đấy nhưng mà biết làm sao được, giống như kiểu là y tá bác sĩ ấy. Nếu mình không đặt địa vị mình là người ta thì người ta sẽ con tuần lộc ok thì mình sẽ thấy là người ta khó tính. Nhưng mà các chị thử, các chị ngồi đấy xem một ngày, các chị tiếp 100 bệnh nhân xem mà bệnh nhân toàn ngáo ngơ hỏi linh tinh xem các chị có cáu không, đúng không? Thế là các chị cũng nên hiểu và thông cảm giúp em nhá mọi người nhá. Rồi ok, bán hàng đây được chưa? Đã chốt chuẩn nhá, mua thì bán mà không mua thì không sao. Say goodbye nào. Má này lên đơn cho em là áo đỏ. Hôm nay em cho Tân trả tiền nước cho nhân viên mà chị. Hôm nay chúng nó mưa, chúng nó không đi ăn, chúng nó mua phở cuốn về chúng nó ăn. Tao còn thấy cái diễm nó trái tim này với tao. Còn con này thì mở ngay Shopee nào hay Shopee gì ra để mở cái gì ra để đi chọn nước. Còn thằng này thì đọc tin nhắn của tao. Chỉ có mỗi con diễm là yêu tao. Thằng kia thì cắm đầu vào ăn. Cái này em tặng ạ. Cái này em tặng nhá chị ơi. Rồi cái này các chị lên đơn cho em là đỏ cho em. Đỏ 230.000 chỉ có duy nhất mã đỏ và mã Noel. Chỉ có duy nhất mã đỏ và mã cây thông này là đắt nhất trong những mã Noel mà em bán. Vì là nó là gì ạ? Vì là nó là oversize nam nữ mặc được. Mã này nam nữ mặc được nha các chị ơi. Mã này là mã mặc đôi. Thề luôn hôm nay tôi ăn cơm gà. Nó cứ lên đến tận cổ của tôi luôn ấy. Ồ. Thì mẹ ăn 120.000 một cái suất cơm gà thì trời ơi lên tận cổ. Ăn nghẹn luôn đấy.
Các chị lên đơn cho em là đỏ 230 và cây thông 230 sẽ được tặng kèm một cái bờm. Sẽ được tặng kèm một cái bờm này nhá mọi người ơi. Đây. Sẽ được tặng kèm một cái bờm này. Em uống rồi chị ơi. Hôm nay em bận đi làm móng. Thế là bận quá thì là con bé làm móng mà là chị ơi chị ăn cơm gà chỗ này đi ngon lắm. Nó gọi về. Trời ơi. Ngon, ngon lắm. Vừa ăn nhá, chồng vừa đút cho miếng cơm ăn xong lại vừa ngồi make up. Cái thông lên livestream. Cây thông cho em 230. Cây thông thì không phải là cái bờm này. Cây thông thì là cái bờm này nhá mọi người ơi. Cây thông thì là cái bộ bờm này. Bộ bờm này thì là gian đun. Đây là bộ bờm xù của cây thông nhá mọi người. Đây là bộ bờm xù của cây thông ạ. Thì là 230.000 mã cây thông cho em. Cây thông thì là bờm gian đun, được chưa ạ? Tuần lộc thì là cái sừng này. Tuần lộc thì là cái sừng này nhá mọi người ơi. Cây thông cho em và tuần lộc cho em 230.000. Cây thông thì là cái bộ bờm này. Ba cây thông. Đây, cây thông thì là bộ bờm này nha. Cây thông thì là bộ bờm xanh này, hợp với cây thông này. Bộ bờm kẹo này. Kẹo đúng không? À, bộ bờm chuông này. Đây, ông già Noel này. Và chuông. Chuông này. Đấy, đây là bộ bờm của cây thông. Bộ bờm này thì Trung Quốc nó cò nó bán, chứ nó không tặng em. Em thề, em nói điêu mất lộc. Bờm này là em mua, em bỏ tiền túi của em ra em tặng các chị. Được chưa ạ? Rồi, các chị lên đơn cho em. Cái này là tặng kèm chị yêu ơi. Cái này là tặng kèm nhá chị yêu ơi. À, chị thích lấy thêm ạ? Chị thích lấy thêm đúng không chị? Chị xin xịn đúng không chị? Vừa nãy em có mấy đứa em vào xin đều. Chị xin xịn đúng không? Chị thích lấy thêm cái này đúng không ạ? Đây ạ. Cái này comment cho em là đỏ 230. Còn cái này là cây thông cho em. Cũng là 230.000. Đỏ 230 và Lê Thái thích mới. Tổng số mình các bạn nhé, mua 3 cái áo. Khách sỉ nào của em thích xin xịn nào, các chị cứ comment cho em sẽ tặng các chị, em không lấy tiền. Em sẽ tặng các chị, em có mua du đấy nhưng mà em không biết là du như nào đâu các chị ơi. Em có mua du nhưng mà không biết là du như thế nào. Cái này là Trung Quốc nó bán. Có nghĩa là nó bán là cái này sẽ mix với cái này. Thì mày có mua cả một set không? Thế mà là tao có. Ok xin chị xin nhá, để em có lắm không phải? Nó bán rồi cho em. Nó bán rồi cho em, xong nó bán rồi cho em, xong em xong nó lại bảo là chứ mày phải mua một cả bịch. Mày không được mua rồi, ok. Thế bảo là thế tao chịu mày đấy. Rồi đây, các chị lên đơn cho em nhá, bán cho chị đi ạ. Thế bây giờ cái này là đắt này, cái này là 40.000 này. Cái này là 40.000. Cái này thì là 30.000. Còn có một cái nữa là 25.000. Thì em chia trung bình ra là nó rơi vào tầm 30.000 một cái. Đây. Cái này là 25.000, năm ngoái em cho con sushi đi hàng mã em mua cái này kiểu giống như này của nó là 50.000 này. Cái này thì nó lại đi kèm với con tuần lộc này. Đấy. Nó bán cho em như thế. Cái thông thêm luôn à. Nó gợi ý cho em là mix set như thế nhưng mà đến khi nó bán cho em thì nó lại bán rời các chị ạ. Bán rời xong rồi lại Tao không bán rồi một cái. Tao bán theo bịch thế mà. Thôi mày ấy đi. Mày ấy đi. Mày tính tiền đi không em thề luôn đấy. Là em bảo là bán cho như này. Xong rồi nó bảo là chứ tao không bán ấy. Thề câu chuyện có thật là nó không thích, nó không bán cho em là ví dụ như là bán thêm cho tao 10 cái này nó không bán. Mà tao bán theo bịch, cái này tao bán bịch 20 cái. Kelly Home. Thề, nó điêu mất lộc luôn. Mua thêm cái bơm cá vàng đó. Rồi, bơm cá vàng 5 triệu. Em cứ từ từ em ơi, rất là nhiều bất ngờ cho em. Rồi, Long ơi giơ con tuần lộc ấy đã. Chị cho con gái chị. Chị có chồng một con chó với cả hai con. À, hay là hai con chó nhở? Nhà chị có mấy con chó nhở chị nhở? Nhà chị có hai con chó nhỉ chị nhỏ. Đây, cái tuần lộc này thì nó sẽ đi kèm như này. Tí nữa chị em nó mua rồi thì em sẽ bán rồi cho các chị nhá. Không em mệt mỏi quá. Đây ạ. Đây cá vàng đây. Cá vàng rồi cá xám, lấy cá xám cho chị đi em. Đợi em cá vàng cá xám đợi em. Tuần lộc be ạ. Tuần lộc đỏ ạ. Hai con chó đúng rồi, nhà chị có hai con chó. Nhà em có một con chó. Đây là Tân. Mày không cãi tao một câu chắc là mày chết đi. Vợ nói một câu, chồng cãi một câu. Anh cãi như tao đang nói chuyện. Đây ạ.
một trai một gái, một chồng hai chó. Rồi các chị lên đơn cho em mã này. Nhà 5 người, nếu mà tặng thì phải tặng 9 cái. Hôm hai con chó đã tranh nhau. Mã này các chị lên đơn cho em là tuần lộc be, tuần lộc đỏ và tuần lộc xám. Cái này là 210.000 tặng kèm bờm. Bờm này là em bỏ tiền túi của em ra em tặng các chị. Còn áo này thì em bán tặng các chị xỉ bằng lẻ. Được chưa ạ? Quan điểm bán Noel là như thế. Còn sang năm bán Noel nữa em không thì không biết các chị ạ. Vì nếu mà bây giờ mà không về đủ hàng Noel ý, thì sang năm toang. Thì sang năm đi bán hàng ế đấy các cháu. Mỗi ngày nó về một ít, mong là số em đỏ. Các chị ơi, mong là mỗi ngày cứ về vài má như này cũng được. Để gọi là bán đến đâu gọn đến đấy. Chứ bây giờ nó mà về muộn. Lộn, tính chó luôn là 6. Một chồng, một vợ, hai con, hai chó, 6 khu lượt trời. 666, gia đình của 6 thành viên. Đây ạ, tuần lộc cho em các chị yêu ơi, 210.000 quá rẻ luôn. Vì bình thường em bán 210.000 cái áo, em chắc chắn em khẳng định với các chị là rẻ nhất của đất rồi. Mà bây giờ em lại còn bỏ tiền túi của em ra em tặng bờm nữa. Hôm trước có khách đòi mua hai cái bờm, dứt khoát không bán, không biết bờm ở đâu không bán, không chốt đơn. Hay là bây giờ mình cứ mạnh dạn mình chốt cho nó 20 cái vì nó năn nỉ nó mua. Nhưng mà bây giờ nó không biết là nó có được mua hay không mà mình đưa vào đơn cho nó lại bảo mình dối nó. Tuần lộc cho em. Tuần lộc cho em hả? Tuần lộc 210. Hôm trước Hải Giang đòi mua đấy, chưa nhìn thấy bờm nó đòi mua mà. Tuần lộc cho em 210.000 ạ. Hết hàng chưa bạn ơi? Tuần lộc cho em 210.000. À tôi thấy vừa lấy ấy đấy. Chị vừa thấy khách xỉ nhắn tin đấy, chắc không ấy đấy. Chốt đơn đấy, chốt đơn nốt cho chị gì ấy đi. Ừ. Chốt chị gì mà chiều nay chúng mày quay quần cho chị ấy. Ngọc Anh. Chốt cho chị đi bầm. Đây ạ, các chị lên đơn cho em. Đơn không cho em đi chứ chị yếu đi rồi em. Thích cái trước em đeo cứ ban chị. Chị thích cái trước em đeo cứ bán chị. Đúng không ạ chị? Google dịch ạ. Chị thích cái trước em đeo cứ bán chị. Đúng không ạ? Là bán cho chị cái trước em đeo. Đúng không chị? Đây các chị lên đơn cho em này. Tuần lộc cho em ạ. Tuần lộc xám, tuần lộc đỏ và tuần lộc be nhé mọi người. Rồi tuần lộc xám, đỏ và be. Nói thật là không tặng bờm đâu. Nhưng mà hôm nay mùng 1 em tặng. Ok chị, em ơi đưa cái chuông cho chị nào. Bây giờ em bán cho các chị. Em bán là em bán chia trung bình luôn nha mọi người. Em bán là em chia trung bình luôn. À đây, bờm của nhà tôi đây các bà ơi. 50.000 đúng không ạ? Cá xám cho em 50.000. Cá xám cá xám cho em 50.000. Tất cả những ai mua 3 mã này lên Noel này đều được tặng. Tại vì hôm nay là tặng bờm mùng 1 à. Đây ạ, cá xám cho em là 50.000 này. Cá vàng cho em là 50.000. Tất cả cái này đều là bờm của em đấy. Cá vàng cho em là 50.000. Ok em yêu. Ok phun ít. Cá vàng cho em là 50.000 ạ. Cá mập cho em. Cá mập cho em là 50.000. Cá mập cho em là 50.000. Cá sấu cho em là 50.000. Áo mưu em có 3 màu ạ. Đen, hồng và nâu. Chị đợi em một chút ạ. Cá mập cho em là 50.000. Ôi trời ơi. Kelly hôm chốt lại con cá đi. Cá cam. Vẫn còn một con cá xanh nữa. Con sushi ở lấy mất rồi. Mưu em có 3 cá màu. Cá cam cho em là 50.000. Hai vây xinh mi xinh. Mưu em có 3 màu ấy chị. Mưa trong chảo mưa ngồi lên nặn xuống. Ok chị lấy cá gì em tặng chị luôn chị ơi. Em nhớ là em bảo chúng nó để vào chị hai con cá để cho hai con chó nhà chị đeo mà. Cá tân luôn. Sao chúng nó lại đưa chị một con không? Chắc chắn là có uẩn khúc ở đây thề. Mưu là 249. Chắc chắn là có uẩn khúc ở đây chị ơi. Chắc chắn là có uẩn khúc ở đây. Không đời nào thì em lại có tặng chị đâu một và hồng chị nhà chị có hai con chó. Mang lấy cá cam luôn à? Lấy hết đi. Còn một con cá xanh nữa. Con sushi nó để ở nhà rồi. Các chị ạ, à, đây. Mã này là mã X ộp là 30.000. Thế chắc là có uẩn khúc gì ở đây. Thằng nào làm đơn của chị tao. Chị tao. Tao cho chị tao một con cá. Nhà chị tao có hai con chó mà. Mà chị tao comment rõ ràng là cho hai con. Có uẩn khúc. Đây ạ. À.
Vâng, ok chị ơi, có luôn đấy ạ. Hôm nay nhân viên đã làm rồi. Hôm nay nhân viên nhà em đã làm tất cả đơn Noel hôm trước các chị đặt rồi. Nhưng em chắc chắn là tối nay các chị lại mua thêm cho em. Nên em bảo nhân viên là làm đi, nhưng mà tao sẽ không báo view đâu. Để cho các chị. Chưa báo, tao phô lắm. Báo view bây giờ các chị biết các chị mua nhiều tiền rồi, các chị không mua nữa thì sao? Chưa báo. Chị có hàng chục bao nhiêu? Chưa báo, chị ạ, chưa báo. Rồi, các chị lên đơn cho em, ếch ộp cho em. Bây giờ chị thích cá gì em tặng chị hai con. Bây giờ chị thích cá gì em tặng chị hai con. Chị xin nhận được cá chưa ạ? Cá vàng và cá xám cho em. Mày trả lời cái chị kia nhá, không là tí chị live stream xong là trôi hết đấy. Bà đấy là ở nước ngoài nên là hay dục đi hàng sớm đấy. Thế là chị phải cho cái diễm ấy đấy, chị phải cho cái diễm check chị đấy. Chứ không chị đơ đơ chập chập trong nhiều hôm chị quên mất. Đây các chị ơi, rồi các chị lên đơn cho em. Cá xám, cá vàng ơi. Xong chưa? Ừ. Cá xám, cá vàng, tí nữa thêm thì sau. Cá xám, cá vàng, cá sấu ạ. Cá vàng tặng cho Phonix đi. Phonix hôm trước đã tặng Phonix chưa em? Cá hôm trước đã tặng Phonix chưa? Cá mập ạ. Cá mập ạ. Baby em phải ấy cho baby. Chị nhận cá xám rồi, tặng baby thêm con cá vàng. Tặng baby một con cá sấu, tặng baby một con cá mập. À nhưng mà không biết có còn hay không. Long ơi, mấy cái con này có còn đấy không? Tao cứ chốt xong rồi không về nữa đâu nha. Thế còn có từng đấy đâu thôi. Không, có ở đâu đó. Có một cái túi toàn cá. Có một cái túi. Điên à, có một cái túi ở tầng 1 à, đấy. Cá sấu có. Cá sấu hay xinh mà. Nhưng mà các chị ơi, nếu mà còn thì em sẽ tặng nhá. Còn ếch còn mấy cái thôi. Ếch còn mấy cái. Ếch này em mua về cho bọn trẻ con nhà em. Hoặc em mua du. Hay là toàn là em mua du rồi. Bây giờ em không gọi được hàng đâu. Trung Quốc cấm biên rồi các chị. Không gọi được. Có nghĩa là những cái gì mà em mua rồi thì còn. Còn à, những cái gì em mua rồi thì về được. Còn những cái gì mà em mua mới thì không. Đây. Ếch ộp. Ếch ộp. Ếch ộp. Đây, khách ộp nè. Mày thấy chưa? Mày thấy tao đeo vòng của Tina Dương, tao đã thôi miên được khách hàng chưa? Khách ộp. Thao túng tâm lý khách hàng. Cá vàng. Cá mập. À, cá sấu. Cá mập. Cá vàng. Cá cam. Ok la chưa? Cá rồi. Tiếp. Em lên cho các chị cái gì nhỉ? Xong chưa bạn ơi? Xong chưa? Bây giờ em lên bờm Noel đúng không? Bờm Noel đồng giá cho các chị đi. Vẫn phải vừa bán vừa tặng đi. Vẫn phải. Áo em mặc có 3 màu chị yêu ơi. Chị lấy hồng rồi đấy. Áo em mặc mà. 3B đúng không? Cái gì? Áo em mặc mà. Áo em mặc có B. B xám và đỏ chị ơi. Tao mệt quá. Thế tao chả bán được cái gì cả. Tao cũng chỉ lên tao tặng không tao gào thế. Vòng cổ em đeo của Tina Dương đấy các chị. Vòng cổ chị đeo của Tina Dương. Áo em mặc có 3 màu đen đâu mà. Chị không. À không phải. Con Tina Dương nó bán hơn 400. Có... À nó bán hơn 800. Chị thích lắm. Có đỏ, be và xám. Chị không bán, chị order Trung Quốc hơn 400. Lúc mà chị đang định mua của Tina Dương thì nó bị bắt đi tù rồi em ạ. Chị đeo chất áo em mặc rồi. Chị nghĩ chị đeo vòng này không bị đi tù đâu. Chị vừa lấy đỏ với cả be rồi. Chị vòng lao lý được. Chị trả lừa dối hai cả. Chị Vi. Chị Vi em vừa là 7 đỏ 4 be ấy. Chị vừa lấy 7 đỏ 4 be rồi. Chị ơi bây giờ chị có lấy thêm xám thì chị lấy xám. Được tặng kèm nhá. Được tặng kèm đây. Tuần Lộc thì được tặng kèm cái bơm Tuần Lộc như này. Bơm Tuần Lộc này thì thể dành cho chị nào mà thích kiểu nhẹ nhàng, hoặc dành cho các bạn bé đeo. Thì các chị comment cho em là cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Cái này. Thì bây giờ các chị comment hết là bờm à? Gọi là vả cho phát. Bờm này tôi nhập là 25.000 gì đó. Thì tôi bán cho các chị là 20.000. Nếu mà tôi còn ế mà tôi không bán hết thì sang năm tôi sẽ tặng tiếp. Tại vì chúng nó bắt em mua theo bịch 20 cái. Các chị ạ, à, nó bắt em mua theo bịch 20 cái. Mà xương xương thì em không biết là em còn bao nhiêu cái áo Noel để em tặng hết. Rồi,
Trời ơi, con đang bán bờm này má lại comment bờm chuông xịn lắm. Đưa chị bờm chuông nguyên trong túi đi. Bờm chuông 25.000, em bán đồng giá hết 25.000 vừa bán vừa tặng. Cái này em nhập là 25.000, được chưa ạ? Cái này nó là phải là 40.000, cái đắt nhất 40.000. Chị nhớ cho em cái bờm kia nhá, cho hợp với áo tuần lộc. Áo tuần lộc có bờm của áo tuần lộc mà em. Áo tuần lộc là có bờm của áo tuần lộc nha. Áo tuần lộc là bờm bờm chuông hoặc là bờm không chuông gì đó. Đây ạ, bờm chuông cho em 25.000 một cái. Ai lấy các chị lên đơn bờm chuông 25.000. Em cho các chị đi, em cho các chị đi hàng mã khảo giá thoải mái. Ôi may quá, bờm xù chị mua 20 cái là chị mua cho mình một bịch luôn. Thế bờm xù cũng 25.000 luôn. Em tặng đấy, vừa bán vừa tặng đấy nha các chị. Áo thì em tặng, vì mua áo là sẽ tặng bờm, còn đâu mua thì em cũng bán tặng các chị 25.000. Bờm xù cho em 25.000. Thôi các chị cứ mua về đi, bán không hết sang năm lại bán. Em nghĩ là thế, em cũng nghĩ là như thế. Lúc mà em mua cái bờm này về em bảo là Noel năm nào thì cũng có mấy cái này, em mà bán không hết thì sang năm em bảo. Đây, bạn ấy mua ấy. Bờm chuông ấy. Bờm chuông cho em. Baby ơi, baby ơi, bờm xù cho em ạ. Bờm chuông, bờm xù, chị có bờm gì đây em? Bờm chuông, bờm xù, cả bờm gì đây em? À, bờm chuông, này chuông, chuông, bờm này là bờm gì ta? Bờm này là bờm gì? Kim tuyến. Bờm kim tuyến ạ. Bờm kim tuyến cho em 25.000. Bờm kim tuyến 25.000. Ôi sao cái bờm kim tuyến này lúc chụp cho em thấy nó to lắm mà sau lúc về nó lại nhỏ xíu xinh xinh này. Bờm kim tuyến cho em 25.000. Bờm kim tuyến ạ, 25.000. Mày check khách của mày đi xem có đủ hàng không để chốt cho bà ấy. Bờm kim tuyến cho em 25.000 ạ. Đây bờm chuông xịn nhỉ. Bờm chuông rất là xịn. Ghi cho bà ấy một cái bill vào đấy, chị mua thêm. À, chị đang xem live stream à? Thế thì mày chốt đi, chị không biết đâu nha. Mày chốt đi nha. À, cái này là được tặng kèm bờm nha. Chị muốn lấy quần, chị muốn lấy mấy quần đẹp đẹp kiểu thế. Nhưng giá thì cao nhỉ, toàn hơn 300, đúng rồi. À, mày phải trả lời chị chứ, tao đang live stream mà. Này, bọn này. Trả lời khách hộ tao cái. Đúng rồi, hơn 300. Chị ơi, chị có xem live stream không? Hơn 300. Đọc tin nhắn của khách xong rồi ngồi đây trả lời các chị ạ. Ngáo đá. Ảo ma Canada. Tiếp đi, một cái bờm nữa đi. Bờm không chuông. Bờm mũ. Cái này là bờm mũ ạ. Ô, cái này em chưa tặng kèm áo Noel nào. Em chưa thấy áo Noel nào về thêm để tặng. Bờm mũ cho em. Bờm chuông thì nó tòe ra, bờm mũ thì nó cụp vào. Nên các chị đưa chị cái này. Đấy, bờm mũ này được đấy. Bờm này có cái mũ nhá, nên em gọi nó là bờm mũ nha các chị. Này mày ghi luôn view vào cái những cái mã Noel của chị đặt. Lấy tờ giấy ghi vào coi như là một cái view xong mai cho chúng nó chia hàng là xong, đỡ phải nhặt. Đây bạn ơi. Bố không biết đâu nha. Bờm chuông thì là vừa nãy là bờm chuông thì tớ tặng kèm với cái áo này. Nhưng mà bây giờ mọi người mua nhiều quá mà bờm mũ thì tớ chưa tặng kèm với cái áo nào cả. Nha, bờm chuông xịn đấy. Bờm chuông này xịn. Bờm chuông này không nhớ mấy chục. Chỉ nhớ cái này là 25.000. Cái này tầm 30-35.000. Và cái này 40.000. Xong rồi chia trung bình ra thì nó sẽ rơi vào tầm 30.000. 30-33.000 gì đấy. Đấy. Ủa nhưng mà kệ đi các chị ơi. Noel của em toàn bán cho khách xỉ mà. Bờm mũ đây. Bờm mũ đây. Noel của em toàn khách xỉ mua là chính, khách lẻ mới ăn ít lắm. Tại vì khách lẻ phải khi nào gần đến Noel người ta mới mua cơ. Mà gần đến Noel thì em hết hàng rồi các chị. Đến tháng 12 là em nghỉ. Mew đây ạ. Chị đợi em một tí nhá. Đây. Nếu mà các chị mua cái áo em đang mặc thì chuẩn là sẽ tặng bờm chuông. Nhưng mà bờm chuông vừa đấy em bán là nhiều quá. Thế em không biết. Bờm chuông này xinh này. Đây, bờm chuông này rất là xinh luôn. Nó có cái video. Hả? Đây là bờm chuông. Bờm chuông. Áo em đang mặc là gì ạ? Ấy luôn cho chị đi. Áo em đang mặc là đỏ 230 tặng kèm bờm. Đỏ 230 tặng kèm bờm.
nha các chị nha. Còn cái này em bán rồi là bờm mũ cho em là 25.000, bờm chuông là 25.000. Ai mua bờm riêng thì các chị comment cho em là chuông 25 kèm số lượng, bờm mũ 25 kèm số lượng, bờm kim tuyến 25 kèm số lượng và bờm xù 25.000 kèm số lượng nha các chị. Thôi em không bán luôn em nữa đâu. Sao kia chốt rút cây thông nhỉ? Nhưng mà ba ấy thì bọn khách lẻ tao nghi lắm. Tại vì không một một tháng nào mà tao được xương sẻ với bọn khách lẻ đâu. Thật. Nguy hiểm. Chưa xong mùng 2 rồi. Hôm nay em được mối hàng của em. Hôm nay em được mối hàng của em. Các chị ơi, người ta đi Úc về, người ta đi chơi ở Úc về các chị ạ. Người ta mua tặng em mối hàng của em, người ta đi chơi ở Úc về. Người ta mua tặng em một lọ bổ não các chị ơi, người ta mua tặng cho em lọ bổ não chị ạ. Mối hàng của em thật là tâm lý, người ta làm việc với em, người ta làm việc với em nhiều, người ta quen ấy. Hôm nay nha, hôm nay này em nhận được tiền đô này, em nhận được tiền đô gần 200 triệu. Em nhận được tiền ở ACB có, em nhận được tiền ACB có nha. Hôm nay em nhận được tiền đô này, em nhận được tiền ACB này, em nhận được tiền ở MB này, em nhận được tiền ở Vietcombank này. Xong rồi là hôm nay em được cái gì nữa? Xong rồi hôm nay em được khách sỉ chuyển khoản cho thêm tiền này. Xong rồi em lại được mối hàng cho em một lọ bổ máu. Tháng này em thấy rất là ok la. Nhưng mà em bị hai đơn, nhưng mà em bị hai đơn khách nhầm lẫn gì ấy. Thế là chị gọi điện cho em, chắc là nhầm cái gì. Em bảo là đấy chị nói chị thôi là mùng 3 chị có thể nói chuyện lại với em. Xong bà ấy uống rồi, hôm nay mùng 1, không nói chuyện. Chị cứ chụp ảnh lại, video lại, mùng 3 giải quyết. Nhiều khi khách của nhà em không biết kiểm hàng ấy, kiểm hay bị nhầm ấy. Đây, cây thông sẽ được tặng kèm cái này. Sao tự nhiên lại lòi ra cái áo này ở thằng này? Em cứ lưu chị mà. Mày đưa tao làm gì? Chị thì tao chưa bán à? Chị người ta chỉ nói lung tung à? Đây các chị ơi, đây. Hôm nay em định mua cả chim phóng sinh nữa, nhưng mà vì trời mưa nhà các chú chim hôm nay không được sổ lồng. Đây các chị ơi. À, thịt nữa là một cái em kéo này đấy. Ừ. À. Đây các chị ơi, bờm à quên nhầm. Cây thông Noel thì sẽ được tặng kèm bờm xù nhá. Bờm xù của bộ cây thông Noel nó sẽ là gian đum. Ok la chưa ạ? Bờm xù của bộ cây thông Noel nó sẽ là gian đum như thế này. Ok chưa mọi người ơi? Cái này comment cho em là cây thông này bạn ơi. Bạn chốt cây thông đi bạn ơi. À bạn chốt rồi, chị chốt rồi. Len Miu em có Miu đen, Miu nâu và Miu hồng 249.000. Hết hàng chưa? Miu đen, Miu nâu và Miu hồng cho em 249.000. Ông ơi có 75 cái mà chỉ mùi. Chị thấy bán áo phông rẻ. Chị thấy bán áo phông rẻ. Ok chị, đây ạ. Chị thích bờm chuông không chị ơi? Bờm chuông đây ạ, 25.000 các chị ơi. Bờm chuông là 25.000 nhá mọi người. Đấy, có khách mua đòi mua này em bán tặng. Còn lúc em mua là nó bán cho em, cho em theo bịch cơ các chị. Em tưởng nó bán lẻ cho em thì em lấy mấy chục cái. Nó bán theo bịch thì em cứ lấy bịch. Đây các chị ơi, Miu Miu cho em. Miu đen, Miu hồng và Miu nâu 249.000. Xe đồ chị chưa lên rồi em ơi. Miu đen, Miu hồng và Miu nâu cho em. Ok chị. Đây ạ, à, bờm mũ đây ạ. À. Bờm mũ em tặng các chị là 25.000 này. Bờm mũ là 25.000 này. Bờm chuông là 25.000 ạ. Ok chị. Cái bờm chuông này chắc chắn là mua đắt hơn nha. Bây giờ các chị mua cái bờm này thì đúng là bằng giá em bán, à em mua là 25.000. Còn đâu cái bờm chuông này thì là đắt hơn này. Đấy, xong rồi cái bờm này là đắt nhất này, là em nhập vào là 40.000 này. Thế em chia trung bình ra là nó rơi vào tầm hơn 30.000 một cái bờm. Thế em quyết định là em bán cho các chị 25.000. Đấy. Nếu mà các chị mua cái này các chị thích thì các chị cũng mua thôi. Thì cái này em nhập vào là 25.000. Đấy. Còn nếu mà các chị mua cái này các chị sẽ được hời hơn. Là bờm chuông là 25.000. Bờm mũ là 25.000. Bờm này các chị mua được hời nhất. Nhưng phải mua nhiều, phải mua một bịch 5 cái này này à. Một bịch 20 cái cơ. Hay một bịch 20 cái của nó. Bờm xù cho em là 25.000. Bờm xù là 25.000. Rồi, xong nha mọi người ơi. Còn cái mã tuần lộc nữa, đưa nốt cho bạn mã tuần lộc đi. Mã tuần lộc đây bạn ơi. Mã tuần lộc đây ạ.
Tuần lộc 210. Ok chị ạ. Tuần lộc là 210.000 ạ. Tuần lộc lấy cho chị màu be em ơi. Tuần lộc em có tuần lộc đỏ nhá. Đưa chị cái bơm tuần đây lên màu be đây. Ôi chị vừa đập cái video quá. Tuần lộc cho em. Còn ai đang xem livestream chấm giúp em đi mọi người ơi. Sắp đến giờ nghỉ rồi này. Em chỉ like nốt hôm nay thôi, mai em nghỉ thôi chị ơi. Mai nghỉ. Đưa chị ấy. Hay mai like. Hay mai like tối đưa chị cái bơm của cái áo tuần lộc. Bơm của cái áo tuần lộc. Tuần lộc đây ạ. Tuần lộc đây nha mọi người ơi. Bơm tuần lộc đây ạ. Được chưa ạ? Bơm tuần lộc cho em. Đây các chị ơi. Tuần lộc sẽ kèm bơm tuần lộc ạ. Tuần lộc sẽ kèm bơm tuần lộc. 210.000. 210 ạ. Tuần lộc cho em 210. Tuần lộc be 210 ạ. Tuần lộc đỏ cho em 210. Tuần lộc đỏ cho em 210 và tuần lộc xám cho em 210.000. Tuần lộc ạ 210 tặng kèm bơm. Nha mọi người, mày ghi cái giấy cho khách của mày ấy nhá. Tuần lộc cho em 210. Ok này. Giao nhiệm vụ rồi đấy. Này. Rồi, ok là. Em qua má đây các chị ơi. Rồi. Chốt chuẩn không báo xuống dưới. Đưa chị cái áo gấu này. Em bán cho các chị áo len nhá. Áo len gấu hai mặt ạ. Má này là áo len gấu hai mặt nhá mọi người ơi. Em xả nốt này. Cuối like. Em bán thêm 15 phút nữa cho em nghỉ nhá các chị. Mai mình lên đơn cho em là gấu đen giúp em. Gấu đen xinh cực. Gấu đen rất là xinh. 199.000. Hai mặt đằng sau là phun chữ ạ. Gấu đen giúp em 199. Gấu đen ạ. 199.000. Gấu đen đây mọi người ơi. 199.000. Đây nha. Gấu đen đây ạ. 199.000. Siêu đẹp. Gấu đen 199 giúp em. Ai lấy các bác comment ạ. Gấu đen cho em 199.000. Để quá. Gấu đen 199 này. Gì đây? Oh, the real này. Áo hồng Miu Miu phía sau là còn không? Áo hồng Miu Miu phía sau còn hàng không? Miu hồng còn đúng một cái cuối cùng và duy nhất. Hai cái dành cho người may mắn. Quần đây nó bảo là 259. Quần dây em bảo là 259 ạ. Miu hồng không dài rộng dấu quần nữa các chị. 249.000. Miu hồng là 249. Ai lấy các chị lên đơn. Miu hồng 249 ạ. Miu hồng 249 ok này. Đợi em nha. Ok là em nhận đơn ạ. Đồ đen ok ạ. Ôi xong rồi anh ấy thanh toán luôn đơn của hôm nay rồi Long ơi. Anh Bình anh thanh toán đơn của hôm nay rồi.
Nó có nhiều mã là ghi là chưa báo mà. Thế mai em làm lại bảng khác. Có vẻ cho khác. Tóm lại là hôm nay mình tính toán rồi nhá. Hôm nay là bảng khác rồi. Anh bị anh mình bỏ là lúc em chỉ bôi vàng được, anh có đấy đâu, bôi đấy. À ừ, thế em bôi là cho em nhắn tin cho anh là thanh toán nốt những cái bôi nhá. Vâng ạ, mai nhà em không like chị ơi, em đi luôn. Gì nhở? Hôm nay mùng 1 em bận đi lễ nên là em chưa đi đổi. Em vừa nhắn tin tỷ giá cho chị ấy, nó bị xuống đấy chị. Nhưng mà mai em đi đổi thì em, mai hình như là mai em cũng chưa đi đổi được chị ạ. Nên là em đang không biết có ngâm lên để cho nó lên nữa nhỉ. Nó có lên được không rồi chị nhỉ? Hay nó xuống nhỉ? Em lên cardigan nhá mọi người. Cardigan vịt rất là xinh. Cardigan vịt hai mặt cực kỳ xinh luôn. Của Lime, ôi xinh không mọi người? Của Lime mà xương xương cho các chị. 290.000. 290.000. Vâng. À 190.000. Em cũng không gấp, em cũng không tiêu tiền. Em không gấp. Nhưng mà em thấy tỷ giá nó bị xuống thì em nhắn tin chị. Thì nếu mà bây giờ chị em mình đợi thì nếu mà nó mà xuống thì chị phải chịu nhá. Còn nó mà lên thì em không gấp. Không mà nó lên thì em sẽ đổi cho chị. Vịt cho em. Vịt cho em ạ. Đây ạ. Vịt 190.000. Ai lấy các chị lên đơn ạ. Vịt 190. Vâng ok chị. Vịt cho em 190. Vì nay mai em cũng bận chị ạ. Em chưa đi được. Vịt cho em 190.000. Vịt cho em 190.000. Chồng em cứ đòi đi đi để chồng em đi, chồng em bảo hành cái vòng của chồng em. Thấy em không đi kệ. Vòng của đứa nào đấy tự đi mà. Thấy đừng có mà linh tinh. Rủ con này linh tinh. Vịt cho em 190.000. Thôi nha, chốt thế thôi nha. Hey ôm anh đi, ôm anh đi. Xong chưa? Trừ số lượng sẵn cho em. Mã này các chị lên đơn cho em ạ. Vịt cho em 190.000. Vịt 190. Ai lấy các chị lên đơn ạ? Vịt 190.000 xong này. Rồi. Em nghỉ nha mọi người, mệt quá. Em phải nghỉ đây. Trưa mai cho em không like được mọi người. Trưa mai cho em không thể like được mọi người ơi. Em nghỉ nhá. Hẹn mọi người ngày kia nhá. Ngày kia được không ạ? Mệt quá. Nên em ăn cơm gà. Rất là nhiều hàng mới anh em ạ. Rất là nhiều hàng mới luôn. Em nghỉ nhá mọi người ơi. Bye bye các chị ạ. Ngày mai các chị nào có đơn để ý điện thoại nghe điện thoại giúp em nha. Bye bye mọi người. Hả? Trời ơi, mày nghe gì tao? Chứ tao bảo mày lấy thì mày bảo là chị ơi lấy rồi lên đi. Mày không nói cái gì cả, xong bây giờ tao chào khách rồi mày bảo chị bảo em lấy quần không chị không lên. Bye bye mọi người, chúc các chị ngủ ngon. Bye bye các bác. Mệt quá, lại cái gì nữa. Bye bye các chị ạ.